Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Mặt đất gạch đá, đều xuất hiện giống như mạng nhện vết nứt. Nếu không phải hai người đều là tụ khí cảnh cao thủ, chỉ sợ bọn họ hiện tại sớm đã đầu gối vỡ nát, chi dưới tê liệt. Hai người đau nhe răng trợn mắt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trác Phàm lãnh đạm đứng tại trước mặt. Lại là ngươi. Hai người biết, tại những người này, cũng chỉ có Trác Phàm có thể đối bọn hắn thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Cái này thì coi như các ngươi hiện tại tất cả đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tiểu thư cũng tuyệt không buông tha các ngươi. Tôn Vũ Phi chăm chú nhìn Trác Phàm lạnh lùng mặt mũi, giống như ăn người, khàn cả giọng mà quát. Chọt chọt. Lại là hai cước, Trác Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, thì đem bọn hắn đạp bay ra ngoài. Muốn lão tử quỳ xuống, các ngươi nghĩ quá nhiều. Chỉ một thoáng, Tôn Vũ Phi cùng Thái Hiếu Đình hai người ngơ ngẩn, thậm chí quên bị một cước kia đá bay đau đớn. Nếu nói ngay từ đầu Trác Phàm đánh bọn hắn hai bàn tay là Lạc Vân Thường ra mặt lời nói, còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ Lạc Vân Thường đều lên tiếng, hắn cư nhiên còn dám đánh bọn hắn, chẳng lẽ hắn không sợ bọn họ tất cả mọi người không có thể còn sống rời đi Thái Phủ sao? Bàng thống lĩnh mặc dù phẫn nộ hai người kia hành động, nhưng là từ đại cục mà nói, hắn cũng cảm thấy khẩu khí này bọn họ còn nhất định phải nhịn xuống, nếu không Lạc gia tỷ đệ liền có khả năng khó giữ được tính mạng. Lạc Vân Thường thì là liên tục cười khổ, người khác không hiểu Trác Phàm, nàng tại núi rừng bên trong chạy nạn lúc nhưng là đã hoàn toàn giải người này tính nết. Trong mắt của hắn nào có cái gì chủ tớ phân chia, từ trước đến nay đều là làm theo ý mình, nàng cũng không biết tại sao bọn họ Lạc gia sẽ xuất hiện dạng này gia nô. Ngược lại là Lạc Vân Hải lần này đối Trác Phàm thái độ có cực đại đổi mới, hai con mắt to nhìn chằm chằm vào Trác Phàm bất động, bên trong thậm chí còn có chút sùng bái ý vị. Nguyên lai cái này một mực khi dễ hắn cẩu nô tài, chẳng những không sợ bọn họ hai cái này chủ tử, liền bên ngoài cường thế hơn lực cũng không sợ, thật sự là không sợ trời không sợ đất. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm tại Lạc Vân Hải trong lòng thế mà từ cẩu nô tài biến thành cứu vãn Lạc gia nhân vật anh hùng. Người nào dám can đảm ở Thái gia dương oai? Bỗng nhiên, theo một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, một đạo vĩ ngạn thân hình xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nhìn người nọ, Lạc Vân Thường sắc mặt chưa phát giác biến đổi, nắm đệ đệ tay không khống chế được càng chặt chút, thậm chí ngay cả Lạc Vân Hải cũng có thể cảm giác được tỉ tỉ của hắn khẩn trương. Thái Hiếu Đình thì là trên mặt vui vẻ, hét lớn, cha, ngài đến vừa vặn, người này tại chúng ta Thái gia quấy rối. Nghe đến Thái Hiếu Đình nói chuyện, Trác Phàm biết người tới chính là chủ nhà họ Thái Thái Vinh, không nhịn được quan sát tỉ mỉ một phen. Thái Vinh nhìn qua có trên dưới 50, dáng người khôi ngô, trên thân cảm thấy tản ra cường giả khí tức. Đoán cốt cảnh bát trọng, Trác Phàm nhìn lấy Thái Vinh, cười nói. Mi đầu chưa phát giác vẩy một cái, Thái Vinh trong mắt không khống chế được lóe qua một tia kinh dị, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Thế mà bị người thiếu niên trước mắt này liếc một chút nhìn ra bản thân tu vi sâu cạn. Ánh mắt tốt, Thái Vinh khen, xin hỏi các hạ là. Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Thái Vinh lại là giật mình, thật sâu dò xét hắn một phen. Tuy nhiên hắn nghe Lạc Vân Thường nói qua bọn họ Lạc gia bởi vì trước quản gia làm phản, đổi tân quản gia, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra tân quản gia lại trẻ tuổi như vậy, mà lại trên thân còn mang theo một tia khí tức thần bí. Nếu là ở bình thường, lấy hắn lão hồ ly cá tính, tuyệt đối không muốn trêu chọc loại này không rõ lai lịch nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, nơi này còn có một cái hắn càng thêm không thể đắc tội thế lực. Thái bá bá, ngài nhất định muốn thay Vũ Phi làm chủ a. Tôn Vũ Phi đem mặt phía trên dấu đỏ triển lãm cho Thái Vinh, hai mắt hận hận trừng mắt về phía Trác Phàm. Chỉ một cái liếc mắt, Thái Vinh liền đã hoàn toàn rõ ràng, vỗ vỗ Tôn Vũ Phi tay. Trấn An nói, yên tâm đi, có Thái bá bá ở đây. Đón lấy, hắn nhìn về phía Lạc Vân Thường, sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống, Vân Thường a, ta hảo tâm thu lưu các ngươi tỷ đệ. Các ngươi không màng hồi báo coi như, còn chỉ cho ta gây chuyện thị phi. Lạc Vân Thường thân thể lắc một cái, hoàn toàn nói không ra lời. Trác Phàm thì là tiến lên một bước, cười nói, Thái gia chủ tuổi đã cao, còn khi dễ tiểu cô nương. Có chuyện gì nói với ta đi. Còn có, khác một bộ đối Lạc gia có ân bộ dáng. Mọi người nói trắng ra, đi ra hỗn chỉ là muốn cái chữ lợi, nếu không ngài cũng không thể hối hôn. Tốt,
đã ngươi muốn vạch mặt, vậy lão phu cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. Thái Vinh biến sắc, thản nhiên nói, ngày hôm nay chuyện này, lão phu muốn cho Vũ Phi một cái công đạo. Mỗi người các ngươi tiếp ta một trưởng, lão phu cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, chỉ xuất hai điểm lực, chết sống có số. Cái gì, hai điểm lực? Trong mắt hơi hơi co rụt lại, bàng thống lĩnh hét lớn, người đoán cốt cảnh bát trọng hai điểm lực, nhưng là so tụ khí cảnh 9 tầng cao thủ toàn lực ứng phó còn mạnh hơn, người đây không phải rõ ràng muốn chúng ta mệnh sao? Thái bá bá, van cầu ngài, Vân Hải vẫn còn con nít, hắn là vô tội. Lạc Vân Thường vội vàng năn nỉ nói. Nhưng là Thái Vinh chính là hừ lạnh một tiếng, đem mặt chợt đi qua, Tôn Vũ Phi thì là lộ ra một bộ tự đắc nụ cười. Tốt, ta tới trước. Trác Phàm nhếch miệng lên, thản nhiên nói. Bạch, màu đỏ trưởng ấn đột nhiên trên không trung xuất hiện, Thái Vinh vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm cũng dám xuất thủ trước, sau đó mãnh liệt khí thế vừa để xuống, nhất trưởng đánh ra. Đụng một tiếng, vết máu bị đánh tan, Trác Phàm cũng bị cái kia khí thế cường đại tự tìm lui lại 10 bước có thừa, chỉ là cũng chỉ là lui lại, cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tụ khí cảnh nhị trọng, thế mà là cũng có thể chống được ở hai ta phân lực. Thái Vinh cảm thấy kinh hãi, chăm chú nhìn Trác Phàm, chỉ là ngươi có thể may mắn còn sống, người khác có thể chưa chắc có ngươi dạng này vận khí. Ha ha ha, ta sở dĩ có thể sống trên cõi đời này, cũng là bởi vì ta xưa nay không tin tưởng vận khí. Trác Phàm quỷ dị cười một tiếng, chỉ Thái Vinh tay đạo, ta bằng là thực lực. Thái Vinh cúi đầu xem xét, trong mắt ngăn không được co lại. Trên tay hắn, vậy mà tại đổ máu, chẳng lẽ nói vừa mới cái kia một cái đối trưởng, hắn lại bị làm bị thương. Cái kia làm sao có thể, đối phương chính là cái tụ khí nhị trọng cảnh mà thôi, hắn lại là đoán cốt cảnh bát trọng, trung gian cách chỉnh một chút cấp 1A. Còn có, Trác Phàm nói tiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi ra hai điểm lực? Chắc liền nửa phần đều không có đi. Nghe được lời này, Thái Vinh suy nghĩ kỹ một chút, mới ý thức tới. Vừa mới tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hắn thật là muốn xử xuất hai điểm lực đến, nhưng là không đợi hắn đánh ra một trưởng kia, nhưng trong lòng thì khí huyết mãnh liệt, chân chính đánh ra lực đạo lại là liền nửa phần đều không có. Mặt khác, nhìn lại con của ngươi. Trác Phàm lại chỉ Thái Hiếu Đình, Thái Vinh vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy lúc trước còn không có việc gì Thái Hiếu Đình, thế mà là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn tới. Cha, cái này, này sao lại thế này? Thái Hiếu Đình không khống chế được hoảng hốt, rõ ràng hắn không có gì đau xót, tại sao lại nôn ra máu đây? Trác Phàm, người cuối cùng làm gì? Thái Vinh nhìn về phía Trác Phàm giận dữ hét. Mỉm cười cười một tiếng. Trác Phàm thản nhiên nói, ta chỉ là muốn nói cho Thái gia chủ, ta Trác Phàm tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn con của ngươi mệnh, xin ngài cẩn thận hành động. Gặp Thái Vinh tựa như còn có chút do dự, Trác Phàm ngón tay cong, Thái Hiếu Đình chưa phát giác lại phun ra một ngụm máu tới. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Thái Vinh chà chà mồ hôi lạnh, run giọng nói. Hắn cũng không biết Trác Phàm tại hắn trên người con trai động tay chân gì. Nhưng rất rõ ràng là đang trước khi hắn tới thì chuẩn bị sẵn sàng. Hắn hiện tại là thật có chút hối hận, sớm biết Lạc Gia Gia như thế một cái tâm tư kín đáo mà thủ đoạn độc ác quản gia, hắn cần gì phải đem sự việc làm ra như thế tuyệt đâu. Như vậy Thái gia chủ, chúng ta như vậy cáo từ. Trác Phàm suy cười một tiếng, hướng Thái Vinh ôm quyền, liền lôi kéo Lạc Vân Thường đi ra ngoài. Mà lại vừa đi, một bên cười to nói, ngày hôm nay ngươi đối với ta hờ hững. Trời sáng ta để ngươi không với cao nổi. Thái bá bá, ngài cứ như vậy thả bọn họ đi. Tôn Vũ Phi không buông tha nói. Bất đắc dĩ thở dài, Thái Vinh nhìn qua Trác Phàm đi xa hình bóng, lẩm bẩm nói, ngày xưa lão phu lười nhác thu lưu, hôm nay lại là thả hổ về rừng, ai? Lắc đầu, Thái Vinh mang theo Thái Hiếu Đình đi vào trong nhà, chính là đi chưa được mấy bước, Thái Vinh lại quay người nhìn về phía Tôn Vũ Phi, trong mắt lóe lên một mảnh tinh mang. Thế chất nữ, cái kia Trác Phàm như không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau chắc chắn sẽ uy hiếp các ngươi Tôn gia, nhìn sớm làm tính toán. Hừ, người gánh con trai của Tâm, không dám động tiểu tử kia, chúng ta Tôn gia cũng không sợ hắn. Bản tiểu thư liền để hắn nếm thử, đắc tội ngự hạ thất thế gia hạ chàng. Tôn Vũ Phi khẽ cắn môi, oán hận nói. Ba người theo Thái Phủ đi ra,
Trên đường đi Lạc Vân Thường cùng bàng thống lĩnh đều là nơm nấp lo sợ, sau đó quay đầu hướng, về, sau nhìn lại, sợ cái kia Thái Vinh thay đổi tâm ý đuổi theo ra tới. Chỉ có Trác Phàm một mặt bình tĩnh, chính là đáy mắt chỗ sâu còn có chút ít nộ khí. Tiểu thư, ngài còn có cái gì chỗ? Rời đi Thái Phủ không có mấy bước, Trác Phàm đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường trong mắt không khống chế được nâng lên một chút vũ khí, mờ mịt lắc đầu. Bàng thống lĩnh cũng là thầm than một tiếng, trong lòng một trận bi thương. Thở sâu, Trác Phàm hung hăng khẽ cắn môi, thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó muốn để cái này thái ra cửa nát nhà tan. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thu xếp tốt cái này Lạc gia tỷ đệ, hết lần này tới lần khác bị cái này thái gia phụ tử thế lực mắt cho hủy. Như là ngày sau thái gia bị hủy, Thái Vinh biết là bởi vì cái này duyên cớ mà đắc tội Trác Phàm, nhất định sẽ hối hận ruột đều xanh. Chỉ là đây đều là nói sau, hiện tại Trác Phàm tuy nhiên trong lòng tức giận chính mình kế hoạch ngâm nước nóng, nhưng bởi vì tâm ma ràng buộc, hắn vẫn như cũ phải chiếu cố kỹ lưỡng cái này hai tỷ đệ, tuyệt không thể để bọn hắn xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Trác Phàm trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, tiểu thư, người biết Ngự Hạ Thất Thế Gia là cái gì không? Cái gì, ngươi làm sao lại biết cái này? Lạc Vân Thường trong lòng cả kinh, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trác Phàm, như là Trác Phàm biết cái gì thiên đại bí mật giống như, chỉ là lại vừa nghĩ tới hắn mấy ngày nay đủ loại kỳ dị hành động, cũng liền thoải mái. Mà bàng thống lĩnh đồng dạng là một mặt tò mò nhìn về phía Lạc Vân Thường, tựa như cũng là ngày hôm nay lần đầu tiên nghe được từ này. Nhấp nhẹ một miệng môi dưới, Lạc Vân Thường trầm ngâm sau một hồi nhìn về phía hai người, nghiêm túc nói, trước kia chúng ta tại Quy Vân Trang bên trong, cùng bọn hắn không có gì gặp nhau, không biết cũng được. Nhưng là hiện tại chúng ta lưu lạc bên ngoài, nếu là thật sự gặp phải Ngự Hạ Thất Thế Gia người, nhất định muốn né tránh, không thể phát sinh tranh đấu, liền xem như bọn họ một con chó cũng giống vậy. Cảm thấy không khống chế được run lên, bàng thống lĩnh còn chưa bao giờ thấy qua Lạc Vân Thường ngưng trọng như thế biểu lộ, phảng phất tại nói về cái gì nhân vật đáng sợ giống như. Mà lại nàng luôn luôn cao ngạo, coi như hiện tại chán nản, đối mặt Phong Lâm Thành lớn nhất thái gia, cũng sẽ không nói ra liền bọn họ một con chó cũng không thể đắc tội lời nói, nhưng bây giờ. Không có để ý Lạc Vân Thường cảnh cáo, Trác Phàm biểu lộ y nguyên bình tĩnh, yên tĩnh nghe nàng đem lời nói tiếp. Vô luận là chúng ta Lạc gia, vẫn là thái gia, coi như thế lực lại lớn cũng chỉ là thế tục gia tộc. Nhưng là tại Thiên Vũ Đế quốc khai quốc mới bắt đầu, có 7 vị công thần được đến hoàng thất đặc phê, có thể cùng triều đình sánh vai, có được chính mình lãnh địa cùng thế lực, tại hết thảy thế gia phía trên. Đối địch với bọn hắn, chính là cùng toàn bộ đế quốc là địch, đây cũng là Ngự Hạ Thất Thế Gia. Cái gì, thế gia này lại có thể cùng hoàng thất sánh vai thế gia? Bàng thống lĩnh hít sâu một hơi, một mặt khiếp sợ nói. Dị thường nghiêm túc gật đầu. Lạc Vân Thường nghiêm túc nói, Thất Thế Gia là các đại thế gia không thể đụng cấm khu, mỗi gia tộc người cầm quyền đều biết những thứ này. Hiện tại ta liền đem cái này Thất Thế Gia nói cho các ngươi phải nhớ kỹ. Trong này có Tôn gia sao? Không đợi Lạc Vân Thường nói xong, Trác Phàm bỗng nhiên ngắt lời nói. Hơi sững sờ, Lạc Vân Thường kỳ quái lắc đầu, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Đúng vậy a, Trác huynh đệ. Nàng nếu như thuộc về Thất Thế Gia lời nói, vừa mới đại tiểu thư khẳng định đã ngăn cản ngươi đi đánh nàng. Bàng thống lĩnh cười hắc hắc, nhìn về phía Lạc Vân Thường. Rất rõ ràng, vừa mới Lạc Vân Thường không có ngăn cản, cũng chính là ngầm đồng ý. Giống như bị nhìn thấu tâm tư, Lạc Vân Thường gương mặt một đỏ, hung hăng chừng bàng thống lĩnh liếc một chút. Trên thực tế, Tôn Vũ Phi bị đánh, tâm lý thích nhất cũng là Lạc Vân Thường. Điểm này bàng thống lĩnh có thể nhìn ra, Trác Phàm tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá, Trác Phàm muốn lại càng sâu xa hơn, nếu như đã kết cửu oán, thì phải hiểu đối thủ bối cảnh. Như vậy, Tôn gia cũng là cùng Thất Thế gia có quan hệ gia tộc. Ách, làm sao người biết? Lạc Vân Thường tay chưa phát giác lắc một cái, thấp thỏm nói. Giờ này khắc này, nàng hy vọng dường nào Trác Phàm đùa cười một tiếng, nói là nói đùa hù dọa bọn họ một chút. Chỉ là Trác Phàm mặt vẫn như cũng nghiêm túc, vừa mới nha đầu kia hô qua, muốn để cho chúng ta nếm thử Ngự Hạ Thất Thế Gia lợi hại. Sao, tại sao có thể như vậy, thế mà là trong lúc vô tình đắc tội Ngự Hạ Thất Thế Gia người.
Chỉ một thoáng, Lạc Vân Thường sắc mặt trắng bệch, đầu tựa hồ cũng dừng lại suy nghĩ, ngơ ngác nhìn qua Trác Phàm. Bàng thống lĩnh càng là hai mắt nổi lên, tim đập âm thanh cũng trong nháy mắt dừng lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều phảng phất muốn hủy diệt một dạng, tĩnh mịch. Trác Phàm, nhanh lên, chúng ta đi cho Tôn tiểu thư chịu nhận lỗi. Lạc Vân Thường vội vàng lôi kéo Trác Phàm hướng thái phủ đi, nhưng là Trác Phàm lại giống như một cái cây đinh một dạng châm tại trên mặt đất, không nhúc nhích. Hiện tại đi, chỉ là chịu chết, Trác Phàm lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường không khống chế được khẽ giật mình, vô lực co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy bất lực. Trác Phàm lời mặc dù chói tai, nhưng mỗi một câu đều là sự thật. Đắc tội ngự hạ thất thế gia như dễ dàng như vậy giải quyết, người kia nhóm cũng không thể như thế kính nể. Trác đại ca, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Đột nhiên, một tiếng non nớt đồng tiếng vang lên, mọi người sững sờ, hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Lạc Vân Hải đã là đứng tại Trác Phàm trước người, một đôi lóe điểm điểm ánh sáng hai mắt thẳng vào nhìn lấy hắn, thế mà tràn ngập tín nhiệm. Điểm này, liền Trác Phàm chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này luôn luôn không đem người khác để vào mắt hùng hài tử, sẽ dùng loại này thanh tịnh ánh mắt nhìn mình. Ngươi không gọi cẩu nô tài. Trác Phàm trong mắt hơi híp, lạnh lùng nói. Trác đại ca đối với ta hai tỷ đệ có ân cứu mạng, ân tái tạo. Về sau ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu, ta thân ca ca, chị ruột ta phu, cầu ngươi lại cứu chúng ta một lần đi. Vân Hải, im miệng, không cho nói bậy. Lạc Vân Thường hung hăng chừng Lạc Vân Hải liếc một chút, đầy mặt đỏ bừng, nhưng là hai mắt vẫn là sau đó liếc về phía Trác Phàm bên này. Dọc theo con đường này bọn họ có thể biến nguy thành an, xác thực đều là Trác Phàm công lao. Tuy nhiên hắn không coi ai ra gì, nhưng là hắn tài cán thật là làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, đây chính là vì cái gì Lạc Vân Thường âm thầm đem Trác Phàm thăng làm quản gia nguyên nhân. Muốn trọng trấn gia tộc, thì cần dạng này nhân tài. Trác Phàm nhìn lấy Lạc Vân Hải cái kia cầu xin ánh mắt, cảm thấy cười thầm. Tiểu tử này dù sao cũng là thế gia tử đệ. Tuy nhiên một mực hung hăng bá đạo, nhưng là thật ngoan trùng hợp lên cũng là biết lễ người, chọc người yêu thích. Huống hồ, trợ giúp Lạc gia vốn chính là hắn phải đi làm việc, sau đó gật đầu nói, Phong Lâm Thành nơi này có thất thế gia người sao? Có, Tiềm Long Các, thất thế gia bên trong thứ nhất dám bảo thế gia, Phú Khả Địch Quốc. Tốt, vậy chúng ta về khách sạn trước, trời sáng đi Tiềm Long Các. Trác Phàm vỗ vỗ Lạc Vân Hải đầu, cất bước hướng khách sạn đi đến. Chúng ta đi Tiềm Long Các làm gì? Lạc Vân Thường vội vàng truy vấn. Liên minh, Trác Phàm nhạt nhạt đáp lại. Nghe được câu này, tất cả mọi người không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ. Ngự hạ thất thế gia, Tiềm Long Các, làm sao có thể cùng bọn hắn cái này lụi bại gia tộc liên minh, vậy thì thật là nói chuyện viển vông a. Đại quản gia là Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm. Phong Lâm Thành lớn nhất phía đông tọa lạc lấy một tòa kiến trúc cổ xưa, cao đến mấy chục trượng môn lầu khiến người ta còn chưa tới gần liền cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác áp bách, cho nên tại trong vòng trăm thước không người nào dám lưu lại. Bọn nó bên ngoài chỉ đứng đấy hai tên thân mang quần áo màu vàng óng thủ vệ, nhưng là trên người bọn họ cảm thấy tản mát ra khí thế, lại làm cho người có gan trăm tên nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó nhi cảm giác. Hai tên hộ vệ tuy nhiên cũng không có động, nhưng là ánh mắt thổi qua địa phương, như là đao kiếm gọt qua đồng dạng khiến người ta không dám nhìn chăm chú. Nhưng, cái này địa phương một mực hiếm có người đến địa phương, lại là đột nhiên xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Tụ khí cảnh đỉnh phong. Trác Phàm một bên đi về phía này, một bên lẩm bẩm nói, sau lưng còn là theo chân Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh ba người. Cùng Trác Phàm gặp không sợ hãi khí độ khác biệt. Ba người khi nhìn đến cái kia hai tên thủ vệ con mắt lúc, liền đã toàn thân cứng ngắc, cơ hồ liền đi bộ đều nhanh quên, quả thực là chuyển lấy thân thể tiến lên. Đứng lại, tại Trác Phàm đi vào trước cửa lúc, hai tên thủ vệ khẽ vươn tay ngăn lại hắn đường đi, quát to, Tiềm Long Các địa phương, người cũng dám xông loạn. Phiền phức thông báo một tiếng, Quy Vân Trang Lạc nhà tiểu thư, Lạc Vân Thường cầu kiến nơi này quản sự. Trác Phàm mắt nhìn phía trước. Không có chút nào liếc cái kia hai tên thủ vệ liếc một chút. Thấy tình cảnh này, hai tên thủ vệ liếc nhau, trong lòng không khống chế được thấy kỳ lạ.
Phong Lâm Thành bên trong đi cầu gặp Tiềm Long các người quản sự nhiều, có thể phàm là đi cầu gặp, cái nào không phải khúm núm, nơm nớp lo sợ, cười theo. Giống tiểu tử này như thế cuồng vọng, bọn họ ngày hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Lạc gia, nghe đều chưa từng nghe nói, chúng ta quản sự không gặp loại này vô danh tiểu tốt. Bên trong một cái thủ vệ lạnh lùng nói. Nghe được lời này, sau lưng Lạc Vân Thường âm thầm cúi đầu xuống. Đối với Tiềm Long các dạng này ngự hạ thất thế gia tới nói, Lạc gia căn bản liền con kiến hôi cũng không bằng. Đừng nói là kết minh, người ta càng là liền gặp cũng sẽ không thấy mình. Trác Phàm. Lạc Vân Thường lôi kéo Trác Phàm ống tay áo, nhưng là còn chưa chờ nàng nói chuyện, Trác Phàm đã là một thanh hất ra, cười lạnh nói, có gặp hay không đó là các ngươi chủ tử sự tình, còn chưa tới phiên hai cái nô tài thay chủ tử làm chủ. Ngươi nói cái gì? Hai cái thủ vệ hét lớn một tiếng, sắc mặt giận dữ, toàn thân khí thế bỗng nhiên buông ra. Chỉ một thoáng, mọi người liền cảm thấy toàn thân khí tức trì trệ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Chỉ có Trác Phàm mạnh kìm nén một hơi, đứng tại chỗ, lớn tiếng nói, nguyên lai ngự hạ thất thế gia cũng là như thế đãi khách sao. Hừ, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Dừng tay. Lúc này, một tiếng yêu kiều vang lên. Một vị áo trắng thiếu nữ chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai tên thủ vệ nghe đến vội vàng khẽ khom người, hướng nữ tử kia cung kính nói, tiểu thư, có người tới quấy rối. Vừa mới các ngươi nói chuyện ta ở bên trong cũng nghe được, là các ngươi không đúng. Người tới là khách, không được vô lễ. Thiếu nữ lạnh lùng liếc hai người liếc một chút, khiển trách, tiếp lấy lại nhìn về phía Trác Phàm cười nói, tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi. Trác Phàm cùng bàng thống lĩnh cùng nhau giật mình, thiếu nữ này lại chính là bọn họ tại phường thị đụng phải nữ hài kia. Nhưng là có cơ sự thế này, sự tình ngược lại tốt làm. Trác Phàm cảm thấy cười thầm, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thản nhiên nói, không nghĩ tới tiểu thư là Tiềm Long các người, thất kính thất kính. Mỉm cười, cái kia nữ hài gật đầu nói, tiểu nữ Long Quỳ, tại Tiềm Long các có chút tạp vụ mà thôi, không biết tiên sinh đến đây làm gì. Thực không dám giấu giếm, tại hạ Lạc gia quản gia Trác Phàm, nhân gia đạo sa sút, lại nghe nói Tiềm Long các chính là hiện nay Thiên Vũ Đế quốc giám bảo đệ nhất thế gia, cho nên đi cùng tiểu thư đến bán bảo vật gia truyền. Ồ, trong mắt chưa phát giác sáng lên, Long Quỷ cười hướng Lạc Vân Thường gật gật đầu về sau, lại nhìn về phía Trác Phàm, tiên sinh muốn bán ra bảo vật, tiểu nữ tử nhất định phải mở mang tầm mắt một chút, mời vào bên trong đi. Lấy Long Quỳ ở phía trước dẫn đường, Trác Phàm thì là mang theo sợ hãi rụt rè ba người theo sát mà lên, chỉ để lại cái kia hai tên thủ vệ ngơ ngác nhìn bốn người bóng lưng biến mất, mới lẫn nhau nhìn về phía đối phương, lẩm bẩm nói, vừa mới người kia. Là tiểu thư bằng hữu. Không thể nào, tiểu thư từ đâu tới như vậy rách dưới bằng hữu, có lẽ cũng là muốn luyện cái tay. Đợi đến bọn họ xuất ra bảo bối không hợp tiểu thư tâm ý lúc, tự nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Đến thời điểm, hắc hắc hắc. Đúng, đến lúc đó nhất định muốn giáo huấn một chút đám người này, riêng là cái kia không coi ai ra gì Trác Phàm. Nhưng là, bọn họ nếu như xuất ra bảo bối, chiếm được tiểu thư niềm vui đây. Cái kia không có khả năng, chỉ bằng bọn họ cái kia tướng bẩn như vậy, có thể xuất ra khối mạc ngọc cũng không tệ, ha ha ha. Nghe được lời này, khác một cái thủ vệ cũng là lớn tiếng giễu cợt cười rộ lên, đồng thời đã bắt đầu xoa tay vào tay. Chuẩn bị một hồi làm lớn một phen. Một phương diện khác, Long Quỳ mang theo bốn người tới một gian tráng lệ trong phòng, đợi bốn người sau khi ngồi xuống, Long Quỳ mới cười nói, không biết có gì bảo vật, nhanh lấy ra cho tiểu muội dám thưởng một phen. Trác Phàm nhìn về phía Long Quỳ, khóe miệng chưa phát giác nhảy nhảy. Tiểu nha đầu này nhìn như không dính khói lửa trần gian, nhưng lại cực kỳ khôn khéo. Vừa rồi ở ngoài cửa sự việc, Trác Phàm khẳng định tiểu nha đầu này nhất định toàn cũng biết, nhưng là nàng cũng là dùng cái kia hai cái thủ vệ đến dò xét bọn họ, dùng cái này đến quyết định sinh ý đàm phán đối sách. Như là vừa vặn bọn họ ở ngoài cửa có một tia khuất phục ý tứ, chắc hiện tại tiểu nha đầu này thái độ hội rất mạnh. Bất quá, tuy nhiên nha đầu này là cái nhân tinh, nhưng ở Trác Phàm cái này lão ma đầu trước mặt, vẫn là quá non. Bạch! Trác Phàm tay run một cái. Một bức tranh liền bày ra ở trước mặt nàng, phía trên lít nha lít nhít vẽ lấy kỳ quái đồ án. Nhưng, cũng là như thế một bức qua loa đồ, vật,
lại là để cho nàng ánh mắt thoáng cái thì định trụ. Hai tay chậm rãi đem bức vẽ kia tiếp nhận, Long Quỳ giống như vuốt ve chân bảo một dạng cẩn thận xem. Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh gặp, còn là có chút kỳ quái liếc nhau. Bức họa này là Trác Phàm tối hôm qua trong đêm họa, lúc đó bọn họ thấy chỉ có một loại cảm giác, đây là đồ chơi gì đây? Nhưng là giờ này khắc này, nhìn cái này Long Quỳ bộ dáng, dường như tranh này giá trị tương đương cao a. Trác Phàm tiên sinh, các ngươi muốn bán bao nhiêu? Long Quỳ đem bức tranh thu hồi, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, nhưng là trong mắt dĩ nhiên đã nổi lên một tầng nghiêm túc. Long tiểu thư là dám bảo người trong nghề, tại phường thị thời điểm ta đã từng gặp qua, ngươi ra giá đi. Trác Phàm cười cười, thản nhiên nói. Khẽ cắn cắn miệng môi, Long Quỳ nhìn lấy Trác Phàm cái kia thâm thúy ánh mắt, biết người này cũng là người trong nghề, lừa gạt không, vì vậy nói, 200.000 khối linh thạch, như thế nào? Cái gì, 200.000? Lạc Vân Thường khí tức chưa phát giác trì trệ, cả kinh đứng lên. Bọn họ Quy Vân Trang liền xem như toàn thịnh thời kỳ, trong trang linh thạch cũng không có đạt tới qua 50.000 khối, nhưng là Trác Phàm một bức không biết là thứ đồ gì họa, cư nhiên trực tiếp ra giá 200.000. Bàng thống lĩnh cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, đầu trong nháy mắt chập mạch đồng dạng, không cách nào suy nghĩ. Nhìn hai người này biểu hiện, Long Quỳ trong mắt chưa phát giác lóe qua một tia khinh miệt. Dựa vào, lão nương mở cao, bọn này nhà quê. Nhưng là lại vừa nhìn thấy Trác Phàm không khỏi ý cười, ngồi tại trên ghế ngồi mặt không đổi sắc, trong mắt nàng liền lại một lần ngưng trọng lên. Chân chính dám bảo cao thủ, là cái này quản gia. 200.000, ha ha ha. Trác Phàm mò mò cầm, lắc đầu cười khẽ hai tiếng, đưa tay đón bức họa kia quyển, đã Long tiểu thư như thế không có thành ý, vậy chúng ta cuộc làm ăn này như vậy coi như thôi đi. Thân thể ngửa về sau một cái, Long Quỳ đem bức tranh chăm chú ôm vào trong ngực, tựa hồ sợ Trác Phàm đoạt lại đi. Trác tiên sinh, nhất cấp trận thức đồ mà thôi, 200.000 đã không ít. Huống hồ người đây là vẽ tay, cũng không phải là ngọc giản chứa đựng, ta ra 200.000 đã tương đương công đạo. Ha ha ha, Long tiểu thư, coi như ta đọc sách ít, người cũng không thể dạng này gạt ta, mau đưa bức vẽ kia trả cho ta. Trác Phàm vươn tay ra, nhưng là cũng không vội lấy muốn cầm về. Chính là chăm chú nhìn ánh mắt của nàng. Trong tay chăm chú dắt lấy bức họa kia, Long Quỳ khẽ cắn môi, hét lớn, lần này coi như ta bồi, 300.000. Long tiểu thư, người vẫn không có thành ý a. Trác Phàm thất vọng lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước, bắt đầu đưa tay đi lấy bức họa kia quyển. Long Quỳ thì là một mực hướng về sau cuộn mình, muốn cật lực né tránh Trác Phàm ma trường. Bức tranh này phía trên vẽ ra chế thật là nhất cấp trận thức đồ, mà Long Quỳ cũng không phải lần đầu tiên gặp nhất cấp trận thức đồ. Lấy nàng định giá, 250.000 phù hợp. Mở ra 200.000 giá cả, cũng là bởi vì Trác Phàm là đạo này người trong nghề, nàng biết lừa bịp không. Nhưng là trận thức đồ phía trên rất nhiều trận thức, lại là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại Tiềm Long các đế quốc thứ nhất dám bảo thế ra trận thức đồ số lượng dự trữ bên trong. Lại có nàng đều chưa từng gặp qua trận thức, cái này khiến nàng cảm thấy cực kỳ tươi mới. Cho nên nàng vô luận như thế nào, cho dù thâm hụt tiền đều muốn có cái này trận thức đồ. Nhưng là, Trác Phàm như là đoán chắc nàng điểm này một dạng, không chút nào nhả ra. Sau đó, nàng đành phải nhìn về phía hữu danh vô thực Lạc gia tiểu thư Lạc Vân Thường, Lạc tiểu thư, bản vẽ này nhiều lắm là 300.000. Mà lại toàn bộ Thiên Vũ đế quốc bên trong. Chỉ có chúng ta Tiềm Long các có thực lực thu bản vẽ này, người đến địa phương khác căn bản bán không cái giá tiền này. Ây, Lạc Vân Thường do dự một chút, nhìn về phía Trác Phàm. Long Quỳ thấy tình cảnh này, biết có cửa, vội vàng tiếp tục mê hoặc nói, Lạc tiểu thư, ngài cùng chúng ta Tiềm Long các làm lớn như vậy sinh ý, tự nhiên sẽ thành cho chúng ta khách quý, ngày sau Tiềm Long các đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Khách quý. Lạc Vân Thường sững sờ một chút, lẩm bẩm nói, cái này không phải là thành chỗ dựa sao? Sau đó bụng mừng rỡ, nhìn ngay lập tức hướng Trác Phàm nói, Trác Phàm, nếu không. Im miệng, Trác Phàm hét lớn một tiếng, hung hăng chừng hắn liếc một chút. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, bị người ta dăm ba câu thì lừa gạt ở. Tiềm Long các làm sao lại vì cái gì cậu thí khách quý ra mặt, nếu muốn để bọn hắn thành vì chính mình ô dù.
liền phải đem song phương lợi ích chăm chú buộc chung một chỗ. Long tiểu thư, ta là Lạc gia quản gia, Lạc gia hết thảy sự vụ do ta làm chủ, xin đem bức họa này trả cho ta. Trác Phàm hít sâu một hơi, thu liễm lúc đến nụ cười, lạnh lùng nhìn về phía Long Quỳ. Long Quỳ không khống chế được sững sờ, nhìn xem Trác Phàm, lại nhìn xem Lạc Vân Thường, hoàn toàn mắt trợn tròn. Tuy nhiên thật là quản gia đang xử lý gia tộc sự vụ, có thể lúc nào quản gia quyền lực lớn đến có thể quản lên chủ tử đến, cái kia còn có thể gọi quản gia sao? Nhưng là nhìn cái này tình hình, Lạc gia chủ thật đúng là không làm được cái này quản gia chủ a. Thở dài, Long Quỳ vạn phần không muốn sờ sờ bức họa kia quyển, sau đó trả lại, thật sự là đáng tiếc, Trác Phàm tiên sinh. Ngài yêu cầu quá cao, chúng ta thực đang thỏa mãn không? Bất quá, ta lấy Tiềm Long Các danh dự cam đoan với ngươi, này tấm nhất cấp trận thức đồ, thật nhiều nhất chỉ trị giá 300 ngàn. Đem cái kia muốn một lần nữa cầm lại trong tay, Trác Phàm nhìn về phía Long Quỳ, khẽ khom người cúc cái cung, điều này không khỏi làm Long Quỳ hơi kinh ngạc. Nhưng nàng chưa kịp đặt câu hỏi, Trác Phàm đã mở miệng nói, xin lỗi, vừa mới ta vẫn cho là tiểu thư là muốn cố ý lừa ta nhóm, nguyên lai ngài thật không hiểu a. Không biết các ngươi chỗ này, còn có dám bảo sư khác sao? Cái gì, ta không hiểu. Long Quỳ không khống chế được sững sờ, trên mặt nổi lên từng tia ửng hồng, cảm thấy sinh ra cơn tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Phàm là nàng xem qua liếc một chút đồ, vật. Liền có thể sáng tỏ nhớ kỹ nó tất cả đặc tính, minh bạch nó giá trị. Cho nên nàng mới có thể tại phường thị không biết mặc ngọc giả ở nơi nào lúc liếc một chút phân biệt mặc ngọc thật giả, đây là nàng thiên phú, cũng là nàng tại Tiềm Long Các bên trong cấp tốc trở thành đỉnh cấp giám bảo sư ưu thế. Tổng tới nói, chính là thiên phú dị bẩm. Nhưng là Trác Phàm vừa mới lời nói, nhưng là đúng nàng thiên phú đả kích, đối nàng giám bảo kỹ nghệ phủ định. Cái này so bất luận người nào công kích, cũng phải làm cho nàng cảm thấy tôn nghiêm chịu nhục. Trác Phàm tiên sinh, ngài ánh mắt mặc dù không tệ, nhưng là tuyệt đối không nên quá tự phụ nha. Long Quỳ lộ ra một cái so phẫn nộ càng thêm phẫn nộ nụ cười, thản nhiên nói, mọi người thậm chí đều có thể nghe đến trong miệng nàng hàm răng khẽ cắn thanh âm. Nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ gật đầu mỉm cười, xin hỏi, còn có khác dám bảo sư à? Trầm mặc một lát, Long Quỳ hung hăng gật đầu nói, tốt, ngươi chờ. Vừa dứt lời, Long Quỳ quay người rời đi, nhìn lấy nàng biến mất bóng lưng, Lạc Vân Thường một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm, chúng ta là không phải đắc tội Tiềm Long Các. Trác Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, nương theo lấy một trận trầm ổn tiếng bước chân vang lên, Long Quỳ lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là lúc này, bên người nàng thêm một người, một cái một mắt lão đầu. Thần nhãn Long Cửu. Lạc Vân Thường giật mình, kêu ra tiếng, sau đó nhỏ giọng hướng Trác Phàm nói, hắn cũng là Tiềm Long Các tại Phong Lâm thành tổng quản sự, thủ tịch giám bảo sư, thần nhãn Long Cửu. Là Lạc gia tiểu thư đi. Cách trăm bước xa, Long Cửu thanh âm lại là rõ ràng truyền đến mỗi người trong tai, 20 năm trước ta và ngươi phụ thân gặp mặt lúc, hắn vẫn là hăng hái, không nghĩ tới bây giờ sau người đã đến bán đi gia tài cấp độ. Trác Phàm cảm thấy run lên. Mi đầu hơi nhíu nhăn. Người này thực lực so với cái kia Thái Vinh đến, thế mà cao một mảng lớn, cho nên tại Trác Phàm hiện tại căn bản nhìn không ra hắn tu vi. Ngược lại không phải là Trác Phàm nhãn lực không tốt, hoặc là lão nhân này cố ý giấu giếm, chính là hai người thực lực chênh lệch thật là quá lớn. Không hổ là Tiềm Long Các, lại có loại cao thủ này. Trác Phàm cảm thấy ám đạo. Rất nhanh, Long Cửu tại Long Quỳ đỡ xuống đến trước mặt mọi người. Lạc Vân Thường đuổi vội dịu dàng hạ bái, cửu gia. Người khác cũng vội vàng làm lễ, chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Long Cửu đục ngầu lão mắt tại Trác Phàm trên thân dò xét vài cái, thản nhiên nói, ngươi chính là Lạc gia quản gia mới. Vâng, Trác Phàm gật gật đầu. Tốt, chỉ cần không phải cái kia lão già, Lạc gia người nào làm quản gia đều tốt ha. Long Cửu giống như có thâm ý liếc mọi người liếc một chút, chậm rãi ngồi xuống. Lại nhìn về phía Trác Phàm, nghe nói người đối tiểu quỷ giám định có hoài nghi. Vâng, Trác Phàm vẫn như cũ nói, Long Quỳ giận hừ một tiếng, trợn mắt một cái. Ha ha ha, tiểu quỷ tuy nhiên xuất đạo không lâu, nhưng ánh mắt độc đáo, nàng nói khẳng định 8-9 phần 10. Chỉ là đã ngươi có hoài nghi,
liền để ta cái này mắt mù lão đầu xem một chút đi. Xin ngài xem qua. Trác Phàm đem bức tranh trình lên, Long Cửu cười tiếp nhận, nhưng là chờ hắn đem bức tranh mở ra lúc, lại là sắc mặt cứng đờ, hai mắt thẳng tắp để mắt tới đi. Cửu thúc, theo như ta nói đi. Long Quỳ nhảy nhảy cái cằm, lớn tiếng nói, nhất cấp trận thức đồ, giá trị 300 ngàn. Long Cửu không nói gì, chính là nhìn chằm chằm vào bức vẽ kia, chờ một lúc mới lại nhìn về phía Trác Phàm, một mặt nghiêm túc nói, không nghĩ tới Lạc gia còn có dấu dạng này đồ chơi, tiểu tử, 1,8 triệu như thế nào? Cái gì? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, riêng là Long Quỳ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tiềm Long các thủ tịch dám bảo sư Long Cửu lại sẽ cho bản vẽ này mở ra như thế con số trên trời. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm chính tại khách sạn gian phòng bên trong tĩnh tọa, đột nhiên nghe đến một trận gấp rút tiếng bước chân hướng mình nơi này truyền đến. Chỉ chốc lát sau, nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị cứ thế mà đẩy ra, Bàng thống lĩnh thở hổn hển xông tới, nhìn về phía Trác Phàm, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Không tốt, bên ngoài bị Tôn gia người vây quanh. Chậm rãi mở ra hai mắt, Trác Phàm khóe miệng lộ ra cái quỷ dị đường cong, gây chuyện người rốt cục tới. Ách, ngươi làm sao không có chút nào gấp đâu? Bàng thống lĩnh kỳ quái nói. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm đứng dậy đi ra ngoài, ta chính chờ lấy bọn họ đây, kêu lên hai cái kia tỷ đệ đi ra tới. Nghe được lời này, Bàng thống lĩnh bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Cái này Trác Phàm trên danh nghĩa là Lạc gia quản gia, ở trước mặt người ngoài cũng mở miệng một tiếng thiếu gia tiểu thư kêu, nhưng là trong âm thầm nhưng chưa bao giờ nhìn tới hai chị em bọn hắn. Muốn lúc trước, Bàng thống lĩnh không phải muốn thay thế lão gia chính gia pháp không thể. Nhưng là hiện tại hắn cũng quen thuộc, chủ yếu nhất là hắn cảm thấy Trác Phàm nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm. Tuy nhiên mỗi ngày đều đem thiếu gia tiểu thư một hồi đổ ập xuống chửi mắng. Nhưng mỗi lần gặp phải thời khắc nguy cấp, trước hết đứng ra bảo vệ cho hắn nhóm cũng là hắn. Tựa như hôm qua vừa về tới khách sạn hắn liền đem Lạc Vân Thường một hồi mắng to, trách nàng không nên lắm miệng, suýt nữa hư hắn theo Tiềm Long các đàm phán. Tiểu thư tuy nhiên tâm lý ủy khuất, cũng không hiểu hôm qua cuối cùng là đàm phán thứ gì, nhưng là từ Long Cửu lúc rời đi biểu lộ nhìn, biết Trác Phàm thay Lạc gia chiếm tiện nghi lớn. Bây giờ Lạc gia chán nản cuối cùng. Có thể trong nháy mắt được đến 1 triệu khối linh thạch, không đến mức trầm luân đầu đường hoặc ăn nhờ ở đậu, đều dựa vào Trác Phàm tại đỉnh lấy. Trọng yếu nhất là, hôm qua bọn họ tất cả mọi người nghe đến Long Cửu đối Trác Phàm đánh giá. Chỉ cần có hắn tại, Lạc gia thì có trọng trấn một ngày. Có năng lực người, làm hạ nhân cũng làm đến như vậy chảnh. Bàng thống lĩnh mò mò cằm, hơi có chút hâm mộ nhìn một chút Trác Phàm bóng lưng, xoay người đi tìm Lạc Vân Thường bọn họ. Chờ một lúc, tại khách sạn trong đại sảnh, Bàng thống lĩnh bồi tiếp Lạc Vân Thường hai người tới Trác Phàm trước mặt. Tựa như còn đối hôm qua sự việc canh cánh trong lòng, Lạc Vân Thường mặt mũi tràn đầy đều in dấu lấy ai oán dấu vết. Đi thôi, tiểu thư thiếu gia. Trác Phàm đưa ra ngoài cái ánh mắt, Lạc Vân Thường tối hừ một tiếng, lôi kéo đệ đệ tay đi ra ngoài. Kẹt kẹt một tiếng, khách sạn đại môn chậm rãi đẩy ra. Lạc Vân Thường không hổ là đại hộ nhân gia tiểu thư, tại đẩy cửa ra trong tích tắc, liền thu liễm trên mặt tất cả biểu lộ, trở nên ung dung đoan trang. Trác Phàm gặp, cũng không thể không âm thầm tán thưởng, Lạc Vân Thường thật là tiểu thư khuê các điển hình. Ngoài cửa đã tụ tập hơn 30 tôn gia hộ vệ, phần lớn là tụ khí cảnh lấy trên cao thủ. Người cầm đầu có hai cái, một cái là ngày đó tại Thái Phủ bị Trác Phàm đánh đập tôn nhà tiểu thư Tôn Vũ Phi. Còn có một người là cái công tử trẻ tuổi, lớn lên ngọc thụ lâm phong, một cái quạt xếp trong tay theo gió lưu động, chính là cặp kia câu hồn nhãn tại không được đánh giá Lạc Vân Thường thướt tha thân hình. Như là cũng chú ý tới cái kia người ánh mắt trên người mình loạn nghiêng mắt nhìn, Lạc Vân Thường trách nghiêng người, nhìn về phía Tôn Vũ Phi nói, không biết Tôn tiểu thư hôm nay mang nhiều người như vậy tới tìm chúng ta làm gì. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi sẽ không quên trước đây không lâu hắn tại Thái Phủ đối bản tiểu thư làm việc tốt đi. Tôn Vũ Phi nhất chỉ vẻ đạm nhiên Trác Phàm, hung tợn đạo, ngày hôm nay ta thì để cho các ngươi Lạc gia ở chỗ này, triệt để diệt tộc. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường mi đầu chưa phát giác lắc một cái, lôi kéo Lạc Vân Hải tay cũng càng phát ra chặt lên, nhưng là vừa nhìn thấy Trác Phàm biểu lộ, liền lại trầm tĩnh lại.
Tại nhiều như vậy lần sống chết trước mắt bên trong, Trác Phàm luôn có thể ra bất ngờ hóa giải nguy nan. Vô luận là đối mặt Thái Vinh cũng tốt, đối mặt Long Cửu cũng được, chỉ cần Trác Phàm đã tính trước, thì nhất định có thể bãi mình. Mà đối với cái kia hai đại cao thủ, những người trước mắt này căn bản cũng không chân nhấc lên. Lúc này Lạc Vân Thường sớm đã minh bạch, chỉ cần Trác Phàm không hoảng hốt, cái kia liền không sao. Nhìn vẻ mặt hờ hững Trác Phàm, Lạc Vân Thường trong lúc vô tình lộ ra một tia cười yếu ớt, cao ngạo hất cằm lên, lớn tiếng nói, ta Lạc gia sừng sững Phong Lâm Thành mấy trăm năm, sao lại nói diệt tộc thì diệt tộc. Tôn tiểu thư, Tôn gia rời đi Phong Lâm Thành chỉ là hơn 10 năm mà thôi, xin chú ý ngươi lời nói và việc làm. Giờ này khắc này, Lạc Vân Thường rốt cục khôi phục Lạc gia đại tiểu thư nên có cao ngạo cùng tự tin, mà loại này tự tin, thế mà làm cho tất cả mọi người chưa phát giác đều thấy ngẩn ngơ. Đem hai cùng so sánh dưới, Tôn Vũ Phi gia tộc này hưng vượng tiểu thư ngược lại như là như cái bát phụ dã nha đầu đồng dạng, mà Lạc Vân Thường mới là thế gia tiểu thư chân chính nên có bộ dáng. Nhìn sơ qua một chút mọi người biểu lộ, Tôn Vũ Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, một thân nguyên lực ngăn không được tán phát ra. Lạc Vân Thường, bản tiểu thư hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Vừa dứt lời, Tôn Vũ Phi đột nhiên hướng Lạc Vân Thường phóng đi, bàng thống lĩnh gặp vội vàng bảo hộ ở tiểu thư trước người. Nhưng, song phương còn chưa giao thủ, một cái quạt xếp lại là bá một chút ngăn tại hai người trước mặt. Biểu ca, ngươi, Tôn Vũ Phi không hiểu nhìn về phía quạt giấy chủ nhân, hai mắt đỏ bừng. Cười nhạt một tiếng. Cái kia công tử trẻ tuổi không có nhìn Tôn Vũ Phi liếc một chút, mà chính là nhìn về phía Lạc Vân Thường, cung kính thi lễ nói, Lạc tiểu thư, xin tha thứ biểu muội ta vô lễ. Thực chúng ta hôm nay tới là muốn tìm quý phủ quản gia, vì biểu muội ta đòi cái công đạo, không có quan hệ gì với tiểu thư. Chỉ cần ngài giao ra người kia, ta cam đoan không thương tổn người Lạc gia một sợi lông. Biểu ca, chúng ta không phải đã nói, muốn đem bọn hắn toàn diệt a, ngươi làm sao? Tôn Vũ Phi khẽ giật mình, vội vàng nói, nhưng là cái kia công tử quạt giấy rũ xuống liền đem nàng cả khuôn mặt che ở phía sau, hoàn toàn không nhìn. Mà lại, nếu như tiểu thư nguyện ý, tại hạ có thể trợ giúp tiểu thư tái hiện Lạc gia ngày xưa huy hoàng. Cái kia công tử nói tiếp, không cần, Trác Phàm là ta người Lạc gia, tìm hắn để gây sự cũng là tìm Lạc gia phiền phức. Ta là Lạc gia đương gia, có chuyện gì hướng ta tới. Lạc Vân Thường đứng ở phía trước, không sợ chút nào. Bật cười một tiếng, cái kia công tử bất đắc dĩ lắc đầu, ta khuyên tiểu thư không muốn hành động theo cảm tính, nếu như ngươi biết thân phận ta, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Nhíu mày, Lạc Vân Thường chăm chú nhìn ánh mắt người nọ. Tại hạ U Tuyền, U Minh Cốc đệ tử. Cái, Lạc Vân Thường giật mình, hít sâu một hơi, không tự giác lui về phía sau hai bước, lẩm bẩm nói, ngươi là Ngự Hạ Thất Thế Gia. Ha ha ha, sợ đi, Tôn Vũ Phi cười lớn một tiếng, đắc ý nhìn về phía Lạc gia mọi người. Ngưng trọng, trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng, bò đầy Lạc gia trừ Trác Phàm bên ngoài mọi người mặt. Nếu nói lúc trước đối mặt Tiềm Long Các Long Cửu, song phương chỉ là sinh ý phía trên đàm phán, cũng không phải là đối thủ, không có gì đáng sợ, hiện tại cùng U Minh Cốc lại là chân chân chính chính quan hệ thù địch. Ngự Hạ Thất Thế gia bất kỳ người nào. Chỉ cần động động ngón tay, liền có thể để một cái thế tục gia tộc trong nháy mắt bị tiêu diệt, hoặc là trong nháy mắt hưng vượng. Mà Tôn gia, thật cùng Ngự Hạ Thất Thế gia có quan hệ, khó trách liền Thái Vinh một đại gia chủ cũng phải nhìn Tôn gia tiểu nha đầu sắc mặt. Trác Phàm. Lạc Vân Thường lo lắng giữ chặt Trác Phàm tay, thanh âm ở giữa chưa phát giác phát ra từng tia run rẩy. Lộ ra một cái an tâm nụ cười, Trác Phàm tiến lên một bước. Nhìn về phía U Tuyền nói, ta chính là Lạc gia quản gia Trác Phàm, người muốn như thế nào, một đối một còn là các ngươi cùng tiến lên. Hừ, quả nhiên cùng biểu muội ta nói một dạng, cuồng vọng tự đại cầu nô tài. U Tuyền cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng Trác Phàm đi đến, đối phó loại người như ngươi, cùng tiến lên sẽ chỉ bôi nhọ U Minh Cốc uy danh. Vừa dứt lời, nhưng nghe bá một tiếng, U Tuyền liền trong nháy mắt mất đi hình bóng. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, bỗng nhiên hướng bên cạnh ngã xuống, qua chớp mắt. Chờ lúc hắn ngẩng đầu lên, mặt của hắn gò má đã là in lên một đầu rõ ràng vết máu. Máu tươi dọc theo vết máu từng cái chảy xuống, mà hắn lúc trước vị trí chỗ ở,
đã là bị nam nhân kia chiếm lấy đi. Hừ, cư nhiên tránh thoát. U Tuyền cười lạnh một tiếng, ta dị nhìn về phía Trác Phàm, giống như nhìn một cái đồ chơi. Tụ khí lục trọng, ma đạo tu giả. Trác Phàm trong mắt hơi híp, khóe miệng lộ ra một cái quái dị nụ cười, thú vị. Vừa mới U Tuyền động thủ tà dị mà quỷ mị, nếu không phải Trác Phàm kinh nghiệm thực chiến phong phú, sớm đã chết ở hắn đột kích phía dưới. Bất quá, điều này cũng làm cho Trác Phàm biết rõ U Minh Cốc tu luyện công pháp, đúng là ma đạo. Như người này để người khác gặp phải, tất nhiên 10 phần khó giải quyết. Nhân là ma đạo đi đều là truy cầu thực lực cường đại học cấp tốc con đường, quỷ dị bá đạo nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Chính đạo tu giả thì không phải vậy, từng bước một mà làm, tuy nhiên thực lực không bằng ma đạo cao thủ, nhưng lại cũng sẽ không xuất hiện trên việc tu luyện sai lầm. Mà cái này cũng cho thấy U Tuyền mặc dù là tụ khí lục trọng tu vi, thực lực lại cao hơn nhiều này. Có thể Trác Phàm hiện tại chỉ có tụ khí nhị trọng. Tại ma đạo bên trong cái này tứ trọng chênh lệch nhưng so với chính đạo còn lớn hơn nhiều. May mắn Trác Phàm là ma đạo lão ma đầu, đối ma đạo các loại công pháp vũ kỹ đều có chỗ giải, đây có lẽ là hắn duy nhất chiến thắng pháp bảo. Trác Phàm, người không sao chứ? Lạc Vân Thường nhìn lấy Trác Phàm trên mặt vết máu, lo lắng hét lớn. Chậm rãi đứng lên hình, Trác Phàm đưa tay vệt một tia trên mặt vết máu, khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Trước kia hắn không phải là không có khiêu chiến vượt cấp qua, bất quá đối với tay đều là chính đạo cao thủ, lần này tính toán là lần đầu tiên gặp phải mạnh hơn chính mình ma đạo cao thủ đọ sức, cảm thấy thế mà hiếm thấy sinh ra một tia tươi mới cảm giác. Chiến. Cho dù không phải vì Lạc gia, vì trong lòng sớm đã tính toán hảo kế hoạch, đánh với U Tuyền một trận cũng là bắt buộc phải làm. Cái này không quan hệ lý trí suy nghĩ. Mà chính là một cái lão ma đầu không có chút nào lý do nhiệt huyết xúc động. Mà nhìn thấy Trác Phàm đột nhiên trở nên khát máu ánh mắt, U Tuyền ngược lại sửng sốt. Theo lẽ thường tới nói, hắn một kích này tuyệt đối nhất kích chí mệnh, mặc dù có người may mắn tránh thoát, cũng sẽ bị sợ mất mật, lại không có dũng khí cùng hắn đối mặt. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm chẳng những không có một tia đáng sợ, ngược lại có chút vui tại bên trong ý nghĩa. Chẳng lẽ nói, U Tuyền vừa nghĩ đến cái gì, lại là hô một tiếng truyền đến, tự tìm hắn đuổi vội vươn tay chặn lại. Đụng! Một đạo đỏ như máu thủ ấn tại bàn tay hắn phía trên nổ tung, cường đại trùng kích lực tự tìm hắn liên tiếp lui về phía sau, chờ dừng thân hình sau mới phát hiện, tay hắn vậy mà tại cuồn cuộn đổ máu. Biểu ca, cẩn thận, Thái Vinh bá bá tại một trường này phía trên cũng ăn thiệt thòi. Tôn Vũ Phi kêu to nhắc nhở. U Tuyền nhướng mày. Lỗ mãng hai gò má lần thứ nhất ngưng trọng xuống tới, phiền phức, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải người đồng đạo. Ngẩng đầu nhìn về phía Trác Phàm, chỉ thấy hắn đối diện chính mình lộ ra mạc danh nụ cười, U Tuyền bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy âm thầm đề phòng lên. Phải sớm biết rõ là loại người này, lão tử thì không nên trôi cái này vũng nước đục. Ma đạo, cùng chính đạo thanh quy giới luật bàn tu luyện, chú trọng mỗi một bước đều đánh xuống nền móng vững chắc khác biệt. Nó vĩnh viễn đang theo đuổi lực lượng cường đại. Chính là bởi vì loại này cực đoan truy cầu, mà đạo tu giả thường thường thể hiện ra cùng tu giả khác khác biệt điên cuồng một mặt, làm thực lực không từ thủ đoạn, đây cũng là vì sao chính đạo tu giả đối ma đạo người cực kỳ kiêng kỵ nguyên nhân. Bởi vì đối địch với bọn hắn, không khác nào cùng một đám người điên tác chiến. Đồng dạng minh bạch đạo lý này, U Tuyền tại phát hiện Trác Phàm cũng là ma đạo tu giả về sau, mới sẽ tâm sinh hối hận. Tuy nhiên hắn có lòng tin chiến thắng Trác Phàm, nhưng đối phó với một cái một khi chiến đấu liền không hề cố kỵ ma đạo người điên, coi như thắng, chính mình cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhất định phải nhanh giải quyết hắn. U Tuyền con mắt khẽ híp một cái, sát ý chợt lóe lên, chỉnh bàn tay nổi lên màu xanh đen khí thể. Mà cỗ này khí thể vừa mới sinh ra, hắn nhiệt độ quanh người liền bỗng nhiên hạ xuống, cho dù là Lạc Vân Thường bọn họ cách hắn 10 bước bên ngoài. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được đến từng tia hàn ý. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Lạc Vân Thường đã hoàn toàn cảm nhận được chiêu này khủng bố, cảm thấy không khống chế được khẩn trương, nhưng là còn chưa chờ nàng mở miệng nhắc nhở Trác Phàm, U Tuyền đã là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Trác Phàm phóng đi, ven đường tất cả hoa cỏ, tất cả đều trong nháy mắt khô héo đi. Phàm giai cao cấp vũ kỹ, U Minh Trảo. Đụng.
mang theo thanh sắc hàn khí nhất trảo hung hăng đánh vào Trác Phàm trên lồng ngực, Trác Phàm còn chưa kịp phản ứng, đã là một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Máu tươi bên trong, thậm chí còn mang theo điểm điểm thanh sắc hàn băng. Hừ, ngươi tâm mạch đã bị ta phong bế, cho dù có hoa chiêu gì ngươi cũng không xử ra được. Nhìn thấy một chiêu đột kích đắc thủ, U Tuyền không nhịn được lộ ra nụ cười đắc ý, đồng thời tâm lý âm thầm trầm tĩnh lại. Dù sao hai người thực lực có tứ trọng chênh lệch, coi như hắn là ma đạo tu giả, lại có quỷ dị thủ đoạn, lại hung ác, tâm mạch bị phong trở khắp toàn thân hơn phân nửa thực lực không cách nào sử dụng, cũng không có cái uy hiếp gì có thể nói. Tôn Vũ Phi nhìn thấy biểu ca một chiêu đắc thủ, không khống chế được lớn tiếng hô hoán, biểu ca, nhanh giết hắn. Mà Lạc Vân Thường bọn người, thì là mặt mũi tràn đầy sầu lo. Cảm thấy âm thầm gật đầu, U Tuyền tuy nhiên cảm giác hắn cái này biểu muội bình thường tùy hứng vọng động, cân nhắc không chu toàn, nhưng lần này lại là nói đúng. Một cái ma đạo tu giả địch nhân, xác thực không thể lưu. Cùng là ma đạo tu giả, hắn tự nhiên minh bạch, ma đạo tu giả trả thù lên, nhưng là tương đương phiền phức. Sau đó hắn một cái tay khác trong nháy mắt nổi lên khí lưu màu xanh. Nhất trưởng hướng Trác Phàm đầu đánh tới, hừ, đi chết đi. Thấy tình cảnh này, Lạc Vân Thường bọn người không khống chế được giật mình, toàn bộ trái tim đều nhấc đến cổ họng phía trên. Nhưng, đúng lúc này, phốc một tiếng nổ vang, Trác Phàm đầu bình yên vô sự, U Tuyền lại là giống như một cái diều đứt dây bàn bay rớt ra ngoài, một đạo tơ máu trên không trung xẹt qua. Huyết ảnh trưởng, Trác Phàm nộ hống lên tiếng, thân thể còn duy trì xuất trưởng tư thế. Làm sao có thể? U Tuyền từ dưới đất đứng lên, tay che lấy nóng rực ở ngực, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn sang, ngươi tâm mạch đã bị ta phong, làm sao có thể còn có thể sử dụng vũ khí? Hừ, ta Trác Phàm đại ca thần thông quảng đại, chuyện gì có thể khó được ngược lại hắn? Lạc Vân Hải dương dương đầu, kiêu ngạo mà hét lớn, Lạc Vân Thường mấy người cũng là vui mừng cười cười, may mắn Trác Phàm không có việc gì. Phốc! Bỗng nhiên! Một tiếng vang trầm phát ra, Trác Phàm một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, chẳng biết lúc nào tim ở giữa xuất hiện một cái động lớn, tại cuồn cuộn hướng bên ngoài bốc lên máu. Cái này, đây là có chuyện gì? Lạc Vân Thường bị cái này một đột phát sự kiện kinh ngạc đến ngây người, Bàng thống lĩnh càng là vội vàng đỡ Trác Phàm lung lay sắp đổ thân thể. Chỉ có U Tuyền phảng phất là minh bạch cái gì giống như, lộ ra tà dị tiếu dung, ta coi hắn là như thế nào sử xuất vũ khí. Thì ra là tự bạo tâm mạch, trong nháy mắt phá giải ta u minh trảo. Chỉ là cứ như vậy, hắn cũng liền cách cái chết không xa. Ngươi nói cái gì? Lạc Vân Thường khẽ giật mình, vội vàng nói. Không có đi nhìn Lạc Vân Thường, U Tuyền trào phúng nhìn về phía hai mắt đã dần dần mơ hồ Trác Phàm, cười khẩy nói, thật sự là đáng tiếc a, nếu là ngươi ta thực lực tương đương, vừa mới một trưởng kia chắc có thể liều cái đồng quy vu tận. Bất quá bây giờ, người đây chẳng qua là mãng phu cách làm thôi. Coi như ta hiện tại thụ thương, một dạng có thể tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, U Tuyền bỗng nhiên hướng Trác Phàm phóng đi, tuy nhiên tốc độ đã không bằng trước đó, nhưng ở Lạc Vân Thường bọn người nhìn lấy, y nguyên khó có thể nắm lấy. Không muốn, Lạc Vân Thường đôi duỗi tay ra, ngăn tại Trác Phàm trước mặt. Nhưng là U Tuyền lại là nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhõm lóe qua, hắc hắc hắc. Lạc tiểu thư, ta còn không nỡ giết ngươi. Hưu. Tại Lạc gia ba người trước mắt, U Tuyền lần nữa nhất trưởng hướng Trác Phàm đầu đánh tới. Mọi người có thể tinh tường nhìn thấy hắn bàn tay màu xanh rơi xuống quỹ tích, nhưng lại căn bản là không có cách ngăn cản. U Tuyền chính là muốn ngay trước Lạc gia mọi người mặt, đánh giết Trác Phàm. Cảm thụ lấy cái kia tản ra hàn khí trưởng phong, Trác Phàm lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Đụng. Bỗng nhiên. Bàn tay màu xanh bị một cái kìm sắt bàn thủ chảo bắt trên không trung, động một cái cũng không thể động. Phàm giai trung cấp vũ khí, Tiềm Long chảo. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, U Tuyền dương mắt nhìn về phía trước, lại chính gặp một trương ấm áp khuôn mặt nhìn về phía hắn. Đó là cái 17-18 tuổi thiếu niên, thân mang trường sam màu vàng óng, một mặt dáng vẻ thư sinh, nhưng là trong đôi mắt lại tản ra sắc bén màu sắc. Long Kiệt, là ngươi. U Tuyền cắn răng nghiến lợi nói. Mà Tôn Vũ Phi thì là giật mình, lẩm bẩm nói Tiềm Long Các. U Tuyền, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Long Kiệt mỉm cười, thản nhiên nói.
Hừ, đây là ta chuyện, ngươi ít đến nhúng tay. Lắc đầu, Long Kiệt tuy nhiên sắc mặt lạnh nhạt, nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta phụng cửu thúc chi mệnh, bảo hộ Lạc gia bốn người an toàn, ngươi muốn giết hắn, liền muốn trước qua ta cái này liên quan. Làm sao có thể, Tiềm Long Các vậy mà lại. Tôn Vũ Phi nghe được lời này, thân thể chưa phát giác lắc một cái, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Lạc gia cuối cùng cùng Tiềm Long Các quan hệ thế nào, Tiềm Long Các lại hội vì bọn họ ra mặt. Hiện tại bọn hắn Tôn gia có U Minh Cốc làm chỗ dựa, mà Lạc gia tuy nhiên chỉ còn bốn người, nhưng là sau lưng lại là Tiềm Long Các. Luận bối cảnh, không thể so với bọn họ kém, thậm chí có thể nói, tại đây Phong Lâm Thành bên trong, Lạc gia là duy nhất có thể cùng bọn họ Tôn gia sánh vai tồn tại. Nghĩ tới đây, Tôn Vũ Phi lúc trước cảm giác ưu việt thế mà trong nháy mắt tiêu tán. Một cái lưng tựa Tiềm Long Các gia tộc, lần nữa quật khởi cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn về phía Lạc Vân Thường, Tôn Vũ Phi càng lại khó lên xem thường chi tâm. Hừ, Long Kiệt, người đừng quên, người ta thực lực tương đương, người cảm thấy người có thể bảo vệ được bốn người bọn họ. U Tuyền nhìn một chút hấp hối Trác Phàm, trong mắt sát ý không giảm chút nào. Sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, Long Kiệt không còn lúc trước vẻ mặt vui cười, lạnh lùng nói, U Tuyền, ngươi cũng đừng quên, hiện tại ngươi mang thương chi thân, còn có là đối thủ của ta sao? U Tuyền còn muốn phản bác, nhưng lại bị Long Kiệt ngăn lại, ta biết ngươi muốn nói gì, ma đạo cao thủ tuy nhiên lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra 12 phần thực lực. Nhưng là người ta như ở chỗ này liều chết nhất chiến, tất sẽ khiến hai nhà đại chiến. Trách nhiệm này, người gánh chịu được sao? Nghe được lời này, U Tuyền không nhịn được còn nghi. U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các cùng thuộc Ngự Hạ Thất Thế Gia, hai nhà cũng lẫn nhau có ân oán, khai chiến là sớm muộn sự tình, nhưng lại không phải hiện tại. Nếu là bởi vì hắn hư gia tộc đại sự, vậy hắn tuyệt đối đảm đương không nổi. Được. Nhưng... Hắn vừa muốn gật đầu giảng hòa, một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn lại là trong nháy mắt hướng lòng hắn phòng chộp tới. Sợ hãi cả kinh, hắn vội vàng vận khởi nguyên lực, muốn tới, nhưng là một cỗ huyết khí lại là bỗng nhiên xông tới, để hắn khí tức chưa phát giác trì trệ. Ngay trong nháy mắt này, cái kia thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đi qua hắn lồng ngực, hung hăng chộp vào trái tim của hắn phía trên. Sư phụ ngươi không có cảnh cáo qua ngươi à? Chúng ta ma đạo tu giả tại chiến đấu lúc, phàm là có một chút do dự, thì sẽ mất mạng. U Tuyền bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, mà trước mặt hắn là Trác Phàm Tà Dị Tiếu Dung. Ngươi không phải, U Tuyền kinh ngạc nhìn hắn, một mặt kinh ngạc. Người này rõ ràng cũng nhanh chết, nơi nào đến cỗ lực lượng này, hơn nữa còn so ngay từ đầu cùng hắn đánh thời điểm mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, chẳng lẽ nói. Chỉ một thoáng. Hắn nghĩ thông suốt hết thảy, người này đang dẫn dụ hắn vào bẫy. Nhưng là hắn, còn có. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng chấn kinh Long Kiệt, trong mắt thế mà có từng tia ý cầu khẩn. Cứu ta! Chết đi! Trác Phàm giống như là địa ngục ác quỷ bàn thanh âm, vang vọng tại trước hai người đồng nói, không muốn. Nhưng là hết thảy đều đã muộn, Trác Phàm tay kia sớm đã hung hăng dùng lực. U Tuyền toàn bộ trái tim liền bị kéo ra ngoài thân thể. Mãnh liệt dòng máu như nước suối lóe ra, U Tuyền mở to hai mắt, thẳng tắp ngã xuống. Hắn vốn cũng không muốn cùng ma đạo tu giả chiến đấu, bởi vì hắn một mực biết rõ đạo, ma nói người quỷ dị tàn nhẫn. Biểu ca, Tôn Vũ Phi nhìn lấy U Tuyền thi thể, không khống chế được đau lòng kêu lên, ngất đi. Tôn gia những hộ vệ kia còn vội vàng mang theo tiểu thư rời đi nơi này. Hiện tại bọn hắn đã không có chỗ dựa, nơi này chỉ có Tiềm Long Các người, bọn họ nơi đó chọc nổi. Ừng ực, luôn luôn lạnh nhạt Long Kiệt, lần thứ nhất bởi vì có người chết tại trước mặt, khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm lúc, chỉ thấy hắn cái kia trên tay trái tim còn tại hơi hơi chập trùng, không hiểu trên đầu của hắn chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ma đạo tu giả, hắn gặp qua không ít, nhưng Trác Phàm hành động lại là để hắn chấn động nhất một cái. Cùng Trác Phàm so sánh, hắn cảm giác trước kia gặp qua những ma đạo đó tu giả, quả thực thì theo người khiêm tốn không có gì khác biệt. Ngươi chính là cửu gia phái tới bảo hộ người của chúng ta a, đa tạ tương trợ. Mời cho cửu gia chuyển lời, về sau có thể không cần phái người. Trác Phàm tiện tay đem cái kia trái tim quăng ra,
hướng Long Kiệt ôm quyền. Cười khổ một tiếng, Long Kiệt miễn cưỡng về cái lễ, không hề nói gì, quay người rời đi, dường như một cái bại trận tướng quân. Sau ba canh giờ, Tiềm Long Các Phong Lâm Thành phân bộ bên trong. Đụng, Long Cửu nhất trưởng đánh vào bàn phía trên, phẫn mà đứng lên, chỉ có một con mắt đang không ngừng run run, như là muốn thoát con mắt mà ra. Trước người hắn đứng đấy hai người, Long Quỷ cùng Long Kiệt, hai người đều cúi đầu, không dám hướng về phía trước nhìn một chút. Không nghĩ tới ta Long Cửu tung hoành cả đời, ngày hôm nay sẽ bị một cái hoàng mao tiểu tử hất chân, hư gia tộc đại kế. Long Quỷ trần chờ một trận, nhìn về phía Long Cửu khó hiểu nói, cửu thúc, tiểu quỷ không hiểu, cái kia Trác Phàm đánh lén giết U Tuyền, quan chúng ta Tiềm Long Các chuyện gì? Hồ đồ, Long Cửu quay người nổi giận mắng. Lúc đó A Kiệt ngay tại hiện trường, còn theo U Tuyền động thủ, đây là rõ như ban ngày. Tiểu tử kia ngay trước A Kiệt mặt giết U Minh Cốc đệ tử, người nói khoản nợ này ghi vào người nào trên đầu. Lạc gia A, Long Quỷ chuyện đương nhiên nói. Nghe được lời này, Long Cửu giận quá mà cười, thẳng lắc đầu. Long Kiệt thì là giải thích nói, tiểu quỷ, người có thể tin tưởng một cái gia tộc nhỏ yếu người, dám giết ngự hạ thất thế gia đệ tử sao? Long Quỳ nghĩ một lát nhi về sau, lắc đầu. Long Kiệt nói tiếp, liền ngươi cũng không tin, U Minh Cốc cùng Tôn gia người càng sẽ không tin tưởng, bọn họ nhất định đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Cái gì, vậy chúng ta cũng quá xui xẻo, dựa vào cái gì thay Lạc gia mang tiếng oan. Hừ, không may, cái này căn bản là tiểu tử kia thiết kế tốt. Theo A Kiệt giảng, tiểu tử kia lúc đó đều nhanh không có khí, coi như U Tuyền đòi mạng hắn, hắn cũng không động chút nào. Hết lần này tới lần khác A Kiệt xuất thủ về sau, hắn thừa cơ đánh lén, thực lực vẫn còn so sánh ngay từ đầu còn mạnh hơn nhiều, đây rõ ràng cũng là sớm tính toán kỹ. Cái gì, vậy hắn là đã sớm biết Long Kiệt ca ca ở bên cạnh, cho nên mới tính kế U Tuyền. Long Quỳ giật mình nói. Thở dài, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, ngốc nhà đầu, hắn không phải tính kế U Tuyền, mà chính là tính kế chúng ta Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc, hai nhà chúng ta đánh lên. Hắn Lạc gia mới có thể thoát thân. Làm sao có thể, vậy hắn không sợ một khối đắc tội hai đại thế gia sao? Điểm này, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ. Lúc đó đang thay đổi bán bức vẽ kia lúc, hắn liền đã thăm dò ta đối với gia tộc danh dự coi trọng. Cho nên chúng ta nếu là ra tay với Lạc gia hoặc mặc kệ Lạc gia, cái kia chính là biến tướng theo U Minh Cốc yếu thế, có hại Tiềm Long Các uy danh, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể đối Lạc gia một bảo vệ đến cùng. Ai, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, từ vừa mới bắt đầu liền tính toán đến ta lão đầu tử trên thân. Tiểu tử này, xem như lão phu gặp qua nguy hiểm nhất nam nhân. Long Kiệt nghe xong, như là lại nghĩ tới lúc trước chàng diện, thật sâu gật đầu. Ra ngoài, đêm khuya, Trác Phàm miễn cưỡng ngừng lại trước ngực đổ máu, sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng tại trên giường. Lạc Vân Thường muốn chiếu cố thương thế hắn, cũng là bị hắn gầm lên giận dữ đuổi đi ra. Ngày hôm nay đánh với U Tuyền một trận, tuy nhiên sau cùng xem như hắn thắng, nhưng lại thắng được rất phiền muộn. Cũng không phải bởi vì dựa vào đánh lén, cảm thấy thắng không anh hùng, cái này theo ma đạo là nhìn lắm thành quen sự tình, cứ xem như không có gì. Chính là trong trận chiến này, hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Tuy nhiên giữa bọn hắn ngăn cách tứ trọng thực lực sai biệt, nhưng hắn vẫn cho rằng lấy hắn ma hoàng ánh mắt, làm ra tất cả thực lực lời nói. Nhất định có thể cầm xuống cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Có thể sự thật lại là, hắn chẳng những thắng không, mà lại căn bản chiếm không bất luận cái gì tiện nghi. Cuối cùng vẫn là dựa vào hắn nguyên lai tính toán, dụ làm Tiềm Long Các người hiện thân về sau, ra bất ngờ giết cái kia người, bốc lên hai nhà sự cố, làm Lạc gia thoát ra bên ngoài. Hết thảy đều cùng hắn kế hoạch một dạng, nhưng hắn lại không thành công vui sướng. Quá yếu. Trác Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cúi đầu. Bây giờ vì thoát khỏi Thái gia cùng Tôn gia dây dưa, bọn họ đã triệt để cuốn vào thất thế gia tranh chấp bên trong, cái này không khác nào uống rượu độc giải khát. Mặc dù bây giờ bọn họ được đến nhất thời bình tĩnh, nhưng về sau bọn họ muốn đối mặt địch nhân, cũng là ngự hạ thất thế gia. Nhưng là, lấy hắn trước mắt thực lực, đừng nói là bảo hộ Lạc gia, liền tự vệ cũng không có khả năng. Mạnh lên! Muốn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Trác Phàm khẽ cắn môi, trong tay kết xuất một cái kỳ quái thủ quyết,
hai mắt đột nhiên dần hiện ra quỷ dị hồng quang. Mà ngay một khắc này, ngoài ngàn mét thái phủ bên trong, Thái Hiếu Đình chính trong phòng tĩnh tọa luyện công, bỗng nhiên trong bụng đau xót, toàn bộ mặt đều bắt đầu vặn vẹo. To như hạt đậu mồ hôi theo hắn cái trán trượt xuống, chỉ chốc lát sau liền ngất đi, triệt để mất đi chi giác. Đón lấy, một nói hào quang màu đỏ như máu tại hắn trong bụng flash, một cái lớn chừng bàn tay trẻ sơ sinh chậm rãi bay ra. Huyết anh, đây chính là Trác Phàm tu luyện bản mệnh huyết anh. Ban đầu ở Thái Phủ lúc, vì kiềm chế Thái Vinh uy hiếp, Trác Phàm vừa ra tay liền đem huyết anh đánh vào Thái Hiếu Đình thể nội, chính là tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không thấy được. Về sau, coi đây là áp chế, buộc Thái Vinh không dám đối Lạc Gia bốn người động thủ. Đồng thời, huyết anh tại Thái Hiếu Đình thể nội, cũng có thể trợ giúp Trác Phàm giám thị Thái Gia, bọn họ như có bất kỳ hành động, Trác Phàm đều có thể trước đó biết. Bất quá bây giờ, Thái Gia cử động đã không quan trọng. Huyết anh chậm rãi quay đầu, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Thái Hiếu Đình, thế mà lộ ra một cái cười lạnh, truyền ra Trác Phàm thanh âm, hừ, lão tử trước không lấy tính mạng ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy Thái Gia như thế nào bị diệt tộc. Vừa dứt lời, huyết anh hóa thành một đạo ánh đỏ bay ra Thái Hiếu Đình gian phòng, thoáng chút qua đi. Ây! Một tòa tối tăm trong hoa viên, một cái Thái Gia hộ vệ vừa mới tuần tra ban đêm đi ngang qua, đột nhiên một đạo ánh đỏ chui nhập thể nội. Hộ vệ kia còn chưa kịp phát ra cái gì tiếng vang, liền cảm giác toàn thân tê dần, rốt cuộc không động được. Ngay sau đó, toàn thân cao thấp cấp tốc khô quắt xuống tới, gió thổi qua, hóa thành một đống bột mịn, mà cái kia hồng quang lại bay đến nơi khác. Như thế như vậy, tại ngắn ngủi một phút bên trong, đã có hơn 30 tên Thái Gia hộ vệ rất là kỳ lạ biến mất. Trong khách sạn Trác Phàm, nhắm hai mắt, ta dị cười một tiếng, tiếp tục dẫn đạo huyết anh đi tìm con mồi mới. Giờ này khắc này, cái kia huyết anh cùng hắn tâm thần hợp nhất, huyết anh cũng là Trác Phàm cũng là huyết anh. Huyết anh tiến vào tu giả thể nội về sau, vận dụng thiên ma đại hóa quyết, đem tất cả tinh huyết cùng nguyên lực toàn diện hút đi, sau đó mang về cho Trác Phàm bản thể luyện hóa. Nguyên bản, Trác Phàm cũng không vội lấy nhanh như vậy triệu hồi huyết anh. Thật sự là bởi vì hắn đánh với U Tuyền một trận lúc tự bạo tâm mạch, cần huyết anh lấy huyết khí chữa trị, chỉ là cái này vừa vặn cầm Thái Gia khai đao. Lúc này huyết anh, đã là tụ khí cảnh tu vi, liền xem như đoán cốt cảnh sơ kỳ cao thủ ứng phó cũng cực kỳ phiền phức, còn tụ khí cảnh tu giả, cái kia trực tiếp liền có thể miểu sát. Nếu là đánh với U Tuyền một trận lúc, có huyết anh tại thân lời nói, Trác Phàm căn bản không cần làm bất luận cái gì mưu kế, thì có thể xử lý hắn. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không thể không cảm thán thiên ma đại hóa quyết cùng huyết anh tuyệt phối. Nguyên bản muốn bồi dưỡng huyết anh đề cao tu vi, là so với lên trời còn khó hơn sự tình, lúc trước huyết ma lão tổ cũng chỉ là đào tạo thành thánh cấp huyết anh. Nhưng là hiện tại, sử dụng thiên ma đại hóa quyết, Trác Phàm lúc trước tại khách sạn chỉ dùng 10 ngày liền đem nó tu vi nâng lên tụ khí cảnh phía trên. Đúng vậy, cũng là cái kia 10 ngày bế quan. Trác Phàm dùng một ngày luyện thành bản mệnh huyết anh, hắn 10 ngày thì là lấy máu anh ra ngoài hút tinh huyết. Đã đề cao nó tu vi, cũng có thể mang về bổ sung chính mình huyết khí. Mà tại Thái gia dạng này gia tộc, đoán cốt cảnh lấy trên cao thủ quả thực cũng là hy hữu chủng loại, Trác Phàm cũng không sợ hắn huyết anh sẽ phải chịu bọn họ thương tổn. Cho nên càng thêm không chút kiêng kỵ khắp nơi du tẩu, chỉ chốc lát công phu đã hút hơn 50 người sinh mệnh tinh hoa. Nhưng đứng đắn Trác Phàm cười tà vụng trộm mặt sát người Thái gia thời điểm, một cỗ quỷ dị khí tức lại là hấp dẫn hắn chú ý lực. Ma đạo cao thủ. Trác Phàm hơi sững sờ, dẫn đạo huyết anh hướng khí tức kia phương hướng bay đi. Rất nhanh, huyết anh đi vào một chỗ phòng nhỏ trước, bên trong ánh đèn tối tăm, 10 mét có hơn liền có 20 cái hai bên tụ khí cảnh đỉnh phong cao thủ đứng gác. Cái này không nhịn được gây nên Trác Phàm lòng hiếu kỳ. Dẫn đạo huyết anh chậm rãi bay đến phía trước cửa sổ xem. Còn những đứng đó cương vị, tại huyết anh trước mặt không nhìn thẳng, bọn họ căn bản không phát hiện được. Gian phòng bên trong chỉ chọn một ngọn đèn dầu, ba tên lão giả theo chủ khách chi vị ngồi ở chỗ đó. Ngồi tại chủ vị, tự nhiên là chủ nhà họ Thái Thái Vinh. Hắn tay trái vị thứ nhất, là cái lão giả đầu hói, một đôi đục ngầu lão mắt nửa mở, toàn thân cao thấp tản mát ra một cỗ quỷ dị khí tức. Trác Phàm liếc một chút liền nhận ra, cái kia là ma đạo cao thủ khí tức.
Thái Vinh tay phải vị thứ nhất, mặc hoa phục, trên thân cũng có một tia ma đạo khí tức, nhưng lại cũng không rõ ràng, xem ra là giữa đường xuất ra tu luyện ma đạo công pháp. Mà Thái Vinh cùng cái này mặc hoa phục người, lại đều đối cái kia lão giả đầu hói cung kính dị thường. Chẳng lẽ nói, Trác Phàm như là đoán được cái gì, quả nhiên, Thái Vinh hướng cái kia lão giả đầu hói làm một lễ thật sâu, cung kính nói, giản trưởng lão, không biết ngài cùng tôn gia chủ hôm nay đại giá quang lâm, có chuyện gì quan trọng. Đục ngầu lão mắt nhẹ nhàng nghiêng mắt nhìn Thái Vinh liếc một chút, thẳng đem hắn thấy thân thể lắc một cái kia giản trưởng lão nhạt cười một tiếng nói, chắc hẳn Thái gia chủ đã biết, hôm nay ta U Minh Cốc đệ tử U Tuyền bị Tiềm Long Các giết chết một chuyện. Ách, đây không phải là Lạc gia làm chi? Thái Vinh nhếch nhếch miệng, cười khan nói. Ngươi cho rằng Lạc gia có lá gan kia sao? Giản trưởng lão nhịn không được cười lên, đục ngầu trong hai mắt đột nhiên thả ra chói mắt tinh quang. Ta U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các sớm đã kết thù, chính là song phương cũng không dám động thủ trước, đánh vỡ thất thế gia thăng bằng. Lần này Tiềm Long Các mượn danh nghĩa Lạc gia giết ta đệ tử, không biết ý muốn như thế nào. Nghe được lời này, Trác Phàm không nhịn được âm thầm cười trộm. Quả nhiên cùng hắn nghĩ như vậy, cái này thất thế gia xưng vương xưng bá nhiều năm, tuyệt sẽ không nghĩ tới có người dám khiêu chiến bọn họ uy nghiêm. Cũng bởi vì phần này tự đại, để bọn hắn tình nguyện tin tưởng chuyện này sau lưng có âm mưu, cũng không muốn tin tưởng tận mắt nhìn thấy sự thật. Mà Tiềm Long Các cũng giống vậy, tình nguyện gánh nỗi oan ức này, cũng sẽ không bày ra mềm. Vậy ngài tới tìm ta ý là? Thái Vinh do dự một chút, thấp thỏm nói. Ha ha ha, cũng không có gì, người giúp chúng ta đi thử xem cái kia Tiềm Long Các, xem bọn hắn đến cùng có ý tứ gì. Như chuyện này do chúng ta ra mặt lời nói, hai nhà thế tất yếu nhất chiến. Ây, giản trưởng lão, đây chính là Tiềm Long Các a, ta Thái gia làm sao có thể đắc tội nổi. Thái Vinh nghe đến hắn lời nói, thoáng cái hoảng hốt. Các ngươi ngự hạ thất thế gia sự tình, làm gì đem chúng ta loại tiểu gia tộc này liên lụy đi vào. Chậm rãi lắc đầu, giản trưởng lão thản nhiên nói, Thái gia chủ đừng hiểu lầm, bằng Thái gia còn chưa xứng cùng Tiềm Long Các đối mặt. Ta nói thăm dò, là cho ngươi đi đối phó Lạc gia, nhìn Tiềm Long Các phản ứng. Cái gì, Lạc gia? Thái Vinh giật mình, âm thầm do dự lên. Từ hôm nay Trác Phàm đánh với U Tuyền một trận về sau, Phong Lâm Thành ai không biết, ai không hiểu, Lạc gia sau lưng dựa núi cũng là Tiềm Long Các. Ngươi bây giờ để cho ta đi tìm Lạc gia phiền phức, không phải tương đương với là đắc tội Tiềm Long Các à? Nghĩ như vậy, Thái Vinh quay đầu nhìn Tôn gia chủ liếc một chút, chỉ thấy hắn chính đầy mặt nụ cười mà nhìn mình, thậm chí còn có chút cười trên nỗi đau của người khác y tứ. Dựa vào, người Tôn gia theo U Minh Cốc quan hệ gần như vậy, người tại sao không đi tìm Lạc gia phiền phức, ngày hôm nay người khuê nữ không phải huyên náo rất vui vẻ à? Một xem người ta theo Tiềm Long Các có quan hệ, cũng không dám đi. Thái Vinh hận đến nghiến răng, lại không dám đắc tội U Minh Cốc, đành phải thở dài nói, ai, lại nói cái kia Trác Phàm, là lão phu hận nhất người. Vài ngày trước hắn đến ta Thái phủ quấy rối, không biết dùng cái gì tà thuật, lại để cho con của ta nôn ra máu mấy ngày không ngừng, hiện tại khuyển tử còn bệnh nguy kịch. Ta như lại đi chọc hắn, sợ hắn hội lại dùng tà pháp, muốn ta nhi mệnh a. Phốc, Thái Vinh nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã không nhịn được cười ra tiếng. Hắn ngày đó đem huyết anh đánh vào Thái Hiếu đình thể nội, cũng chỉ là cho hắn Thái gia một bài học thôi, có thể mấy ngày nay nhưng lại chưa bao giờ sử dụng huyết anh tra tấn qua con của hắn. Không nghĩ tới hắn vì thoát khỏi cái này khổ sai sự tình, lại sẽ tìm ra như thế sức sẹo lý do. Cái kia giản trưởng lão như là cũng không tin lão nhân này hoa ngôn xảo ngữ, sắc mặt dần dần lạnh nhạt đi. Thấy tình cảnh này, Thái Vinh vội vàng kẻ gây tai họa, giản trưởng lão, Tôn gia chủ luôn luôn khôn khéo tài giỏi, cùng U Minh Cốc lại liên quan hệ thân cận. Đem chuyện này giao cho hắn đến xử lý, sẽ làm không phụ ngài nhờ vả. Ha ha, Thái Vinh, người cái này có ý tứ gì? Tôn gia chủ nghe, không khống chế được quính lên, đứng dậy. Hiện tại Lạc gia cũng là cái khoai lang bỏng tay, ai biết nó cùng Tiềm Long Các quan hệ có nhiều thân cận. Vạn một đối phó Lạc gia, thực sẽ dẫn tới Tiềm Long Các trả thù, đúng là đùa giỡn. Tuy nhiên bọn họ Tôn gia cùng U Minh Cốc có quan hệ thân thích, nhưng dù sao không phải ngự hạ thất thế gia. Đắc tội Tiềm Long Các,
như cũ hối hận đi. Đến thời điểm U Minh Cốc liệu sẽ ra mặt, vẫn là hai chuyện. Hiện tại đi đối phó Lạc Gia chuyện này, căn bản cùng đội cảm tử nhiệm vụ không có gì khác biệt. Nhìn lấy cái này ngày bình thường hô hào muốn hiệu chung U Minh Cốc, thời khắc mấu chốt lại ai cũng không muốn ra mặt hai nhà, giản trưởng lão rốt cục nhẫn không đi xuống, hét lớn tốt, phế vật vô dụng, lần này không dựa vào các ngươi, lão phu tìm người khác đi làm. Còn có Thái Vinh, để ngươi trình lên linh giai vũ kỹ đoạn gió chân, chuẩn bị kỹ càng sao. Tốt, tốt, mời giản trưởng lão xem qua. Thái Vinh vội vàng đem trước đó chuẩn bị kỹ càng ngọc giản, đưa tới, chính là trong mắt còn mang theo từng tia không muốn, giản trưởng lão, ta Thái gia thì cái môn này tổ truyền linh giai vũ kỹ. Tốt, sẽ không lấy không ngươi. Hừ lạnh một tiếng, giản trưởng lão thuận tay lại ném một khối ngọc giản đi qua, đây là linh giai trung cấp vũ kỹ liệt diễm chỉ, so ngươi cái kia linh giai võ kỹ cấp thấp mạnh hơn. Tiếp lấy ngọc giản, Thái Vinh không khống chế được vui mừng quá đỗi. Nói cảm ơn liên tục. Mà ngoài cửa Trác Phàm thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dùng linh giai trung cấp đổi hạ cấp, cái này U Minh Cốc trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Giản trưởng lão, không biết đối phó Lạc Gia sự tình, ngài muốn tìm người nào xuất thủ? Không có để ý Thái Vinh được đến U Minh Cốc ban thưởng, Tôn gia chủ cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, mà lúc này Thái Vinh cũng thả ra trong tay ngọc giản, vỉnh tai cẩn thận lắng nghe. Cười lạnh, giản trưởng lão trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, cười khẩy nói, hai tên cẩu nô tài, sợ người khác lấy thay các ngươi sao? Hừ, yên tâm, người kia là chúng ta U Minh Cốc người. U Minh Cốc không phải là không muốn trực tiếp ra mặt à, làm sao? Thái Vinh cùng Tôn gia chủ không có để ý giản trưởng lão đối bọn hắn khinh thường, chính là ngạc nhiên nói. Trong mắt lóe lên một đạo tia sáng, giản trưởng lão thản nhiên nói. Hắn là chúng ta đã sớm vải hạ một đạo ám tử, hắn tại Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn. Trác Phàm giật mình, trong lòng chưa phát giác nhất động, một tia khí tức không che giấu nổi. Cái gì người? Giản trưởng lão vừa quay đầu, nhất trưởng hướng ra phía ngoài đánh tới. Oanh một tiếng, chỉnh cái cửa lớn vỡ thành toái phiến, Trác Phàm chỉ huy huyết anh hóa thành một đạo ánh đỏ hướng ra phía ngoài bay đi. Mà lúc này, giản trưởng lão cũng đuổi theo. Thật nhanh. Trác Phàm cảm thấy kinh hãi, vừa vặn phía trước hộ vệ cũng tất cả đều vây quanh. Trác Phàm nhếch miệng lên, dẫn đạo huyết anh trong nháy mắt chui vào hộ vệ thể nội. Huyết bào. Thấy tình cảnh này, tại mọi người đều thất kinh thời điểm, Trác Phàm hét lớn một tiếng, tên hộ vệ kia liền một tiếng ầm vang nổ tung lên. Chung quanh hộ vệ chưa kịp né tránh, tại đây âm thanh trong bạo tạc ào ào mất mạng. Giản trưởng lão cũng tại đây bất chợt tới trong bạo tạc ngừng lại thân hình, huyết anh thành công đào thoát. Thái Vinh cùng Tôn gia chủ đuổi theo, nhìn trên mặt đất thảm cảnh, kinh nghi bất định, vừa mới, đó là vật gì? Giản trưởng lão lắc đầu, sắc mặt lại là càng ngưng trọng thêm, ta không biết, nhưng khẳng định là ma đạo chi vật. Hưu, đen nhánh dưới bóng đêm, một đạo ánh đỏ lóe qua, đi qua từng đạo cánh cửa, tiến vào trong khách sạn Trác Phàm trong phòng. Trong nháy mắt chui vào trong thân thể của hắn. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trác Phàm mở hai mắt ra, cảm thấy âm thầm may mắn. May mắn huyết anh chạy nhanh, không phải vậy không phải bị cái kia lão giả đầu hói cho hủy không thể. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại thái nhà thế mà có thể đụng tới cường giả như thế. Tuy nhiên hắn cũng nhìn không ra lão giả kia tu vi, nhưng là người kia cho hắn cảm giác lại là cùng thần nhãn long cửu không khác. Hiển nhiên thực lực không kém long cửu. Mà một khi huyết anh bị hủy, hắn cùng huyết anh bản mệnh song tu, tất nhiên cũng sẽ bỏ mình. Nhưng ngược lại là, huyết anh còn sống, coi như hắn tự bạo tâm mạch, cũng không thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Bởi vì luyện thành huyết anh bắt đầu từ thời khắc đó, huyết anh cũng là hắn tâm mạch. Xem ra cần phải gấp rút tu luyện, tăng cường thực lực không thể. Trác Phàm cảm thấy ám đạo. Giờ này khắc này, hắn đã thật sâu cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Tuy nhiên trước mắt đến xem, U Minh Cốc cùng Tiềm Long các hai nhà còn có thể tạm thời bảo trì bình ổn, nhưng là Hắc Phong Sơn tham gia có lẽ sẽ thành làm một cái mồi dẫn lửa, đến lúc đó Lạc Gia thì nguy hiểm. Cho nên trước mắt hắn khẩn yếu nhất, cũng là đại chiến tiến đến trước đó, đem huyết anh đề cao đến đoán cốt cảnh. Khi đó coi như gặp phải Long Cửu cường giả như vậy, hắn cũng có sức đánh một trận. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng nhắm mắt vận công,
luyện hóa huyết anh mang về những nguyên lực đó cùng huyết khí. Chỉ một thoáng, nhưng thấy máu sắc hồng quang tại hắn bụng dưới ở giữa lóe lên, nói nói khí lưu màu đỏ dọc theo gân mạch hướng hắn nơi ngực dũng mãnh lao tới. Mà theo những khí lưu này tụ tập, bộ ngực hắn trước cái hang lớn kia, thế mà như kỳ tích bắt đầu khép lại. Mà tâm mạch yếu ớt nhảy lên, cũng bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Chỉ là nửa canh giờ công phu, bộ ngực hắn thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu không phải có người tận mắt nhìn thấy lời nói, chắc căn bản không có người sẽ tin tưởng hắn trắng trời vừa mới tự bạo đa nghi mạch. Chữa trị thương thế, Trác Phàm gấp rút vận công, đem huyết anh mang về nguyên lực từng cái luyện hóa, hình thành khí lưu màu đen. Một bộ phận chảy hướng mình vùng đan điền, một bộ phận lại trả cho huyết anh, lấy để cao nó tu vi. Trọn vẹn hơn 50 cái tụ khí cảnh cao thủ nguyên lực, bị từng cái luyện hóa, Trác Phàm rất nhanh liền đột phá tụ khí tam trọng bình cảnh, tiếp lấy hướng tụ khí tứ trọng xông quan. Phốc! Lại là một tiếng thanh thúy bạo hưởng, Trác Phàm cùng huyết anh song song đột phá đến tụ khí tứ trọng. Trác Phàm không khống chế được bụng mừng rỡ, thực lực này bay vọt tới cũng quá mức dễ dàng, hắn lúc trước đột phá tụ khí nhị trọng lúc có thể vẫn chưa tới 10 ngày, nhưng lần này lại liên tục đột phá hai trọng. Nhưng khi hắn muốn tiếp lấy đột phá đến tụ khí ngũ trọng lúc, huyết anh mang về nguyên lực dĩ nhiên đã kiệt quệ. Thật sâu hít sâu, Trác Phàm chưa phát giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là một hơi liên tục đột phá hai trọng, đã để hắn vừa lòng thỏa ý. Dương mắt nhìn về phía cửa sổ, sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, hắn đứng dậy giãn ra gân cốt một chút về sau, đi ra ngoài cửa. Hắc Phong Sơn người đòi tới. Hắn phải vì Lạc gia tìm một chỗ an toàn tị nạn tràng sở mới được. Kẹt kẹt. Trác Phàm mở cửa phòng, nhưng là còn chưa chờ hắn bước lên phía trước, bịch một tiếng, một cái vật lớn liền rất là kỳ lạ nện ở chân hắn phía trên. Đợi hắn cẩn thận xem xét, chỉ thấy Lạc Vân Thường xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ lúng túng đứng lên. Ngươi tại ta trước phòng làm gì? Trác Phàm nhướng mày, nghi ngờ nói. Hôm qua hắn tâm thần một mực cùng huyết anh liền nhau. Chú ý lực đều đặt ở thái gia bên kia, huyết anh sau khi trở về lại một mực luyện công, căn bản không có chú ý bên ngoài động tĩnh, cho nên tại bên ngoài có người hắn cũng không biết. Đáng chết, lão tử lúc nào trở nên như thế lơ là. Như vừa mới bên ngoài là địch nhân, hắn hiện tại đã sớm chết. Trác Phàm cảm thấy âm thầm tự trách. Lạc Vân Thường nhìn thấy Trác Phàm một mặt tức giận bộ dáng, trên mặt lóe qua một tia áy náy, lẩm bẩm nói, ta sợ ngươi thương thế tăng thêm. Có cái gì ngoài ý muốn, cho nên một mực tại bên ngoài chiếu cố. Đã hiện tại ngươi không có việc gì, vậy ta đi. Chờ một chút, ý ngươi là ngươi một đêm ở bên ngoài trông coi. Trác Phàm trong lòng không khống chế được nhất động, thản nhiên nói. Lạc Vân Thường gương mặt lóe qua một tia đỏ ửng, không hề nói gì, quay người rời đi, chính là nàng tốc độ so với bình thường đến lại là dị thường gấp rút. Lúc này, bàng thống lĩnh tới. Nhìn thấy Trác Phàm bình yên vô sự, không khống chế được đại hỉ, Trác huynh đệ, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Người có biết hay không người hôm qua thương thế thật sự là quá khủng bố, nhanh đem chúng ta hù chết. Đại tiểu thư một mực tại các ngươi trước trông coi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. À, nàng đâu? Đi. Trác Phàm sờ mũi một cái, thản nhiên nói, nhưng là bên trong nhưng trong lòng thì trước đó chưa từng có nâng lên một cỗ cảm giác ấm áp. Đáng chết tâm ma. Trác Phàm lần nữa thầm mắng một tiếng, hắn đường đường ma hoàng làm sao có thể vì một nữ nhân làm chút chuyện như vậy thì cảm động. Khẳng định lại là cái kia Lạc gia tiểu gia nô tâm ma quấy phá. Đối lão bàng, người đến vừa vặn, đi với ta một chuyến Tiềm Long Các. Có thể đại tiểu thư các nàng. Yên tâm đi, đi qua ngày hôm qua sự kiện, hiện tại không người nào dám động các nàng hai tỷ đệ, nếu như không muốn đắc tội Tiềm Long Các lời nói. Trác Phàm nhếch miệng lên, cười tà nói. Bàng thống lĩnh sững sờ một trận mới phản ứng được, không khống chế được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Tuy nhiên hắn không hiểu Trác Phàm toàn bộ kế hoạch, nhưng rất rõ ràng, loại này để ngoại nhân nghĩ lầm Lạc gia là lưng tựa Tiềm Long Các thanh thế, là Trác Phàm một tay tạo ra tới. Trác quản gia, lão bàng lần này là thật tình phục ngươi. Lạc gia ngươi không làm quản gia. Ai còn có thể trách nhiệm đến cái này chức trách lớn đây, trước kia ngươi quét dọn cửa sân thật đúng là nhân tài không được trọng dụng a. Cười lớn một tiếng, Trác Phàm vỗ vỗ bàng thống lĩnh bả vai,
bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia người, thật là không phải ta. Một phút sau, hai người tới Tiềm Long Các môn đình trước, đứng tại cửa ra vào hai cái thủ vệ, vẫn như cũ là lúc trước nhìn thấy hai người kia. Chính là lần này, hai người kia vừa thấy được Trác Phàm bọn họ, liền lập tức cung kính khom lưng hành lễ. Khách quý, mời vào bên trong. Thế nào, không cần thông báo sao? Trác Phàm cười tà nói. Cười ngây ngô hai tiếng, một cái thủ vệ biết Trác Phàm còn nhớ thù, vội vàng bồi lễ nói, lúc trước là chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là khách hàng lớn, có thể thành giao 1 triệu mua bán. Giống ngài mắt như vậy khách, chúng ta nào có tư cách cản ngài đâu. Hừ, mắt chó coi thường người khác. Trác Phàm suy cười một tiếng, mang theo bảng thống lĩnh vênh váo tự đắc đi vào, chỉ để lại hai cái thủ vệ nịnh hót khom người, rõ ràng tâm lý hận muốn chết, nhưng vẫn là treo một mặt giả cười. Đi vào đại môn, Trác Phàm hai người đối diện liền đụng tới Long Quỳ. Nhưng là cùng lần trước lấy lễ đối đãi khác biệt, lần này Long Quỳ gặp bọn họ, lại là giận hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Ây, chúng ta nơi đó đắc tội nàng sao? Bàng thống lĩnh khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, tâm lý tự nhiên biết sở. Long Quỳ tiểu thư, Tiềm Long Các là như thế đãi khách sao? Hừ, các ngươi cũng coi như khách nhân. Lông mày nhíu lại, Long Quỳ trợn mắt nhìn, tính kế chúng ta, vẫn phối làm khách nhân chúng ta sao? Mò mò cằm, Trác Phàm rực rỡ cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thật là tiểu nữ hài, vẫn là quá non. Trác Phàm thanh âm rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng, riêng là loại kia khinh thường ý vị, hoàn toàn bị Long Quỳ cảm nhận được. Nàng trong gia tộc một mực cũng là bị để mắt đến Minh Châu, còn chưa từng bị người như thế khinh thị qua, càng vẫn là cái người đồng lứa. Trác Phàm, ngươi nói người nào quá non? Cũng là ngươi, Long Quỳ tiểu thư. Trác Phàm mỉm cười, thản nhiên nói, vô luận là sinh ý trên trận, vẫn là thất thế gia ở giữa quan hệ, đều dựa vào lợi ích tính kế. Nếu là bị tính kế, thì thẹn quá hóa giận, còn như thế nào trên thế giới này sinh tồn? So sánh với nhau, hôm nào cái kia gọi Long Kiệt bằng hữu thì so ngươi thành thục nhiều. Hắn biết bị ta tính kế về sau, không nói thêm gì liền đi. Trong mắt của ta, chịu nhận thua cũng là một loại thực lực. Chí ít lần sau ta lại nghĩ tính kế hắn, sẽ không dễ dàng như vậy. Không khống chế được sững sờ, Trác Phàm lần này luận điệu Long Quỳ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Nàng là theo chủ gia điều đến đi theo Long Cửu học tập, tại chủ gia. Các trưởng lão đều nói nàng thiên phú dị bẩm, nhưng lại chưa tới ủy thác trách nhiệm. Tới nơi này, Long Cửu đồng dạng lời nói này, mà thiên phú không kịp nàng Long Kiệt lại bị Long Cửu tín nhiệm. Nàng một mực không rõ đây là có chuyện gì, nhưng hiện tại xem ra, nàng như là minh bạch cái gì. Ái hận tình cửu giúp không được ngươi, lợi ích mới là mấu chốt nhất. Trác Phàm nhìn lấy Long Quỳ có chút mê mang con mắt, cười cười nói, chúng ta để xuống tự oán. Bàn lại chàng sinh ý như thế nào? Thuận tiện chứng minh một chút ngươi thiên phú. Long Quỳ suy nghĩ một chút, hơi hơi gật gật đầu. Nhưng là đúng lúc này, theo một tiếng ho nhẹ, một đạo thanh âm già nua vang lên, Trác Phàm tiên sinh, nhường lão phu theo ngươi nói đi. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Cửu tại Long Kiệt cùng đi chậm rãi hướng mọi người đi tới. Mà Long Kiệt nhìn thấy Trác Phàm, trong mắt không khống chế được lóe qua một đạo kỳ sắc. Hôm qua, hắn rõ ràng nhìn thấy Trác Phàm tự bạo tâm mạch, nhưng bây giờ lại theo một người không có chuyện gì một dạng, thậm chí ngay cả một chút thương thế đều không có, hô hấp đều đều, khí thế sung túc. Chẳng lẽ nói, hắn trong vòng một đêm thì chữa khỏi thương tổn A, cái kia làm sao có thể? Cửu gia, không cho người trẻ tuổi một cơ hội sao? Không có để ý Long Kiệt trong mắt kinh dị, Trác Phàm cười cười nói. Chậm rãi lắc đầu. Long Cửu khẽ cười một tiếng nói, ha ha ha. Lão phu theo ngươi nói, đều bị ngươi âm một chiêu, nào còn dám khiến cái này đám trẻ con đến luyện thủ. Nếu không phải lão phu sớm đã thăm dò ngươi nội tình, biết ngươi là vẫn chưa tới 20 tuổi búp bê, không phải cho là ngươi là cái gì cái ẩn thế ngàn năm lão yêu quái giấu ở Lạc Gia không thể. Kém chút bị đoán đúng. Trác Phàm nhìn không được cười lên, khoát tay một cái nói, Cửu gia quá khen. Ta sao có thể theo Cửu gia so? Bớt nói nhiều lời, đột nhiên, Long Cửu sắc mặt nghiêm một chút, lạnh lùng nói, ngày hôm nay ngươi lại tới làm gì? Ta muốn tìm chỗ trạch viện,
làm Lạc gia chỗ an thân, không biết Cửu gia có gì nơi tốt. Sờ sờ rìa mép, Long Cửu thản nhiên nói, lão phu vì sao muốn giúp ngươi? Rất đơn giản, đây là Tiềm Long Các thiếu chúng ta. Huống hồ, Trác Phàm quỷ dị cười một tiếng, âm u nói, cái này cũng thuận tiện các ngươi giám thị chúng ta đúng không? Trong mắt không khống chế được co rụt lại, Long Cửu cảm thấy kinh hãi. Tiểu tử này thật sự là đem mọi người tâm tư đều mò thấy, từ khi ra hôm qua U Tuyển bị giết một sau đó, Tiềm Long Các liền rơi vào bị động bên trong. Cùng U Minh Cốc quan hệ, cũng cực kỳ vi diệu, chẳng biết lúc nào liền sẽ khai chiến. Mà Lạc gia càng là một cái không ổn định nhân tố, bởi vì Tiềm Long Các quan hệ, hiện tại không ai dám động Lạc gia, nhưng cũng để Lạc gia có thể tùy ý đi gây chuyện thị phi. Có lẽ một cái không tốt, liền sẽ bốc lên hai đại thế gia chân chính đại chiến. Cho nên Long Cửu sớm đã tính toán đem Lạc gia toàn diện giám thị lên, nhưng vào lúc này, Trác Phàm lại đột nhiên xuất hiện, nói ra lời nói này. Điều này không khỏi làm Long Cửu tâm lý, lại nổi lên nói thầm. Trong lòng tiểu tử này, cuối cùng có ý đồ gì? Hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn cái này trong giang hồ thân kinh bách chiến gần trăm năm lão gia hỏa, sẽ bị một cái tuổi trẻ tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay, đồng thời hắn còn một mực nhìn không thấu cục thế này, cái này khiến hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn ra lão nhân này tựa như còn có vẻ do dự, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nói, như vậy đi, coi như ta ăn thiệt thòi, lại bán một phần tình báo cho các ngươi. Hừ, ngươi có cái gì tình báo, còn có thể hơn được chúng ta Tiềm Long Các sao? Long quỳ đầu ngửa mặt lên, khinh thường nói. Mỉm cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta biết Tiềm Long Các thế lực trải rộng thiên hạ, nhưng mèo có mèo đường, chuột có đường chuột. Ta biết, có lẽ các ngươi cũng không biết rõ tình hình. Long quỳ bĩu môi, rõ ràng không tin, Long Kiệt cũng là nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ có Long Cửu, chỉ có một con mắt chăm chú nhìn Trác Phàm con mắt. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Lời nói này nếu là người khác nói ra, Long Cửu tuyệt đối là chẳng thèm ngó tới. Nhưng là Trác Phàm, mấy ngày nay hành động lại là cho hắn quá nhiều rung động. Để hắn không thể không đối người trẻ tuổi này mỗi tiếng nói cử động, làm ra lớn nhất coi trọng. Nói đến xem. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, các ngươi biết, U Minh Cốc đã tới người sao. Giật nảy cả mình, Long Cửu kêu lên sợ hãi. Ngự hạ thất thế gia từ khai quốc mới bắt đầu, liền đã phân tốt lãnh địa, Phong Lâm Thành chính là Tiềm Long Các chuyên trúc địa vực, hắn thế gia không được phái người đóng giữ, nếu không liền tương đương với khiêu khích, sẽ khiến hai nhà đại chiến. Đương nhiên, môn hạ con cháu bốn phía du ngoạn không tại nhóm, cho nên U Tuyển có thể tới nơi này, Tiềm Long Các cũng sẽ không đi quản. Nhưng là gia tộc trưởng lão nhóm cường giả lại không thể tùy ý tiến vào chiếm giữ. Ít nhất phải được đến địa phương thế gia đồng ý. Trác Phàm nghe Lạc Vân Thường nói qua cái này thất thế gia pháp tắc, cho nên ở đây thăm dò một phen. Quả nhiên, xem bọn hắn biểu lộ cũng không biết lão đầu kia tồn tại. Điều đó không có khả năng, Phong Lâm Thành tai mắt một mực do ta phụ trách, không có người có thể gạt ta tùy ý tiến vào nơi này. Long Kiệt lắc đầu, nghiêm túc dị thường đường hầm. Hừ, người đừng nghe hắn, hắn nhất định lại là lừa phỉnh chúng ta. Long Quỳ hung hăng trừng mắt về phía Trác Phàm, lạnh lùng nói. Chỉ có Long Cửu, nhìn chằm chằm vào Trác Phàm, nghiêm túc nói, ngươi có chứng cứ gì? Cười lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, không có chứng cứ. Vậy ngươi không phải nói mỏ à? Long Quỳ hơi vung tay, cho Trác Phàm một cái xem thường khinh thường. Trác Phàm bật cười một tiếng nói, chỉ là người kia hình dạng, là cái lão già hói đầu, Thái Vinh cùng họ Tôn gia chủ đều gọi hắn. Giản trưởng lão. Ngốc ưng Giản Phàm. Đột nhiên, Long Cửu chỉ có một con mắt bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân khí thế ngăn không được phóng xuất ra. Khí thế cường đại bức cho tất cả mọi người không khỏi khí tức trì trệ, liên tiếp lui về phía sau. Qua khá lâu, mới lại bình tĩnh trở lại. Trác Phàm từng ngụm thở hổn hển, cảm thấy chưa phát giác run lên. Vừa mới Long Cửu khí thế bên trong tràn ngập trần trụi sát ý. Cho dù ngay cả lòng hắn đều không khống chế được làm lắc một cái. Cửu gia, ngài theo lão đầu kia từng có kết, Trác Phàm thử dò xét nói. Nào chỉ là qua kết, cửu thúc một cái thần nhãn cũng là bị hắn hủy. Long Cửu không nói gì, Long Kiệt thở dài nói. Nghe được lời này, Trác Phàm tâm lý không khống chế được vui.
liền sợ ngươi không cừu không oán, đã có thâm cừu đại hận, vậy thì càng dễ xử lý. Cửu gia nén bi thương, Trác Phàm giả ý thở dài, lắc lắc đầu nói. Khoát khoát tay, Long Cửu trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, tốt, đã ngươi có thể nói ra cái kia người hình dáng lời nói, lão phu thì tin tưởng ngươi. Cách nơi này ngoài trăm thước có một chỗ sân, các ngươi đến nơi nào đi? Đa tạ cửu gia, Trác Phàm liền ôm quyền, khóe miệng hơi vểnh lên, mang theo bảng thống lĩnh đi ra ngoài. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại truyền tới Long Cửu âm trầm lời nói. Tiểu tử, lão quỷ kia ngươi là ở nơi nào nhìn thấy? Dừng lại tốc độ, Trác Phàm thản nhiên nói, thái gia, bất quá bây giờ khả năng tại Tôn gia. Biết, Long Cửu gật gật đầu, song quyền phát ra vang dội xương bạo âm thanh. Chờ Trác Phàm hai người rời đi sau đó, mới lại lạnh lùng nói, A Kiệt, hướng gia tộc truyền tin, để bọn hắn phái thêm chút trưởng lão đến, ta không muốn Giản Phàm còn sống rời đi nơi này. Mặt khác, trong lúc này, các ngươi chuyển vào cái nhà kia, để ý Lạc gia, ta không nghĩ bọn hắn gây ra chuyện gì, để Giản Phàm chạy. Cửu thúc, đối phương là U Minh Cốc trưởng lão, nếu là hắn chết ở chỗ này, chắc hai nhà đại chiến liền không còn cách nào tránh bớt. Long Kiệt nhìn Long Cửu liếc một chút, lo lắng nói. Hừ, lần này nhưng là hắn không tuân quy củ, đến lão phu địa bàn. Lão phu nếu để cho hắn còn sống trở về, thì có lỗi với lão phu vứt bỏ cái kia con mắt. Long Kiệt gặp thuyết phục không có kết quả, đành phải thầm than một tiếng, cùng Long Quỷ đi xuống. Chính là tại bọn họ rời đi trong tích tắc, nghe đến Long Cửu phẫn nộ tiếng cười to. Sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm mang theo Lạc gia ba người theo khách sạn chuyển ra, đi vào Long Cửu cho cung cấp trong sân. Đây là Tiềm Long Các dùng đến chiêu đãi khách quý sân nhỏ, so với Lạc gia trước kia Quy Vân Trang chỉ lớn không nhỏ. Là toàn thành tốt nhất sân, không có cái thứ hai. Mà nhìn chằm chằm vào Lạc gia các nhà tai mắt, sau khi lấy được tin tức này, lập tức trở về bẩm. Trong lúc nhất thời, Lạc gia vào ở Tiềm Long Các sự tình truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả mọi người biết, Tiềm Long Các nhưng là Lạc gia núi dựa lớn, mà lại đối Lạc gia cực kỳ coi trọng, nếu không cũng không có khả năng cho bọn hắn một cái chuyên trúc sân, cả ngày ong ong bảo hộ. Thái gia cùng Tôn gia biết được về sau, càng là may mắn lúc đó không có đáp ứng Giản trưởng lão yêu cầu. Nếu không nhìn cái này tình hình lời nói, nếu ai dám thương tổn Lạc gia, Tiềm Long Các không phải giết chết nó không thể. Cứ như vậy, tại Lạc gia bước vào cái nhà kia một khắc này, trong nháy mắt bị nội thành công nhận là Phong Lâm thành đệ nhất gia tộc, danh tiếng thẳng tắp lần át trước kia Thái gia cùng Tôn gia, tuy nhiên bọn họ chỉ có 4 người. Chúng ta về sau thì ở tại nơi này sao? Mới vào cái nhà kia, Lạc Vân Thường liền bị cái kia to lớn hùng vĩ sân nhỏ làm chấn kinh, riêng là những cái kia 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác hộ vệ, đều là tụ khí cảnh lấy trên cao thủ. Càng có hơn 20 cái người khoác giáp vàng canh giữ ở mỗi cái phương hướng đặc thù thủ vệ, bọn họ cho nàng cảm giác dường như phụ thân nàng một dạng, rất rõ ràng đều là đoán cốt cảnh lấy trên cao thủ. Cường hãn như thế thủ vệ đội hình, cũng chỉ có ngự hạ thất thế gia mới có thể đem ra được. Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh cũng là nhìn không khỏi ngốc, bàng thống lĩnh là bị cái này rất nhiều cao thủ cường hãn khí chàng chấn nhiếp ở, Lạc Vân Hải thì là tràn ngập hiếu kỳ. Lão bàng, ngày sau trọng kiến Lạc gia, cho ngươi một cái dạng này đội ngũ mang được chứ? Trác Phàm vỗ vỗ bàng thống lĩnh bả vai, cười nói. Nghe được lời này, bàng thống lĩnh ngượng ngùng lắc đầu, nơi này bất kỳ một cái nào hộ vệ đều so ta hiếu thắng, ta có thể trở thành trong bọn họ một viên cũng không tệ, nào dám yêu cầu xa vời chỉ huy bọn họ dạng này cao thủ a. Nhưng là hắn tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt lại là tản mát ra hy vọng ánh sáng. Trác Phàm cười cười nói, sẽ có ngày đó. Nhưng, hắn vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo lại là đột nhiên truyền đến, Trác Phàm tiên sinh, nguyên lai ngươi không chỉ là lừa gạt người khác, ngay cả người mình đều lừa gạt. Ngươi cái này quản gia, là lừa gạt tới đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Kiệt cùng Long Quỷ hướng bọn họ đi tới. Kể từ khi biết bọn họ Tiềm Long Các bị Trác Phàm tính kế về sau, Long Quỷ liền đối với Trác Phàm không có sắc mặt tốt. Lần này càng là khinh miệt nói, lấy vị này bàng thống lĩnh tư chất, nhiều lắm là tu luyện tới tụ khí lục trọng. Cái này tại chúng ta chỗ này chỉ là sơ cấp thủ vệ, nhưng khi không thống lĩnh. Ta khuyên các ngươi, một cái gia tộc nhỏ yếu cũng không cần làm đại gia tộc mộng.
Nghe được lời này, Lạc Vân Thường cùng Bàng thống lĩnh không khống chế được ảm đạm cúi đầu, Trác Phàm sắc mặt lại là lạnh xuống tới. Long Quỳ tiểu thư, có câu nói là đừng nên xem thường người nghèo yếu, lời này của ngươi quá mức đi. Hừ, cái gì đừng nên xem thường người nghèo yếu, vậy cũng là vấn đề các ngươi những thứ này làm nằm mơ ban giữa ngày người dối gạt mình ngữ điệu. Phàm là ảnh hưởng rất lớn đại gia tộc, đều là từ hàng trăm hàng ngàn năm đời đời tích lũy tích lũy. Ngươi đừng tưởng rằng dựa vào tiểu thông minh nhờ bao che tại chúng ta Tiềm Long Các, thì trâu bò. Tại bản tiểu thư trong mắt, Phong Lâm Thành chỉ là hạt hạt bụi thôi, coi như ở chỗ này xưng vương xưng bá cũng chỉ là lạ ếch ngồi đáy giếng, ngươi căn bản không biết cái thế giới này có nhiều đại. Nghe đến Long Quỳ thao thao bất tuyệt giáo huấn chính mình, Trác Phàm không khống chế được giận quá mà cười. Hắn không biết cái thế giới này lớn bao nhiêu, hắn là ếch ngồi đáy giếng. Có lầm hay không, hắn đường đường ma hoàng nhưng là theo thánh vực hạ phàm đến, trong mắt hắn toàn bộ Thiên Vũ đế quốc cũng bất quá chỉ là hạt hạt bụi mà thôi, chớ nói chi là các ngươi Tiềm Long Các. Trác Phàm giống như nhìn ra Trác Phàm lửa giận, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn, mi đầu sâu nhăn. Đối phương dù sao cũng là Tiềm Long Các người, hiện tại chúng ta lại dựa vào người ta. Ngàn vạn không thể đắc tội. Long Kiệt như là cũng cảm thấy Long Quỳ lời nói quá mức, vỗ vỗ bả vai nàng, xông nàng lắc đầu. Chỉ là nàng lại tối hừ một tiếng, không để ý tới. Đại tiểu thư, phiền phức mượn linh thạch dùng một lát. Trác Phàm mặt âm trầm nói. Lạc Vân Thường hơi sững sờ, không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là đem một chiếc nhẫn đưa cho hắn. Cầm lên giới chỉ. Trác Phàm vừa nhấc chân nhảy lên nơi này cao nhất nóc nhà, nhìn xuống hướng phía dưới bốn phía xem một phen. Uy, nơi này nhưng là không phải nhà ngươi, ngươi nhảy tới làm gì, mau xuống đây. Long Quỳ quệt mồm, giọng căm hận nói. Không để ý tới nàng, Trác Phàm lại nhìn một lúc, thản nhiên nói, cấp 3 phòng thủ trận thức, bàn long trận. Lời vừa nói ra, Long Kiệt cùng Long Quỳ cùng nhau kinh hãi. Bởi vì Trác Phàm chỗ nói. Chính là Long Cửu vì cái nhà này bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Nhưng là tiểu tử này, cư nhiên liếc thấy mặc. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ từ nơi này kinh dị bên trong khôi phục, Trác Phàm đã là lần nữa nhảy trên không trung, trong giới chỉ linh thạch bá 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 như mưa rơi một dạng hướng bốn phía rơi xuống. Chỉ là một phút thời gian, đã có gần vạn khỏa linh thạch vùi sâu vào mảnh này sân nhỏ đất đai bên trong. Chờ Trác Phàm nhảy xuống. Long Kiệt cùng Long Quỳ cùng nhau nhìn về phía hắn, ngươi vừa mới cuối cùng làm gì? Không có trả lời bọn họ, Trác Phàm đột nhiên kết ấn. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân nhỏ khắp nơi cũng bắt đầu rung động. Ngay sau đó, nương theo lấy từng tiếng long ngâm, 9 con rồng vàng đột nhiên từ mặt đất chui ra, bay về phía chân trời. Thần long nộ hống vang vọng tại Phong Lâm Thành cả mảnh trời khoảng không, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Ào ào quan sát không trung dị tượng. Tôn ra một chỗ trong mật thất, giản trưởng lão bỗng nhiên mở ra hai mắt, cảm thấy kinh hãi, người nào tại bố trận, chẳng lẽ là lão quỷ kia? Không, không có khả năng, hắn không có bản sự này vải như thế đại trận. Tiềm Long Các bên trong, Long Cửu một cái bước xa bước ra, một mặt kinh hãi mà nhìn xem sân nơi này truyền đến dị tượng, lẩm bẩm nói, đó là lão phu bản Long Trận. Không, không phải. Lão phu bàn long trận không có lớn như thế uy lực. Hắc Phong Sơn khẩu, một cái tà dị thanh niên nhìn về phía Phong Lâm Thành phương hướng, mi đầu sâu nhăn, trong thành xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ kế hoạch sớm tiến hành. Nghĩ một lát, thanh niên kia lại lắc đầu, lẩm bẩm nói, không, sẽ không, giản trưởng lão không có khả năng như thế lỗ mãng. Như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mọi người, đều bị cái này một kỳ như hấp dẫn lấy ánh mắt. Qua một phút sau, Trác Phàm thủ quyết lần nữa biến đổi, 9 con rồng vàng bỗng nhiên trở về sân nhỏ, tiến xuống lòng đất. Chính là lúc này, một đạo mắt trần có thể thấy kim quang đã là chậm rãi hiện lên, đem trọn cái sân nhỏ bao vây lại. Ngươi, ngươi đến cùng làm gì? Long Quỳ lắp bắp nói. Hoàn toàn không để ý tới nàng, Trác Phàm cung kính đem giới chỉ còn cho Lạc Vân Thường, thản nhiên nói, đại tiểu thư. Vừa mới ta gặp cái này bàn long trận chính là cấp 3 trận thức, chắc bảo hộ không tiểu thư an toàn. Cho nên tiểu một mình quyết định, đem trận pháp thăng cấp làm cấp 5 trận thức, 9 ngày bàn long trận, phí không ít linh thạch, mời tiểu thư trách phạt. Cái gì, cấp 5 trận thức? Nghe đến Trác Phàm lời nói,
Long Quỳ cùng Long Kiệt không khống chế được chắc lưỡi một cái, tất cả đều sửng sốt. Cấp 5 trận thức tại toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc đều không có mấy người hội vải, liền xem như thất thế gia bên trong cũng chưa chắc có loại người này mới. Có thể tiểu tử này, thế mà là tùy tiện thì bố trí cái cấp 5 trận thức. Chẳng lẽ nói, hắn là cấp 5 trận sư? Nhìn lấy hai người chấn kinh bộ dáng, Lạc Vân Thường biết Trác Phàm là đang cố ý nhục nhã bọn họ, liền cũng thuận theo ý hắn. Dù sao như thế ăn nói khép nép Trác Phàm, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vừa vặn thừa cơ đối với hắn phát cái tính tiểu thư, có lẽ cũng là rất đã đi. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thường tối cười một tiếng, bỗng nhiên băng lên mặt, Trác quản gia, ngươi lần này chưa cho phép thì tham ô nhiều linh thạch như vậy, vốn nên bị phạt. Nhưng niệm tình ngươi trung thành một mảnh, thì không trách cứ ngươi, đi thôi. Cái gì, bị phạt, có cái cấp 5 trận sư tỏa trấn gia tộc, liền xem như ngự hạ thất thế gia cũng muốn cung phụng thật tốt, ai còn dám phạt hắn. Trong lúc nhất thời, Long Quỳ như cùng ăn một con ruồi chết bàn khó chịu. Ngay sau đó, Lạc Vân Thường tại Trác Phàm cùng đi, vênh váo tự đắc đi vào bên trong, bên cạnh theo đồng dạng chấn kinh, nhưng cũng âm thầm cười trộm bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải. Chỉ để lại Long Quỳ cùng Long Kiệt trong lòng hai người ngũ vị tạp trần bàn, đứng tại chỗ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên lai tưởng rằng chỉ hội tính kế, thực lực chỉ là tụ khí nhị trọng Trác Phàm, lại là tên cấp 5 trận sư. Một cái vắng vẻ địa vực gia tộc nhỏ yếu, làm sao có thể có nhân tài như vậy? Hưu, tiếng xé gió vang, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt. Đợi hai người thấy rõ người tới lúc, lại chính là Long Cửu. Giờ này khắc này, hắn chỉ có một con mắt tràn ngập kích động ánh sáng. Vừa mới là ai bố trận? Ách, là. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ Long Kiệt bẩm báo nói, là Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Cái gì, là hắn? Long Cửu không khống chế được giật mình, quay người lại đi nhìn xung quanh trận pháp lúc, lại là càng xem càng chấn kinh, Phàm là trận pháp đại gia, không chỉ có đối mỗi cấp trận thức hiểu cực kỳ, mà lại muốn thông qua nhiều năm tu luyện, cảm ngộ thiên địa mới có thể biết được trong trận bí quyết. Lão hủ tuổi đã cao chỉ là chỉ có thể bố trí cấp 3 trận thức, hắn tuổi còn nhỏ như thế nào trong nháy mắt bày ra cấp 5 trận thức đến. Long Cửu phảng phất tại hỏi Long Quỳ cùng Long Kiệt hai người, lại phảng phất là tại từ ngôn ngữ. Hai người thấy thế, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu. Cái này Trác Phàm không biết là ai, thỉnh thoảng thì sẽ làm ra chút kinh thiên động địa sự việc đến, để ngươi không thể không tin phục. Cho dù là bọn họ hai cái này thế gia tử đệ, vào hôm nay nhìn thấy Trác Phàm lộ như thế một tay về sau, cũng không dám tiếp tục xem thường hắn, thậm chí cảm thấy mặc cảm. Các ngươi đi đem tiểu tử kia gọi tới, a à không, là mời đến, lão phu muốn cùng hắn thật tốt nói một chút. Nhìn chung quanh bốn phía nhìn một lúc, Long Cửu đột nhiên nhếch nhếch miệng nói. Hai người sau khi nghe được, liền ôm quyền, lĩnh mệnh đi xuống. Chờ một lúc, tại tiểu viện hậu hoa viên một tòa trong lương đình, Long Cửu pha một bình trà, thả tại bàn đá phía trên. Chỉ là một trận công phu, liền gặp Trác Phàm cùng Long Quỳ, Long Kiệt hai người tới nơi này. Ha ha ha, Trác Phàm lão đệ, mời ngồi. Vừa thấy mặt, Long Cửu liền cười lớn một tiếng, làm mời tư thế. Long Quỳ cùng Long Kiệt sau khi nghe được, không khống chế được sững sờ. Trác Phàm lão đệ, Long Cửu ở gia tộc bối phận cực cao, bọn họ gặp cũng muốn tôn xưng một tiếng cửu thúc, mà lại Long Cửu làm người cực kỳ cao ngạo, có thể bị hắn nhìn ở trong mắt người toàn bộ Thiên Vũ Đế quốc đều không mấy cái. Nhưng là bây giờ cư nhiên xưng hô Trác Phàm cái này cái mao đầu tiểu tử vì lão đệ, điều này không khỏi làm hai người cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là Trác Phàm lại là chẳng hề để ý, tự nhiên đáp ứng, đại mã kim đao ngồi xuống. Hắn thấy, đây chính là cái thực lực phi tôn thế giới. Chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, đừng nói là làm một cái lão đầu lão đệ, coi như làm ra ra hắn cũng dư xài. Không biết cửu ca tới tìm ta, có chuyện gì? Trác Phàm cũng không câu thúc, lúc này cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly, đồng thời cực kỳ vô sỉ đáp ứng vừa mới Long Cửu người huynh đệ kia xưng hô. Long Kiệt khẽ giật mình, tựa như còn không có kịp phản ứng. Long Quỳ lại là trợn mắt một cái, thầm mắng một tiếng vô sỉ, tiểu tử này thật đúng là hội thuận cán trèo lên trên. Chỉ là Long Cửu nghe, lại là vui mừng quá đỗi. Bởi vì vậy vừa đến, hai người quan hệ xem như càng thân cận.
cũng càng dễ bàn hơn lời nói. Trác Phàm lão đệ, đã ngươi đã xưng hô ta một tiếng cửu ca, cái kia lão ca thì không quanh co lòng vòng. Nói thật với ngươi a, lão đệ ngươi có thể bày ra cấp 5 trận thức đến, có dạng này năng lực làm gì vùi ở Lạc gia tiểu gia tộc này bên trong đây. Không bằng tới chúng ta Tiềm Long các a, lão ca cam đoan ngươi có cung phụng đãi ngộ. Cho dù gia chủ gặp, cũng sẽ khách khách khí khí với ngươi. Trong lòng cả kinh, Long Quỳ cùng Long Kiệt lẫn nhau nhìn một chút, bọn họ vạn không nghĩ tới Long Cửu như vậy vội vã tìm Trác Phàm đến, thế mà muốn mời hắn làm Tiềm Long các cung phụng. Đây chính là Tiềm Long các cao nhất đãi ngộ, địa vị càng tại trưởng lão phía trên, là thủ vệ Tiềm Long các thực lực mạnh nhất. Hắn một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử, dựa vào cái gì có thể làm chánh nhiệm này. Nhưng là lại vừa nghĩ, Trác Phàm tuy nhiên thực lực chỉ có tụ khí cảnh, nhưng là cấp 5 trận sư. Thất thế gia bên trong bất kỳ một gia tộc nào mời về đi, đều sẽ lấy cung phụng đãi chi. Long Cửu đem hắn mời về đi, chính là đối Tiềm Long các lớn nhất có ích. Mỉm cười, Trác Phàm không nói gì, khẽ nhấp một ngụm trà hương. Thật là trước khi hắn tới, liền đã minh Long chín ý đồ. Có thể bày ra cấp 5 trận thức nhân tài, tại đế quốc này ai không đoạt, ai không đoạt. Liền xem như gặp hoàng đế, vậy hoàng đế cũng muốn đối với hắn chiêu hiền đãi sĩ. Cho nên tại hắn xuất thủ bố trận lúc, cũng đã ngờ tới kết quả này. Trác Phàm lão đệ, người cảm thấy đâu? Gặp Trác Phàm một mực không đáp lời, Long Cửu hỏi lần nữa. Khóe miệng một phát, Trác Phàm thản nhiên nói, ta xách một vài điều kiện, không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần là Tiềm Long các có thể làm được, người nói cái gì đều có thể. Long Cửu vung tay lên, hào khí vượt mây đường hầm. Vậy ta để cho nàng cho ta bưng trà đưa nước, rửa chân chăn ấm cũng không thành vấn đề đi. Trác Phàm nhất chỉ Long Quỳ, cười đùa nói. Nghe được lời này, Long Quỳ gương mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, hai mắt chừng một cái, cả giận nói, nằm mơ. Long Cửu cũng là lúng túng lắc đầu, tiểu Quỳ. Không thể. Ha ha ha, ta chỉ là mở cái trò đùa. Trong nhà đã có cái đại tiểu thư, chẳng lẽ còn lại muốn thêm một cái sao? Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nghiêm túc nói, ta muốn Lạc gia tỷ đệ. Cả đời bình an. Trác Phàm lúc nói những lời này, từng chữ nói ra, cực kỳ thành khẩn. Long Cửu không khống chế được khẽ giật mình, tiếp lấy trên mặt hiện ra vẻ khâm phục. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm ra điều kiện lại không phải vì chính mình, mà chính là vì Lạc gia. Như thế trung thành, để ở hiện trường ba người đều không khống chế được đến dâng lên từng tia kính ý. Cho dù là một mực tức giận hắn Long Quỳ, tại nghe đến lời nói này về sau, cũng là thật sâu liếc hắn một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Long Cửu trịnh trọng gật đầu, chỉ cần có Tiềm Long các tại, Lạc gia chẳng những cả đời bình an, đời đời kiếp kiếp đời đời con cháu đều sẽ bình an, ngươi yên tâm đi. Cười nhạt gật gật đầu, Trác Phàm cầm lấy chén trà. Lại nhấp một ngụm trà thơm. Như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Tiềm Long các cung phụng. Ta sẽ đem làm việc bẩm báo gia tộc, sau 3 ngày ta để A Kiệt đưa ngươi đi gia tộc tổng bộ. Chờ một chút. Đột nhiên, Trác Phàm khoát tay một cái nói, ta cũng không có đáp ứng muốn làm cái gì cung phụng. Cái gì, ngươi vừa mới không phải. Trong lòng cả kinh, Long Cửu đột nhiên đứng dậy, mặt giận dữ nhìn về phía Trác Phàm, Trác lão đệ. Người mới vừa rồi là đang đùa bỡn lão phu sao? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía hắn, nếu như tại một phút trước, người hướng ta đưa ra mời, ta sẽ không chút do dự đáp ứng. Mà lại điều kiện, chính là ta vừa rồi chỗ sách, nhưng là bây giờ. Hiện tại làm sao? Long Cửu rìa mép run run, chất vấn. Hơi hơi lắc đầu, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía một mặt không hiểu Long Quỳ. Lạnh lùng nói, Long Quỳ tiểu thư, người nói chuyện lúc trước còn nhớ chứ? Lấy, Trác Phàm duỗi ra một nắm đấm, 10 năm sau, ta để Lạc gia sừng sững tại thất thế gia phía trên. Vừa dứt lời, Trác Phàm đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, đụng một tiếng ngã trên bàn, quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng, Long Quỳ trong lòng lại có loại mạc danh rung động. Thời gian 10 năm. Làm một cái gia tộc nhỏ yếu siêu việt ngự hạ thất thế gia, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Coi như hắn là cấp 5 trận sư, cũng tuyệt không có khả năng,
thất thế gia nội tình không hội dễ dàng như thế bị siêu việt. Nhưng là, Trác Phàm lúc nói những lời này lại là như thế tự tin, lại để cho nàng nói không ra bất kỳ lời nói đến phản bác. Tiểu Quỳ, người vừa mới cuối cùng nói với hắn cái gì? Long Cửu một mặt không hiểu, nhìn về phía hai người. Bởi vì theo Trác Phàm sắc mặt phía trên nhìn, cũng không phải hắn cố tình gây sự, vừa mới nhất định xảy ra chuyện gì, mới có thể để hắn tức giận như thế. Long Quỳ không nói gì, chính là nhìn lấy Trác Phàm bóng lưng biến mất. Long Kiệt Trần chờ một trận, đem chuyện lúc trước giảng một lần. Nghe đến tất cả mọi chuyện ngọn nguồn về sau, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, lão phu đã sớm nói với các ngươi qua, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Các ngươi làm nhục như vậy Lạc gia, khó trách người ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Nhưng là, hắn vừa mới nói, tuyệt không có khả năng thành công. Long Kiệt Trần chờ một chút, lẩm bẩm nói. Khẽ vuốt chòm râu, Long Cửu chỉ có một con mắt tại trong hốc mắt đi loanh quanh, Lạc gia có vị cấp 5 trận sư tỏa chấn, ngày sau coi như không đuổi kịp thất thế gia danh vọng, cũng nhất định là thế tục thế gia bên trong người nổi bật, vẫn là kết giao là hơn. Ai, các ngươi a, chúng ta kém chút liền có thể mời đến một vị cấp 5 trận sư làm cung phụng. Long Cửu than thở, nhìn chằm chằm Long Quỳ thẳng lắc đầu. Một phương diện khác, Trác Phàm rời đi Long Cửu bọn họ về sau, trực tiếp theo Lạc Vân Thường nơi đó đi tới. Trên đường đi, suy nghĩ muôn vàn. Cỡ nào cơ hội tốt, đem Lạc gia nhờ bao che tại Tiềm Long Các, dạng này Lạc gia an ổn, hắn tâm ma cũng liền có thể cởi ra. Nhưng là, hắn lại từ bỏ, đơn giản là Long Quỳ một câu. Mơ mộng hão huyền, hừ, nếu như ngay cả mộng cũng sẽ không làm, vậy cũng chỉ có thể an với trời mệnh. Ma đạo, nghịch thiên mà đi. Tất cả vận mệnh đều là mình đánh ra tới. Cho nên Trác Phàm không chịu nổi có người nói cái gì, mơ mộng hão huyền, an với trời mệnh, si tâm vọng tưởng cái này lời nói. Cho nên, hắn nhất định muốn hướng sở hữu người chứng minh, liền xem như một cái kéo dài hơi tàn gia tộc nhỏ yếu, cũng có thể có bước lên đỉnh phong một ngày. Giờ này khắc này, hắn giúp Lạc gia đã không còn là vì trừ bỏ tâm ma, mà chính là vì hắn ma đạo. Cái thế giới này, không có cái gì không có khả năng. Nếu thiên ngăn ta, thì nghịch thiên giết chết, mệnh ta do ta không do trời. Một ngày nào đó, hắn muốn đem cái này chán nản gia tộc chế tạo thành thiên hạ mạnh nhất thế gia. Chỉ cần có hắn ma hoàng Trác Nhất Phàm tại, không có cái gì là không thể nào. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy sát khí. Lạc Vân Thường, Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh đều ở nơi này. Gặp hắn tiến đến, không khống chế được giật mình. Giống như đoán được cái gì, Lạc Vân Thường lộ ra có chút do dự, nhưng vẫn là lấy hết dũng khí nói, Trác Phàm, cửu gia tìm ngươi có chuyện gì. Hắn mời ta làm Tiềm Long Các cung phụng, Trác Phàm thản nhiên nói. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường ba người trên mặt cũng bất giác tối sầm lại. Tuy nhiên trong lòng đau khổ, nhưng Lạc Vân Thường vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, vậy chúc mừng ngươi a. Tiềm Long Các không phải Lạc gia có thể so sánh, người ở nơi đó nhất định có tiền đồ hơn. Thực bọn họ sớm đã nghĩ đến, Trác Phàm bày ra cấp 5 trận pháp, tất nhiên sẽ dẫn tới thất thế gia người mời chào. Giống Trác Phàm loại người này mới, căn bản không phải bọn họ Lạc gia loại tiểu gia tộc này có thể lưu được. Nhìn lấy bọn hắn từng cái đau thương khuôn mặt, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, than thở cái gì, ta cự tuyệt. Nghe được lời này, mọi người chưa phát giác giật mình. Nhưng trong lòng càng nhiều lại là mừng rỡ, vì cái gì? Không có vì cái gì, ta trở về phòng. Không có trả lời bọn họ, Trác Phàm quay người rời đi, chính là tại biến mất trước, nghĩ một lát thân thể, lạnh lùng nói, đại tiểu thư, về sau Lạc gia mặc kệ việc lớn việc nhỏ đều từ ta làm chủ, người đừng can thiệp. Lạc Vân Thường sững sờ, ngơ ngác gật đầu, trước kia không phải cũng là dạng này a, làm sao hắn ngày hôm nay đột nhiên nói với nàng câu nói này. Ngay sau đó, lại truyền tới Trác Phàm thanh âm, phảng phất là tự nói, lại phảng phất là nói với nàng. Từ giờ trở đi, ta chính là Lạc gia đại quản gia. Trong vòng 10 năm, ta muốn để Lạc gia siêu việt Tiềm Long Các. Vừa dứt lời, Trác Phàm biến mất hình bóng, chỉ để lại Lạc Vân Thường ba người giật mình ngay tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Về sau trong hơn 10 ngày, Tiềm Long Các trong tiểu viện đều lại cũng không nhìn thấy Trác Phàm hình bóng. Không chỉ là Long Quỳ bọn họ,
liền Lạc Gia ba người cũng rất ít gặp hắn mặt. Từ ngày đó hướng mọi người phát ra lời nói hùng hồn về sau, Trác Phàm liền càng thêm liều mạng tu luyện, đem chính mình khóa trong phòng, ai cũng không gặp. Chỉ có tại lúc đêm khuya, mới có thể thả ra huyết anh đi hút cường giả nguyên lực. Mục tiêu, cũng là Thái gia. Cho nên mười mấy ngày nay đến, chủ nhà họ Thái Thái Vinh tương đương phiền muộn, nhà bọn hắn hộ vệ mỗi ngày đều tại giảm bớt, hơn nữa còn cái xác không hồn. Cái này khiến hắn hoài nghi có phải hay không đắc tội Lạc gia mời Tiềm Long Các đến đối phó bọn hắn. Bởi vì hắn thấy, cũng chỉ có Ngự Hạ Thất Thế gia mới có khủng bố như vậy thực lực, thần không biết quỷ không hay đem hắn nhà hộ vệ từng cái mặt sát. Vì thế Thái Vinh một mực nơm nớp lo sợ, riêng là vừa đến đêm khuya, liền cùng nhi tử co lại ở trong chăn bên trong run lẩy bẩy. Sợ tiếp tục biến mất, chính là mình. Người sống một đời, chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ khi chết khác. Hiện tại Thái gia phụ tử cũng là tại đây loại khủng bố trong khi chờ đợi, một ngày bằng một năm. Từng có lúc, hắn cũng nghĩ đến đi cầu U Minh Cốc ra mặt, bảo vệ bọn họ nhất mệnh. Nhưng là U Minh Cốc từ khi được đến nhà bọn hắn tổ truyền vũ kỹ về sau, liền thái độ đại biến, hoàn toàn không để ý bọn họ chết sống. Điều này không khỏi làm Thái Vinh trốn ở trong cửa phòng lớn tiếng thống mạ, mà đạo quả nhiên không đáng tin, lại là lại không thể làm gì. Cái này tất cả mọi thứ, Trác Phàm đều nhìn ở trong mắt, cười lạnh trong lòng. Còn Tôn gia, Trác Phàm cũng từng để huyết anh đi vào xem qua mấy lần, nhưng là bọn họ chỗ ấy dù sao có cái giản trưởng lão đóng quân, nhiều lần đều xấu bị hắn phát hiện. Riêng là lớn nhất mấy ngày gần đây, lại có mấy cái cỗ khí thế cường đại xuất hiện, cho nên Trác Phàm cũng liền không đi. Chính là để huyết anh tại cửa ra vào giám thị một phen, liền trở về. Một ngày này, giống thường ngày, huyết anh hút Thái gia hơn 10 người hộ vệ sinh mệnh nguyên lực, lại đi Tôn gia ngoài cửa tản bộ một vòng về sau, hài lòng hướng Tiềm Long Các tiểu viện bay trở về. Nhưng là, đứng đắn nó muốn đi vào tiểu viện lúc, một tia không thể phát giác khí tức lại là hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Tại gian phòng tĩnh tọa Trác Phàm nhướng mày, sai sử huyết anh hướng cái kia tia ẩn nặc khí tức tìm kiếm. Rất nhanh, tại tiểu viện chính đối diện trong khắp ngõ ngách, một người áo đen thu vào hắn tầm mắt. Nhìn người kia chỗ nhìn quanh phương hướng, chính là tiểu viện vị trí. Hừ, Tiềm Long Các địa bàn không ai có thể dám giám thị, tên này là đến thải điểm đi. Nhìn lấy, Hắc Phong Sơn người đến, Trác Phàm nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nghe lén giản trưởng lão bọn họ nội dung nói chuyện, lần này đối bọn hắn Lạc gia xuất thủ, không phải Thái gia hoặc Tôn gia, mà chính là nhìn như cùng tất cả mọi người không liên quan Hắc Phong Sơn sơn tặc. Như thế như vậy, thì coi như bọn họ Lạc gia bị Hắc Phong Sơn cho diệt, cũng theo U Minh Cốc không liên quan. Chính là, một đám sơn tặc muốn thế nào đánh vào Tiềm Long Các trong tiểu viện. Ngươi làm lúc này Lạc gia Quy Vân Trang sao? Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm sai sử huyết anh lặng lẽ phụ đến người áo đen kia sau lưng. Bởi vì huyết anh khí tức thật là quá bí ẩn, người kia căn bản không có phát hiện. Quan sát một trận. Người kia giống như có lẽ đã đại khái tìm hiểu tình hình, quay người rời đi. Sau lưng của hắn, một mực treo một cái màu đỏ huyết anh. Cho đến khi nửa canh giờ về sau, người áo đen kia đi vào một cái khách sạn trước, huyết anh mới thăm thẳm ly thể. Bạch! Người áo đen thả người nhảy một cái, lật nhập một cánh cửa sổ bên trong, huyết anh thì là nhẹ nhàng bay tới cửa sổ hướng vào phía trong nhìn lại. Chỉ thấy bên trong có 6-7 cái đại hán. Còn có một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương đứng ở một bên, mọi người cùng nhau nhìn về phía người áo đen kia, chờ lấy hắn phân phó. Tiểu thư, tìm hiểu thế nào? Người áo đen chưa mở miệng, tiểu cô nương kia đã là đưa lên một chén trà, quan tâm nói. Trác Phàm nghe đến, không khống chế được sững sờ, nữ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, lần này xuất động đối phó Lạc gia Hắc Phong Sơn nhân mã, thế mà là từ tên nữ tử dẫn đội. Là nhìn Lạc gia chỉ còn 4 người, xem thường bọn họ sao? Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy người áo đen kia mang trên đầu hắc bao bọc hái một lần, lộ ra một đôi long lanh song đồng, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc như là thác nước rủ xuống, da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng, thế mà cái khó được đại mỹ nhân. Cho dù là những thuộc hạ kia gặp, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt đăm đăm. Cho đến khi nữ tử kia hung hăng chừng bọn họ liếc một chút,
bọn họ mới đuổi vội vàng cúi đầu. Tiểu Thúy, cầm giấy bút tới. Không nói hai lời, nữ tử kia hét lớn một tiếng, cô bé kia liền vội vàng đem bút mực giấy nghiên trình lên. Nữ tử kia đỡ dậy ống tay áo, dùng bút trên giấy cẩn thận phác họa, chỉ là một phút công phu, liền vẽ xong một bộ trạch cư muốn. Trác Phàm gặp, không khống chế được thầm khen một tiếng. Bức vẽ kia phía trên họa, cũng là Tiềm Long các tiểu viện kết cấu bố cục, lại một điểm không kém. Chính là nhìn một đêm, liền có thể vẽ dạng này muốn, Trác Phàm cũng phải cho nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhìn lấy Hắc Phong Sơn hành động lần này, để nữ tử này dẫn đội, cũng không phải là không vô nghĩa. Các ngươi xem kỹ, đây chính là cái nhà kia kết cấu. Nơi này, còn có nơi này, đều có trọng binh chấn giữ. Cái này bốn hẻo lánh, có đoán cốt cảnh cao thủ tọa chấn. Nữ tử áo đen cho những đại hán kia giảng giải tiểu viện phòng ngự, đợi hết thảy đều nói xong, bọn đại hán liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tiểu thư, đây chính là Tiềm Long các a, chúng ta làm sao tấn công vào đi? Nhìn điệu bộ này, chúng ta chắc còn không có vào cửa, thì tất cả đều chết tại cửa ra vào. Một gã đại hán chà chà mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thờ ơ khoát khoát tay, nữ tử kia thản nhiên nói, yên tâm đi, sư huynh đã liên hệ U Minh cốc người, đến thời điểm bọn họ hội kiếm cớ trấn giữ vệ đều dẫn dắt rời đi. Đến lúc đó, chúng ta xông đi vào, giết sạch người Lạc gia, bắt lấy Lạc Vân Thường. Cái gì, bắt đại tiểu thư? Nàng cũng không phải là cái nam, bắt tiểu thư làm gì? Trác Phàm cảm thấy rất là kỳ lạ, lại là không chút nào lo lắng. Coi như không có những thủ vệ kia, hắn mấy ngày trước mới bố trí 9 ngày bàn long trận còn ở đây. Những thứ này binh tôm tướng cua đến, chỉ là chịu chết phần. Chính là để hắn để ý là, Hắc Phong Sơn theo U Minh cốc cuối cùng là quan hệ như thế nào. Giống như Thái gia, chính là bị lợi dụng, vẫn là có càng sâu tầng kết hợp. Ách, tiểu thư, có mấy lời ngài khả năng không thích nghe, nhưng là sự tình quan huynh đệ nhóm tánh mạng. Nói. Phất phất tay, nữ tử kia mười phần hào khí đường hầm. Do dự một chút, người kia ngưng trọng nói, tiểu thư, thiếu trại chủ cùng U Minh cốc cuối cùng là quan hệ như thế nào, U Minh cốc người sẽ nghe. Coi như U Minh cốc người chịu giúp ta nhóm, nhưng là Tiềm Long các dù sao cũng là ngự hạ thất thế gia, đắc tội bọn họ chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, đến thời điểm U Minh cốc hội giúp chúng ta không. Nếu là bọn họ đem chúng ta vứt bỏ, vậy chúng ta thì thật một con đường chết. Hừ, nói cho cùng các ngươi chỉ là sợ chết a. Hừ lạnh một tiếng, nữ tử kia tức giận nói, các ngươi ngày hôm nay nói loại lời này, xứng đáng lão trại chủ sao? Vì chữa tốt lão trại chủ thương thế, báo thù cho lão trại chủ, coi như liều lên cái mạng này đây tính toán là cái gì? Nghe đến lời nói này, tất cả mọi người không tự giác cúi thấp đầu, trên mặt nét hổ thẹn. Nữ tử kia lạnh lùng liếc nhìn mọi người liếc một chút, quát to, lui ra. Hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành, không được có dị nghị. Vâng. Mọi người liền ôm quyền, hô to một tiếng, tiếng như chuông lớn, cung kính lui xuống đi. Chỉ là bọn hắn lúc rời đi ánh mắt, đã không do dự nữa, mà chính là thấy chết không sờn. Có hố. Trác Phàm nhíu nhíu mày, chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng, thả người bay ra. Hiện tại giờ đến phiên hắn xuất mã. Khách sạn gian phòng bên trong. Đợi tất cả mọi người rời đi sau đó, cô bé kia vỗ tay cười nói, tiểu thư hảo lợi hại, thật có sơn chủ phong phạm. Lắc đầu, nữ tử kia không khống chế được thở dài, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, nghĩa phụ nếu là kiện khang, khí thế so với ta mạnh hơn nhiều, Hắc Phong Sơn trên đó cái dám không tín phục. Lại càng không có nhiều như vậy nghi vấn. Nào có, bọn họ vẫn là rất tin phục tiểu thư. Tiểu nữ hài vội vàng an ủi. Cười khổ một tiếng, cô gái áo đen kia lắc đầu, tiểu thúy, ngươi thì đừng an ủi ta. Ta chỉ hy vọng, lần này sau đó, có thể có được hồi long trưởng, chữa tốt nghĩa phụ thương tổn. Tiểu thư như thế hiếu thuận, tâm nguyện nhất định sẽ thực hiện. Tiểu nữ hài mỉm cười, hai con mắt chỗ ngoặt thành trăng răng. Nữ tử áo đen gặp, cũng là vui mừng cười rộ lên. Nhưng, đúng lúc này, một đạo sâu kín tiếng thở dài lại là truyền vào hai trong tai người. Tiểu cô nương, hiếu không hiếu thuận cùng thực hiện tâm nguyện là hai chuyện khác nhau. Còn có, người nào nói cho các ngươi hồi long trưởng có thể liệu thương?
Cái gì người? Nữ tử áo đen cùng tiểu thúy vội vã quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Trác Phàm đã là ngồi tại cửa sổ, cười hì hì nhìn lấy hai người. Hai vị không cần kinh hoàng, ta đối hai vị không có ác ý, chỉ là muốn mời hai vị đi một chuyến, làm rõ ràng một ít chuyện. Trác Phàm mỉm cười, hữu hảo duỗi ra một cái tay. Người cuối cùng là ai? Nữ tử áo đen mang theo tiểu thúy hướng về sau nhanh chóng thối lui hai bước, mặt mũi tràn đầy giới sắc. Nàng căn bản không có phát hiện Trác Phàm là như thế nào lặng yên không một tiếng động đi vào trước người nàng. Nếu là người này muốn nàng mệnh lời nói, nàng sớm đã là cái xác chết. Há, còn không có tự giới thiệu. Trác Phàm cung kính thi lễ, cười nói, tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Cái gì, ngươi là người Lạc gia? Nghe đến hắn lời nói, nữ tử áo đen trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cắn răng nghiến lợi đạo, nếu là người Lạc gia, thì chịu chết đi. Vừa dứt lời, nữ tử áo đen bỗng nhiên dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng Trác Phàm đâm tới. Chói tai tiếng sét đột nhiên vang lên, xen lẫn tại giữa hai ngón tay, giống như muốn đâm xuyên chân trời. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm cả kinh nói, tụ khí 9 tầng, linh giai vũ kỹ. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nhà đầu này lại có tụ khí 9 tầng tu vi, vũ kỹ càng là linh giai. Thực lực như thế, coi như đụng tới đoán cốt cảnh cũng có sức đánh một trận. Chỉ tiếc nàng ngày hôm nay đụng tới Trác Phàm, đoán cốt cảnh trở xuống, Trác Phàm đều chẳng thèm ngó tới. Bởi vì hắn có, bản mệnh huyết anh, ấn quyết trong tay đánh ra, một đạo ánh đỏ trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn bay ra, tiến vào nữ tử kia thể nội. C-K-I-T-T-T, nữ tử áo đen chính tại vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, chỉ có đầu ngón tay lôi quang còn tại xì 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 rung động. Nữ tử áo đen hoảng sợ nhìn về phía Trác Phàm, ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, Trác Phàm lắc đầu, chẳng hề làm gì, chính là khống chế thân thể ngươi. Lấy, Trác Phàm lấy tay tại hắn hai ngón tay trước một chảo, diệt. Chỉ một thoáng, cái kia bén nhọn tiếng sét trong nháy mắt dập tắt. Huyết anh lấy máu mà sống, cũng có thể khống chế máu người khí. Mà huyết khí một khi bị khống chế, toàn thân tất cả mọi thứ đều sẽ bị khống chế. Trừ phi thực lực siêu cường, có thể dùng nguyên lực cường thế tránh thoát. Bất quá, đây cũng là tại huyết anh thực lực yếu tình huống dưới. Nếu là một cái thánh cấp huyết anh, liền xem như đế cấp cao thủ cũng rất khó ứng phó, đây chính là huyết anh chỗ kinh khủng. Đi theo ta đi. Trác Phàm một tay ôm phía trên nữ tử áo đen vòng eo, đem nàng ôm lấy. Nữ tử áo đen căn bản không thể nào phản kháng, chỉ có thể bị một cái nam tử xa lạ mạnh ôm vào lòng. Tiểu thư, tiểu thúy quát to một tiếng. Trác Phàm quay người xem xét, dường như nhớ tới cái gì, há, còn có ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm xuất thủ lần nữa, nhất chảo chộp vào nàng đầu vai, tay dùng lực, nha đầu kia liền ngất đi. Tiểu thúy dù sao chính là tên nha hoàn, còn không có đột phá tụ khí cảnh, Trác Phàm rất nhẹ nhàng liền chế phục. Kết quả là, tại trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Trác Phàm ôm lấy một lớn một nhỏ hai nữ nhân vội vã hướng tiểu viện tiến đến. Hiu! Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trác Phàm một tay ôm một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp về đến trong tiểu viện. Tiềm Long các thủ vệ gặp, trước là hơi sững sờ. Bởi vì vị này Trác quản gia đã hơn 10 ngày không thấy bóng dáng, tiếp lấy chính là lộ ra hiểu ý nụ cười. Có người càng lớn tiếng trêu chọc nói, Trác quản gia, tối hôm qua vất vả. Long Quỳ vừa vặn đi qua, nhìn thấy Trác Phàm, lại nhìn một chút trên tay hắn hai cái trang điểm lộng lẫy nữ nhân, khẽ cau mày, lật một cái khinh bỉ khinh thường, nhanh chân rời đi, giống như không thấy được hắn như vậy. Nhưng là trong miệng lại là lẩm bẩm, nam nhân đều một dạng. Biết bọn họ đều lầm sẽ tự mình, nhưng là Trác Phàm cũng không quan tâm, ôm lấy hai nữ nhân tiến gian phòng của mình, đem các nàng hung hăng ném xuống đất, đóng cửa phòng lại, tiện tay cầm đem cái ghế ngồi xuống. Ai u? Tiểu thúy bị ngã trên mặt đất đau đớn giật mình tỉnh lại, xoa xoa nhập nhèm con mắt, ngắm nhìn bốn phía, đây là nơi nào a? Đợi nàng nhìn thấy bên cạnh nữ tử áo đen, mới kêu sợ hãi nói, tiểu thư, ngươi làm sao? Nữ tử áo đen thẳng tắp nằm trên mặt đất, vẫn như cũ động một cái cũng không thể động, lồi lõm hoạt bát thân thể hoàn toàn hiện ra tại Trác Phàm trước mặt. Khẽ cười một tiếng,
Trác Phàm động động ngón tay, cô gái áo đen kia lập tức khôi phục tự do. Ngay tại lúc này, chỉ thấy nàng bỗng nhiên nhảy lên, đưa tay tại mắt cá chân sờ một cái, trong tay liền mạc danh nhiều thanh chủy thủ, trong nháy mắt hướng Trác Phàm giữa cổ xẹt qua. Nhưng, CKIT, T, T một tiếng, dao găm tại khoảng cách Trác Phàm cổ 1 cm chỗ dừng lại, cô gái áo đen kia càng lại lần cứng tại nguyên chỗ. Không khống chế được suy cười một tiếng, Trác Phàm tán thưởng gật đầu, thân thủ tốt, chỉ là ở trước mặt ta là vô dụng. Ta mời hai vị đến chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề, tuyệt không có ác ý. Chỉ cần các ngươi thành thật trả lời, sau đó ta tự sẽ thả các ngươi. Còn có, dạng này hung khí tốt nhất đừng ở trước mặt ta hiển lộ. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm đem cái viên kia dao găm theo nữ tử áo đen trong tay lấy ra, sau đó lại nhìn xem cái kia ngực nở mông cong thân thể mềm mại, cười nói, đúng, trên người ngươi sẽ không còn che giấu nguy hiểm gì đồ, vật đi. Lấy, Trác Phàm liền làm bộ muốn đi soát người. Nữ tử áo đen gương mặt một đỏ, vội la lên, ngươi dám. Vươn tay im bặt mà dừng, Trác Phàm nhìn lấy nữ tử áo đen hai mắt, cười lắc đầu, ta có dám hay không, thì nhìn ngươi phối hợp hay không phối hợp. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị nói, ngươi là ai, đến Phong Lâm Thành làm gì? Nữ tử áo đen quay đầu sang chỗ khác, không đi trả lời. Bạch, không chút do dự, Trác Phàm tay kéo một cái, nữ tử áo đen bên hông đai đen nhất thời rớt xuống đất. A, rít lên một tiếng, nữ tử áo đen vừa tức vừa giận, hai mắt như là phun ra lửa, hung hăng trừng mắt về phía Trác Phàm, nhưng là Trác Phàm lại căn bản không muốn động đậy. Tiểu Thúy thấy thế, bỗng nhiên xông đi lên, một cái phấn nộn nắm tay nhỏ hung hăng đánh tới hướng Trác Phàm, bại hoại, ngươi dám đối tiểu thư của chúng ta vô lễ. Ba một tiếng, Trác Phàm nhẹ nhõm bắt lấy, một cái tay khác thuận tay kéo một cái, tiểu Thúy bên hông dây lụa cũng chậm rãi trượt xuống. Tiểu Thúy chưa phát giác kinh hãi, đuổi vội vàng che y phục vội vã lui lại, trong mắt đã là tụ tập đầy ắp nước mắt. Trác Phàm sắc mặt không chỉ không dao động, vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai, đến Phong Lâm Thành làm gì? Hung hăng khẽ cắn môi, nữ tử áo đen nhếch nhếch miệng, vẫn như cũ không nói một lời. Xoẹt! Nữ tử áo đen màu đen áo ngoài bị Trác Phàm một thanh xé thành mảnh nhỏ, Trác Phàm nhìn lấy nàng bi phẫn sắc mặt, lạnh lùng nói, ngươi là ai, đến Phong Lâm Thành cuối cùng làm gì? Trác Phàm lãnh khốc, giống như không có cảm tình máy móc, khiến nữ tử áo đen trong lòng lại sinh ra tia chút sợ hãi. Rốt cục, nữ tử áo đen hàm răng buông lỏng, ta là Hắc Phong Sơn Sơn chủ con gái nuôi, Lôi Vũ Đình. Lần này tới Phong Lâm Thành, là diệt trừ các ngươi Lạc gia. Như thế nào diệt trừ? Trác Phàm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, giống như chuyện này cùng mình không hề quan hệ đồng dạng. Điều này không khỏi làm Lôi Vũ Đình trong lòng càng nhiều một phần kiêng kỵ, dường như nàng hiện tại đối mặt, hoàn toàn không là một cái người một dạng. U Minh Cốc hội dẫn dắt rời đi Tiềm Long các người, chúng ta thừa cơ đánh vào nơi này. Trác Phàm nghe xong, hài lòng gật đầu, thực những chuyện này, hắn sớm đã rõ ràng, hỏi lần nữa, bất quá là vì công phá nữ nhân này phòng ngự tâm lý thôi. Tiếp đó, mới là hắn muốn biết trọng điểm. Các ngươi cùng U Minh Cốc quan hệ thế nào, bọn họ giúp các ngươi có chỗ tốt gì? Lắc đầu, Lôi Vũ Đình ánh mắt lộ ra một chút vẻ mờ mịt, không biết. Trác Phàm chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, biết rõ nàng không phải nói láo, liền hỏi tiếp, các ngươi cùng U Minh Cốc làm sao liên hệ lên, là ai tại giật dây? Lôi Vũ Đình ánh mắt chưa phát giác sóng động một cái, lại là cắn chặt môi không có lên tiếng. Trác Phàm ruột đặc bên trong đã đoán ra cái đại khái, nhưng là vẫn như cũ muốn có được xác thực đáp án, sau đó xoẹt một chút, đem Lôi Vũ Đình bên trong áo sơ mi cũng xé toang. Chỉ một thoáng, Lôi Vũ Đình xinh đẹp đồng thể bại lộ tại Trác Phàm trước mắt, chỉ có trước ngực một khối thêu lên uyên ương vải đỏ nổi lên sau cùng che chắn. Chăm chú cắn môi đỏ, Lôi Vũ Đình trong mắt nước mắt từng viên hướng phía dưới nhấp nhô, không nói một lời. Trác Phàm đưa tay chậm rãi phóng tới trước ngực nàng quần áo trước, lạnh lùng nói, ngươi rất đẹp, đây là ngươi sau cùng có thể bảo trì tôn nghiêm cơ hội. Nếu là ngươi lại không trả lời, trừ ta bên ngoài. Bên ngoài nhưng còn có mười mấy cái đói khát hán tử. Hỗn đàn, Lôi Vũ Đình cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Không để ý đến nàng tiếng mắng, Trác Phàm lạnh lùng nói, ta chỉ đếm 3 lần, 1, 2.
theo Trác Phàm đếm xem âm thanh vang lên, Trác Phàm nắm lấy khối kia vải đỏ tay cũng càng ngày càng gấp. Lôi Vũ Đình cắn chặt môi, như là muốn cắn chảy ra máu, hai mắt càng là nước mắt như dâng trào, nhưng lại một mực không lên tiếng. Tốt, có dũng khí. Trác Phàm gật gật đầu, tay nắm chặt lại, vừa muốn dùng lực. Tiểu Thúy một tiếng la hét, vội vàng nói, không muốn, cầu ngươi không muốn lại khi dễ tiểu thư. Theo U Minh Cốc liên hệ, đều là Dương Sư Huynh một tay kinh làm. Dương Sư Huynh là ai? Trác Phàm nhếch miệng lên, cười tà nói. Lôi Vũ Đình muốn kêu to, ngăn cản Tiểu Thúy, nhưng là Trác Phàm ngón tay cong, nàng thế mà rốt cuộc ra không âm thanh. Tiểu Thúy nhìn nhận hết khuất nhục tiểu thư liếc một chút, thành thật khai báo nói, Dương Sư Huynh là Sơn Chủ quan môn đệ tử, tên là Dương Minh. Tại Sơn Chủ kết hợp một chút, cùng tiểu thư đính hôn kỳ. Nhưng là ngay tại ngày đó, Sơn Chủ lại bị chủ nhà họ Lạc Lạc Trấn Nam đánh len ám toán, đánh thành trọng thương. Thân thể tê liệt, miệng không thể nói, cho nên. Đã là các ngươi thì đánh lén Lạc ra. Trác Phàm nhếch miệng lên, thỏa mãn cười cười, giết người thì đền mạng, báo thù rửa hận có cái gì khó mà nói. Vậy kế tiếp đâu? Trác Phàm tiếp tục hỏi. Tiểu Thúy do dự một lát, đợi nhìn thấy Trác Phàm một cái tay còn khoác lên Lôi Vũ Đình trước ngực lúc. Liền lập tức nói, Lạc gia canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta cũng không nắm chắc. May mắn Dương Sư Huynh thần thông quảng đại, liên hệ đến Lạc gia tôn quản gia, chúng ta mới có thể nội ứng ngoại hợp, đánh tan Lạc gia. Về sau Lạc gia đại tiểu thư chạy, chúng ta một mực không biết nàng tung tích. Gần nhất vẫn là Dương Sư Huynh nhận được tin tức, biết các ngươi ở chỗ này, còn liên hệ đến U Minh Cốc người đến giúp đỡ. Được. Trác Phàm khoát khoát tay, cảm thấy đã rõ ràng hết thảy. Con mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Tiểu Thúy nói, các ngươi làm sao biết Sơn Chủ bị Lạc Trấn Nam đánh lén, là các ngươi tận mắt thấy sao? Dương Sư Huynh nhìn thấy. Như vậy, Hồi Long Trưởng có thể trị liệu Sơn Chủ thương thế, cũng là Dương Sư Huynh nói đi. Trác Phàm lông mày nhíu lại đạo, Tiểu Thúy mở to mắt to, hung hăng gật gật đầu. Trong mắt thế mà mang theo vẻ ngạc nhiên, phảng phất tại nói ngươi là làm sao biết. Tất cả mọi chuyện đều hiểu rõ. Trác Phàm chậm rãi đem đặt ở Lôi Vũ Đình trước ngực tay cầm xuống. Nhưng, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ lại là đột nhiên vang lên, Trác Phàm, người trong phòng làm gì? Vừa dứt lời, Lạc Vân Thường đẩy cửa vào, đi theo phía sau Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh. Mà vừa nhìn thấy trong phòng tình cảnh, ba người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Hai tên tuổi trẻ diện mạo mỹ thiếu nữ quần áo không chỉnh tề. Trác Phàm bàn tay heo ăn mặn còn tại người ta nửa trước ngực xứng lấy. Lạc Vân Hải gặp, cả kinh há to mồm, một đôi linh động ánh mắt lại là đang không ngừng chuyển. Mãnh liệt mà đem hắn hai mắt che, Lạc Vân Thường đối bàng thống lĩnh quát to, mau đưa thiếu gia mang về phòng đi. Bàng thống lĩnh gấp vội vàng gật đầu, nâng Lạc Vân Hải đi, nhưng trước khi đi, lại cho Trác Phàm một người nam nhân đều hiểu nụ cười thô bỉ. Trác quản gia. Lạc Vân Thường giận dữ, thế mà trực tiếp kêu lên Trác Phàm thân phận xưng hô, nơi này dù sao cũng là Tiềm Long Các địa phương, người sao có thể tại người ta địa phương như thế làm ẩu. Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm thản nhiên nói, ta làm như vậy có thể đều là vì Lạc gia. Vì Lạc gia? Lạc Vân Thường giận quá mà cười, người đem hai cái không đứng đắn nữ nhân mang về nhà bên trong, làm bừa một đêm, người nói là vì Lạc gia. Ngươi không phải nói muốn trở nên mạnh hơn à, ngươi không phải nói muốn để Lạc gia trong vòng 10 năm siêu việt thất thế gia à, ngươi chính là làm như vậy sao? Trác Phàm không khống chế được sững sờ, cái này Lạc Vân Thường bình thường đều rất đoan trang hiền thục, gặp phải lại tức giận sự tình cũng có thể bảo trì dáng vẻ, ngày hôm nay làm sao lại tức giận như vậy, mất ngày thường phong phạm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, nếu như ngươi biết các nàng là người nào, thì sẽ không như thế nói. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm. Các nàng là Hắc Phong Sơn nữ sơn tặc, ta vừa mới đang thẩm vấn hỏi các nàng. Trác Phàm nhìn cái kia hai cái quần áo không chỉnh tề nữ nhân liếc một chút, cười nhạo nói, liền xem như sơn tặc, nhưng đối với nữ nhân mà nói, loại thủ đoạn này vẫn là hữu hiệu nhất. Cái gì, các nàng là Hắc Phong Sơn? Không có để ý Trác Phàm đằng sau lời nói. Lạc Vân Thường vừa nghe đến Hắc Phong Sơn ba chữ, liền hai mắt đỏ bừng, toàn thân nguyên lực trong nháy mắt bộc phát ra, nhất trưởng đánh về phía Lôi Vũ Đình, còn phụ thân ta mệnh tới. 3.
Trác Phàm một tay nắm lấy nàng cánh tay mềm, thản nhiên nói, người bình tĩnh một chút, ta cảm thấy Hắc Phong Sơn cùng Lạc Gia ân oán, cũng không có đơn giản như vậy. Khả năng, cái này tất cả mọi thứ đều là Ngự Hạ Thất Thế gia dở trò quỷ. Cái gì? Nghe Trác Phàm lời nói, Lạc Vân Thường trong nháy mắt ngây người, Lôi Vũ Đình cùng Tiểu Thúy cũng là quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vô luận Lạc Gia vẫn là Hắc Phong Sơn, tại Ngự Hạ Thất Thế gia trong mắt, chỉ là con kiến hôi cũng không bằng gia tộc nhỏ yếu. Muốn đối phó bọn hắn lời nói, không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt, làm gì túi như thế một vòng tròn lớn đây. Trác Phàm đồng dạng không nghĩ ra điểm này, ngón tay cong, Lôi Vũ Đình liền lại khôi phục hành động lực. Lôi tiểu thư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Trác Phàm cung kính thi lễ, thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi mang ta phía trên Hắc Phong Sơn đi một chuyến, ta muốn làm rõ ràng trong này ngọn nguồn. Hừ, muốn lẫn vào chúng ta Hắc Phong Sơn, không có cửa đâu. Lôi Vũ Đình hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Trác Phàm mỉm cười, nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, tiểu thư, xin đem Hồi Long Trưởng công pháp cho ta. Ngươi muốn làm gì? Lạc Vân Thường hỏi như thế, nhưng vẫn là theo trong giới chỉ móc ra một cái ngọc giản, đưa tới. Vũ kỹ này nếu là người khác muốn lời nói, nàng tuyệt đối không nỡ. Nhưng là lấy Trác Phàm cấp 5 trận sư thân phận, tuyệt sẽ không tham không có nàng linh giai vũ kỹ. Đem ngọc giản đưa cho Lôi Vũ Đình, Trác Phàm cười nói, Lôi tiểu thư, đây chính là các ngươi muốn Hồi Long Trưởng. Chỉ là đây chỉ là một bản vũ kỹ, không chỉ được các ngươi sơn chủ thương tổn. Ta chỉ mời ngươi dẫn ta đi Hắc Phong Sơn nhìn xem, tra ra chân tướng, có lẽ cái kia Dương Minh một mực tại lừa các ngươi. Nếu không lời nói, vô luận Lạc Gia vẫn là Hắc Phong Sơn lần này cũng sẽ ở Thất Thế gia ân oán bên trong diệt tộc. Dương Sư Huynh là người tốt, sẽ không gạt chúng ta. Tiểu Thúy hướng lên đầu, vội la lên. Không để ý đến nàng, Trác Phàm chỉ nhìn hướng Lôi Vũ Đình. Dương Minh có thể nhẹ nhõm đem Lạc Gia làm mấy chục năm quản gia xúi dục làm nội ứng, lại có thể dễ dàng cùng Ngự Hạ Thất Thế gia U Minh cốc đáp lên quan hệ. Lôi cô nương, ngươi làm hắn vị hôn thê, thật hiểu hắn sao? Do dự một lát, Lôi Vũ Đình kinh Trác Phàm một phen du thuyết, trong lòng thế mà trong nháy mắt tràn ngập nghi vấn. Trong tay nhẹ vỗ về Hồi Long Trưởng ngọc giản, Lôi Vũ Đình nhìn về phía Trác Phàm, hơi hơi gật gật đầu. Đã người ta đã đem ra truyền vũ ký Hồi Long Trưởng cho mình, đủ loại này sự kiện lại có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, không có lý do cự tuyệt hắn. Huống hồ, Hắc Phong Sơn là nàng địa bàn, mà Trác Phàm chỉ có một người, lượng hắn cũng làm không ra hoa dạng gì. Gặp nàng đáp ứng, Trác Phàm hài lòng gật đầu. Bất quá, chờ một lúc, lại là lúng túng tằng hắng một cái, khụ khụ khụ. Lôi cô nương, coi chừng bị lạnh. A, à, giờ này khắc này. Lôi Vũ Đình mới phản ứng được, nàng y phục vừa rồi đã bị trước mắt cái này ác quản gia cho xé rách, hiện tại chỉ có thể vội vàng dùng một chút toái bộ ngăn trở thân thể. Lạc Vân Thường thì là cùng Tiểu Thúy cùng nhau đem Trác Phàm đẩy ra ngoài cửa, lăn. Đụng một tiếng, đại môn đóng lại, ba nữ liếc nhau, không khống chế được cười khẽ một tiếng. Nhưng là rất nhanh liền ý thức được, chuyện bây giờ không có rõ ràng trước đó, bọn họ còn là địch nhân, sau đó lại lạnh lên mặt. Lúc này, ngoài cửa lại vang lên Trác Phàm thanh âm, Lôi cô nương, nhớ kỹ lần sau nhiều mặc điểm, cũng có thể nhiều chống đỡ một lát. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình cực kỳ lúng túng, trong mắt tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm, đỏ bừng cả khuôn mặt. Rừng rậm tiểu đạo ở giữa, một vị nữ tử áo đen cùng một cái già trên 80 tuổi lão người sóng vai mà đi. Nữ tử dáng người cao gầy, diện mạo như quỳnh hoa, một hàng nhất động ở giữa phương mùi thơm khắp nơi. Dẫn tới ong bướm vần quanh. Lão nhân tóc mai điểm bạc, trên cằm giữ lấy một luồng tròm râu dê, trong đôi mắt già nua vẩn đục cũng không ngừng có tinh quang chớp động. Hai người tới một chỗ chân núi, nữ tử nhìn xem nơi xa đỉnh núi, đôi mắt đẹp liếc về phía bên cạnh lão nhân, nhưng trong giọng nói lại là mang theo tia vẻ tức giận, Trác Phàm, người lớn nhất thật là thành thật điểm. Nếu để cho ta nhìn ra ngươi có một tia gây bất lợi cho Hắc Phong Sơn ý đồ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, Lôi tiểu thư yên tâm, lão hủ là đến tra ra chân tướng, không phải đến báo thù. Huống hồ, chỉ có một mình ta, có thể làm cái gì? Lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha, lắc lắc đầu nói. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Vũ Đình không nhìn tới hắn,
trực tiếp đi thẳng về phía trước, còn có, tiểu thúy nếu là làm bị thương một sợi tóc, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, ta giữ lại tiểu thúy làm con tin, thứ nhất là bởi vì chúng ta ở giữa còn không cách nào tín nhiệm lẫn nhau, ta cũng nên lưu một chiêu đến từ bảo vệ. Thứ hai, Trác Phàm thật sâu liếc nhìn hắn một mắt, thần bí nói, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tốt với ta. Lôi Vũ Đình nghi ngờ nhìn về phía Trác Phàm, nhưng Trác Phàm lại là lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ để lại Lôi Vũ Đình một bụng nghi vấn. Cứ như vậy, hai người tiếp tục sóng vai lên núi, trên đường đi lại không có quá nhiều lời nói. Cho đến khi đi vào giữa sườn núi, gặp Hắc Phong Sơn đệ nhất đạo cửa ải. Cái gì người? Một cái thân mặc đại hán áo đen nhảy ra, ngăn lại hai người đường đi. Nhưng khi hắn thấy là Lôi Vũ Đình lúc, lập tức liền cung kính thi lễ, còn lại đi xuống, ách, thì ra là tiểu thư trở về, ngài không phải đi Phong Lâm Thành A, làm sao? Có chút việc trở về làm. Lôi Vũ Đình giơ lên cao ngạo gương mặt, nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Người này là cái kia Dương Minh người. Đột nhiên, Trác Phàm âm u nói, người đã nói với ta, người đi Phong Lâm Thành chấp hành nhiệm vụ là cực kỳ bí ẩn sự việc, một cái thủ sơn tiểu lâu lâu làm sao lại biết. Không khống chế được khẽ giật mình, Lôi Vũ Đình suy nghĩ một chút Trác Phàm lời nói, chân mày hơi nhíu lại. Nguyên bản nàng đúng vậy là tướng tin sư huynh Dương Minh, nhưng là mấy ngày nay một mực bị Trác Phàm đề điểm, nàng mới hồi tưởng lại rất nhiều chỗ khác nhau chuyện tầm thường tình tới. Tựa như trước mắt cái này thủ sơn chi người biết nàng động tĩnh một dạng, trước kia nàng tuyệt sẽ không coi là chuyện to tát, nhưng bây giờ lại là khắp nơi tràn ngập điểm đáng ngờ. Nhìn lấy đi, chờ chúng ta lên phía sau núi, cái kia Dương Minh thì muốn ra cửa nghênh đón. Trác Phàm tối cười một tiếng, bước chân không khống chế được tăng tốc rất nhiều. Lôi Vũ Đình nhìn lấy Trác Phàm bóng lưng, cảm thấy mâu thuẫn, lại là vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, hai người lại qua mấy đạo cửa khẩu, rốt cục đi vào đỉnh núi chỗ, Hắc Phong Sơn cửa trại thình lình xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì có Lôi Vũ Đình dẫn đường, trang điểm thành lão đầu Trác Phàm, căn bản không có người hỏi thân phận của hắn, thì hoàn toàn cho đi. Nhưng, đứng đắn hai người muốn đi vào lúc, cửa trại bên trong lại đột nhiên xuất hiện cái bóng người. Người này thân cao 7 thước, dáng vẻ đường đường, chính là cái kia anh Tuấn trên khuôn mặt, lại luôn mang theo một cỗ tà dị tiếu dung. Trác Phàm chỉ liếc một chút, liền nhìn ra người này hẳn là Dương Minh. Người nhìn, người hành tung đều bị hoàn toàn báo cáo đi. Trác Phàm hướng Lôi Vũ Đình nhíu nhíu mày, dường như cược thắng trò chơi hài tử một dạng. Nhưng Lôi Vũ Đình lại không có tâm tư nói đùa hắn. Trên mặt sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Trên đường đi, Trác Phàm liền đã đem hắn suy đoán nói cho nàng, riêng là liên quan tới Dương Minh khả năng cũng là U Minh Cốc bố trí tại Hắc Phong Sơn ám tử một chuyện. Lôi Vũ Đình vốn là không muốn tin tưởng đây là thật, dù sao nam nhân này là nghĩa phụ tự thân vì nàng chủ trì đính hôn người. Nàng rất khó tin tưởng, làm cho tất cả mọi người bao quát nghĩa phụ đều như thế tín nhiệm nam nhân. Hội là người khác xếp vào tới sử dụng hủy diệt Hắc Phong Sơn người. Nhưng là theo trên đường đi đến chứng kiến hết thảy, nhưng đều là cùng Trác Phàm nói từng cái ăn khớp. Khẽ cắn một chút môi son, Lôi Vũ Đình nhìn về phía Dương Minh ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là kiên trì đi lên. Mưa Đình muội muội, người không là nên vậy tại Phong Lâm Thành A, làm sao đột nhiên trở về. Dương Minh mỉm cười, đi lên trước nghênh đón, ngược lại nhìn về phía một bên Trác Phàm. Hỏi, vị này là? Lôi Vũ Đình trần chờ một chút, thử dò xét nói, sư huynh, Tiềm Long Các xác thực không dễ chọc, U Minh Cốc người lại không đáng tin. Hành động lần này, thực sự quá mạo hiểm, cho nên ta để bọn hắn tạm thời án binh bất động, yên lặng nhìn thay đổi. Nghe được lời này, Dương Minh sắc mặt chưa phát giác thay đổi, Trác Phàm thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu cái kia tia sát ý. Mưa Đình muội muội. Sư phụ đợi chúng ta ân trọng như sơn. Vì lão nhân gia ông ta, liền xem như hy sinh tánh mạng đây tính toán là cái gì, chúng ta lại có thể nào như thế tham sống sợ chết. Huống hồ, sư phụ thù há có thể không báo. Cái này ta đương nhiên biết rõ, chính là, Lôi Vũ Đình khẽ cau mày, cắn răng nói, chúng ta cũng không thể không cố huynh đệ nhóm tánh mạng. Vị này là ta tìm tới một cái nhị phẩm luyện đan sư, nếu là hắn có thể cứu nghĩa phụ lời nói. Như vậy, chúng ta liền có thể chờ nghĩa phụ sau khi thương thế lành lại báo thù không muộn a.
Lúc này, Trác Phàm đuổi bước lên phía trước chắp tay một cái, cười nói, ha ha ha. Lão phu tung hoành giang hồ, chữa khỏi trăm bệnh, bất luận cái gì ngoại thương nội thương, nghi nan tạp chứng, lão phu đều là thuốc đến bệnh trừ. Hừ, người muốn thật như vậy có bản lĩnh, sớm đã bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng lên, còn cần giống như bây giờ khắp nơi đi lừa gạt. Dương Minh không đợi Trác Phàm đem châu thổi xong, liền vung phất ống tay áo, cả giận nói, sư muội, bị hồi long trưởng đả thương người, chỉ có hồi long trưởng có thể trị hết, chẳng lẽ ngươi không tin vi huynh sao? Nghe được câu này, Lôi Vũ Đình nghĩ đến cùng Dương Minh ngày thường ở chung bao nhiêu chuyện xưa, cảm thấy không khống chế được trần chờ một chút. Trác Phàm vội vàng lại đứng ra, đứng tại giữa hai người, nhìn về phía Dương Minh nói, tiểu huynh đệ, cho cái cơ hội a. Ta thật rất am hiểu liệu thương a. Lan. Dương Minh cảm thấy giận dữ, nhất trưởng đánh tới. Trác Phàm có thể rõ ràng cảm giác được đến cái kia trưởng phong sắc bén, nhưng là hắn không dám tránh, đành phải cắn răng một cái, đón đỡ hắn nhất trưởng. Đụng. Không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng là mới vào đoán cốt cảnh trưởng lực lại là rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn nơi ngực, nhất thời liền đuổi hắn ra khỏi xa 10 mét, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Không cho chị thì không chị, làm gì xuất thủ đánh người. Trác Phàm vịn trên mặt đất, khó khăn đứng dậy, chưa phát giác lại nôn một ngụm máu tươi, lão phu cái này đều tuổi đã cao, có thể không chịu nổi mấy cái trưởng a. Cô nương, người sinh ý này ta không tiếp, sơn tặc sinh ý quả nhiên không tốt làm a. Ngươi nói cái gì? Dương Minh trên mặt giận dữ, lần nữa giơ bàn tay lên, nhưng lại bị Lôi Vũ Đình vội vã cản lại. Vị tiên sinh này là ta mời đến, người muốn đánh hắn trước hết đánh ta. Hừ, người yêu để hắn trị liền để hắn trị đi. Loại này giang hồ thầy lang nếu như đem sư phụ trị hư, ta tuyệt không buông tha ngươi. Dương Minh hất lên ống tay áo, tức giận đi vào trong, không nhìn nữa Lôi Vũ Đình liếc một chút. Lôi Vũ Đình chợt cảm thấy có chút ủy khuất, tức giận đi vào Trác Phàm bên người, nguyết hắn một cái, đều là bởi vì ngươi, sư huynh hắn không để ý tới ta. Ta ban đầu vốn là không nên tin tưởng ngươi, sư huynh hắn đối nghĩa phụ quan tâm như vậy, làm sao có thể hại nghĩa phụ. Lôi cô nương, nghĩa phụ của ngươi không có dạy ngươi như thế nào biết người sao. Trác Phàm xoa xuống khóe miệng vết máu, khẽ cười nói, chỉ là cũng đúng, chính hắn đều nói. Lôi Vũ Đình sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn ngươi, đừng xem hắn nói cái gì, mà muốn nhìn hắn làm thế nào. Trác Phàm nhếch miệng lên, cười ta dị đạo, vừa mới hắn không cho ta trị, là không rõ ràng thực lực của ta. Nhưng là tại hắn xuất trưởng thăm dò về sau, cảm thấy ta thực lực không đủ, liền lại để cho ta trị. Ngươi nói, hắn đối nghĩa phụ của ngươi là tốt là xấu. Không khống chế được khẽ giật mình, Lôi Vũ Đình hồi tưởng sự việc vừa rồi, đem Dương Minh chỗ có lời nói đều bỏ đi, chỉ đi muốn hắn hành động. Quả nhiên, tất cả mọi thứ đều theo Trác Phàm nói tới một dạng. Thậm chí, tại Dương Minh phất tay áo rời đi lúc, nàng tựa như còn nhìn thấy hắn như có như không nụ cười. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Lôi Vũ Đình không còn dám suy nghĩ. Bởi vì tiếp tục suy nghĩ, nàng tâm có thể sẽ rất đau, có lẽ nàng hội khống chế không nổi chính mình, đi chất vấn Dương Minh. Đến thời điểm, hai người bọn họ thì đều phải chết ở chỗ này. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Trác Phàm phí thời gian lấy đứng lên, vỗ vỗ bả vai nàng, đi thôi, ta nhìn ngươi nghĩa phụ thương tổn. Ngươi cái giang hồ tên lừa đảo, diễn diễn kịch là được, thật đúng là đi xem a. Lôi Vũ Đình không khống chế được bĩu môi, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Trác Phàm bật cười một tiếng, thờ ơ nhún nhún vai, coi như diễn kịch, cũng muốn diễn nguyên bộ. Huống hồ, hiện tại bộ phim còn chưa diễn xong đây. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trực tiếp đi vào trong, Lôi Vũ Đình thở sâu, theo sát mà lên. Tuy nhiên phía trước, là nàng không muốn nhìn thấy tình cảnh. Hai người một đường đi tới, chung quanh mấy trăm ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Giờ này khắc này, Lôi Vũ Đình thế mà là cảm thấy những ánh mắt này để cho nàng như thế không được tự nhiên. Ngày bình thường sùng kính ánh mắt, lúc này lại giống như là từng đôi giám thị con mắt. Chờ hai người tới sơn chủ trước phòng, đi vào cửa, chỉ thấy Dương Minh sớm đã đi tới. Trong tay hắn bưng một chén cháo loãng, tại từng muỗng cho ăn cho trên giường không có thể không động đậy có thể ngữ lão nhân. Giang hồ tên lừa đảo,
ta sư phụ nếu là có cái gì sai lầm, hỏi ngươi. Nhìn thấy hai người tới, Dương Minh đem chén cháo hung hăng đặt lên bàn, tức giận chừng hai người liếc một chút, ngồi ở một bên, nhường ra đầu giường vị trí. Trác Phàm cảm thấy tối cười một tiếng, chậm rãi đi vào lão nhân trước giường, xem lên thương thế hắn tới. Nhưng, làm hắn đem hai ngón tay khoác lên lão nhân mạch phía trên, đưa vào nguyên lực xem về sau, lại là hơi sững sờ. Đón lấy, tất cả mọi chuyện liền đều hiểu rõ. Lệnh sư không có ngoại thương, Trác Phàm gật gù đắc ý, âm u nói. Bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái, Dương Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, cái này còn cần ngươi nói. Có phải là lệnh sư, cũng không có nội thương. Trong mắt hơi hơi co rụt lại, Trác Phàm vừa dứt lời thời điểm, Dương Minh hai tay chưa phát giác chăm chú. Vốn là hắn coi là Trác Phàm chính là tụ khí tứ trọng tu vi, vốn không có bản lãnh gì, nhưng là không nghĩ tới lại bị hắn xem bệnh ra lão nhân này không có ngoại thương cùng nội thương, chẳng lẽ nói. Chỉ một thoáng, Dương Minh trong mắt sát ý chợt lóe lên. Không có ngoại thương, cũng không có nội thương. Cái kia nghĩa phụ ta như thế nào hội bất động không nói. Lôi Vũ Đình có thể không tin Trác Phàm hội chẩn đoạn, vẫn cho là hắn là đang diễn trò, nhưng là người diễn kịch cũng muốn diễn giống một chút đi. Cái gì thương tổn đều không có, người giải thích thế nào một cái cường tráng đoán cốt cảnh cao thủ lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Trác Phàm sờ mũi một cái, khóe miệng lộ ra cái mạc danh nụ cười, thản nhiên nói, lệnh sư chứng bệnh lão phu đã tìm được, là dị vật nhập thể. 3. Đột nhiên ở giữa, một cái góc bàn bị Dương Minh cứ thế mà bẻ gãy. Trên giường lão nhân kia, nhìn lấy Trác Phàm lại là hung hăng trừng to mắt. Liều mạng muốn nói điều gì, lại là nói không ra lời. Nhưng là tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Nói bậy nói bạ. Dương Minh khí thế hung hăng đi vào Trác Phàm trước mặt, một tay lấy hắn kéo ra, thẳng đem hắn kéo đến lảo đảo một chút. Lôi Vũ Đình gặp không khống chế được sững sờ. Tại sao Dương Minh hội có như thế đại phản ứng? Sư huynh, ngươi làm sao? Con mắt không khống chế được mị mị, Dương Minh quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đình, lạnh lùng nói, sư muội, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Lôi Vũ Đình khẽ giật mình, do dự một chút, sau đó hung hăng lắc đầu, rực rỡ cười nói, làm sao lại thế? Đem nàng tất cả mọi thứ đều nhìn ở trong mắt. Dương Minh khóe miệng không khống chế được nhếch lên một cái tà dị đường cong, sư muội, người ta ở chung lâu như vậy, người có thể xưa nay sẽ không đối với ta nói láo. Đó là đương nhiên. Không biết làm sao, nhìn lấy Dương Minh ý cười, Lôi Vũ Đình thế mà đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới. Loại cảm giác này, liền phảng phất một con rắn độc đang nhìn chăm chú ngươi một dạng, khiến cho nàng không tự giác lui về phía sau hai bước. Cười lạnh. Dương Minh trong mắt lóe lên một đạo dứt khoát màu sắc, sư muội, người thiếp thân nha hoàn Tiểu Thúy đâu? Nàng, ta để cho nàng đi làm một ít chuyện, Lôi Vũ Đình lắp bắp nói. A, à, Dương Minh dù nhiên tự đắc gật đầu, nhưng là sau một khắc, trong mắt độc mang lóe lên, siêu một tiếng, nhất trưởng đánh ra. Lôi Vũ Đình còn không có kịp phản ứng, liền bị nặng nề mà đánh vào ở ngực, bay rớt ra ngoài. Một đầu tơ máu, nghênh không phiêu đãng. Ngay sau đó, Dương Minh ở giường đầu một khối nhô lên phía trên nhấn một cái. Gian phòng trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái động lớn, Lôi Vũ Đình nhất thời liền rơi vào bên trong. Trác Phàm thấy thế, giả bộ chấn kinh, vội vàng hướng bên ngoài chạy tới. Nhưng là Dương Minh lại tay mắt lanh lẹ, một thanh liền tóm lấy cổ hắn, tay hất lên cũng ném vào cái hang lớn kia bên trong. Sau đó lại lần nhấn cơ quan, cái kia động khẩu chậm rãi thu về. Mặt đất lại khôi phục vuông vức, dường như lòng đất chưa từng có động huyệt một dạng. Trên giường lão nhân nhìn lấy hai người rơi vào bẫy, không khống chế được tức giận đến toàn thân run run, nhưng lại là không thể làm gì. Đụng! Lôi Vũ Đình ngã vào đen nhánh động huyệt, toàn thân đau nhức. Nhưng là đúng lúc này, lại kêu to một tiếng vang lên, một cái vật lớn oanh một tiếng nện ở trên người nàng, khiến nàng lại không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ tới tiểu tử này lại ở chỗ này thiết lập hạ cơ quan. Trác Phàm chậm rãi bò lên, gãi gãi thủ hạ mềm mại, lẩm bẩm nói, có điều, mặt đất ngược lại là rất mềm. A, à, hỗn đản, lập tức từ trên người ta đi xuống. Đột nhiên, một tiếng chói tai thét lên truyền vào trong tai, Trác Phàm nhìn xuống dưới,
mới phát giác hắn ghé vào Lôi Vũ Đỉnh trên thân. Mà cái kia hai cánh tay, không biết có khéo hay không hung hăng để lên nàng ở ngực. Không khống chế được giật mình, Trác Phàm đuổi vội vàng đứng dậy, lúng túng nói, xin lỗi, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Lôi Vũ Đỉnh đỏ bừng cả khuôn mặt, lại là không có công phu lại cùng hắn tính toán. Giờ này khắc này, nàng đã minh bạch tất cả mọi thứ. Sau đó nàng lập tức đứng lên, hướng lên giận dữ hét, Dương Minh, nguyên lai tất cả mọi thứ thật là ngươi đang làm trò quỷ. Ha ha ha, động khẩu phía trên, ngăn cách cứng rắn bàn đá, vang lên Dương Minh cản rỡ tiếng cười to, sư muội, ngươi lần này về núi, ta đã cảm thấy không đúng, còn mang tới một cái gì nhị phẩm luyện đan sư. Quả nhiên, ngươi đã bắt đầu hoài nghi ta. Ngươi vì cái gì làm như thế, nghĩa phụ không xử bạc với ngươi a? Lôi Vũ Đỉnh bi phẫn đan sen, thương tâm gần chết, hét lớn. Cười lạnh, Dương Minh thản nhiên nói, ta đến đây vốn là có ta mục đích, lão nhân này đối với ta như thế nào căn bản không quan trọng. Nguyên bản ta còn không nghĩ tới sớm như vậy đối ngươi ra tay, không nghĩ tới ngươi hết lần này tới lần khác tìm đến như vậy một cái luyện đan sư, hư ta đại kế. Cái gì, ngươi thật ngay cả ta cũng không buông tha. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đỉnh hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống. Một ngụm tâm huyết nhịn không được phun ra, cái này không phải là bởi vì vừa mới một trưởng kia, mà chính là thương tâm đứt ruột. Trác Phàm ở một bên nhìn lấy, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng không có chút nào thương hại. Cái này có thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình có mắt không tròng mà thôi. Chỉ là diễn trò làm nguyên bộ, Trác Phàm y nguyên đóng vai cái kia giang hồ tên lừa đảo nhân vật. Tiểu huynh đệ, các ngươi có cái gì ân oán tự mình giải quyết tốt, ta là vô tội a, thả ta đi. Nghe được lời này, Dương Minh không khống chế được bật cười một tiếng. Ha ha ha, ngươi cái lão lừa đảo, nếu là thật sự không có năng lực gì lời nói, ta giết không được giết ngươi cũng không đáng kể. Đáng tiếc a, ai bảo ngươi chẩn đoán được lão đầu kia nguyên nhân bệnh đâu. Nguyên nhân bệnh, bệnh gì nhân a? Ta chính là cảm thấy hắn nhiều năm bất động. Thể nội độc tố trầm tích quá nhiều, muốn mở cho hắn cái rõ ràng ruột đan thí thử a. Trác Phàm không gì sánh được ủy khuất kêu gào đạo, ta từng này tuổi cũng là đi ra kiếm miếng cơm ăn, cần gì chứ? Khóe miệng chưa phát giác hung hăng vỗ một chút, Dương Minh bất đắc dĩ che chán. Mẹ hắn, hiểu lầm. Nguyên bản Dương Minh coi là lão nhân này thật có chút tài năng, nhìn ra hắn làm tay chân, không nghĩ quả là cái hết ăn lại uống. Vốn là a. Từng này tuổi vẫn chỉ là cái tụ khí tứ trọng tu vi, có thể có bản lãnh gì. Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết thì không cần vội vã như vậy động thủ. Hiện tại vốn là sử dụng Lôi Vũ Đỉnh đi làm việc, hắn muốn tự thân xuất mã. Đáng chết lão lừa đảo, cố làm ra vẻ, hư lão tử đại sự. Dương Minh giận hừ một tiếng, hung tợn đạo, chờ lão tử đi làm hết chính sự, trở lại thu thập các ngươi hai cái. Người tới. Thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào không được đi vào. Vâng. Dương Minh ra lệnh một tiếng, lập tức liền có hai tên sơn tặc thủ tại cửa ra vào, sau đó Trác Phàm bọn họ liền nghe đến Dương Minh lúc rời đi tiếng bước chân. Uy, tiểu huynh đệ, cố làm ra vẻ cũng có sai a, trên giang hồ kiếm cơm không đều dựa vào một chiêu này sao? Uy, bỏ qua cho ta đi, ta là vô tội. Trác Phàm lại gọi vài tiếng, nhưng là đều không có trả lời. Mới xác định hắn thật rời đi. Quay đầu nhìn về phía Lôi Vũ Đỉnh, chỉ thấy nàng ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt vô thần, lại là tâm đã chết lừa. Dù sao cũng là chỉ định hôn ước vị hôn phu, nháy mắt liền trở thành không đội trời chung cửu nhân. Huống chi, nam nhân này có thể lấy tuyệt tình đến không chút do dự giết chính mình. Cái này đặt ở nữ nhân nào trên thân, đều sẽ tâm chết. Thật sâu nhìn Lôi Vũ Đỉnh liếc một chút. Trác Phàm sờ sờ chính mình trên cằm cái kia túm giả tròm dâu dê, âm u nói, ngươi theo chúng ta đại tiểu thư cảnh ngộ ngược lại là rất giống, về sau các ngươi cũng có thể trao đổi kinh nghiệm, phòng ngừa bị lại quăng một lần. Hừ, về sau, hiện tại chúng ta có thể hay không còn sống ra ngoài đều là vấn đề, từ đâu tới về sau. Lôi Vũ Đỉnh không có liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hết thảy đều theo lão phu kế hoạch làm việc, yên tâm đi, buổi tối chúng ta liền có thể ra ngoài. Đương nhiên, ngươi nếu như tìm chết lời nói, hiện tại liền có thể tự sát, dù sao ngươi đã không có giá trị lợi dụng.
hung hăng nguyết hắn một cái, Lôi Vũ Đình cả giận nói, coi như ta chết, cũng nhất định kéo ngươi đệm lưng. Trác Phàm cười cười, từ chối cho ý kiến lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ lấy đêm khuya buông xuống. Lôi Vũ Đình nhếch miệng, không nhìn hắn nữa, nhưng là không biết làm sao, cùng Trác Phàm một trận đấu khí về sau, nàng tâm tình thế mà là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, cảm giác đau lòng cũng đang dần dần trở thành nhạt. Đêm khuya, vầng trăng thật cao treo ở vân không, Hắc Phong Sơn phía trên sơn tặc phần lớn ngủ, chỉ có mấy chục người thay phiên thủ vệ. Tối như mực trong huyệt động, Trác Phàm dựa vào tại thạch bích phía trên, đột nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Lôi Vũ Đình còn nằm dạp trên mặt đất, yên tĩnh ngủ. Không có đánh thức nàng, Trác Phàm vạch vạch ngón tay, hô một tiếng, một đạo ánh đỏ tại Lôi Vũ Đình trên thân chuồn vài cái, đột nhiên bay ra ngoài, đi vào Trác Phàm trước mặt. Cái kia, chính là huyết anh. Cho dù lúc trước cùng Lôi Vũ Đình đạt thành hiệp nghị, Trác Phàm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Cho nên hắn làm hai tay chuẩn bị, một là chế trụ Tiểu Thúy làm con tin, hai là để huyết anh thủy chung ở tại trong cơ thể nàng. Nếu là nàng có bất kỳ dị động, lập tức giải quyết. May mà Lôi Vũ Đình một mực rất phối hợp, bất quá, giờ này khắc này, huyết anh lại có càng lớn tác dụng. Như là lạc đường nhiều ngày hài đồng đột nhiên tìm tới phụ thân một dạng, huyết anh đối Trác Phàm dị thường thân mật, sau đó tại trên gương mặt hắn ma sát một trận. Trác Phàm mỉm cười, trong mắt đột nhiên hiện ra điên cuồng sát ý, ngón tay hướng ra phía ngoài nhất chỉ. Cùng tâm ý của hắn nghĩ thông suốt, huyết anh hoàn toàn minh bạch ý hắn, lập tức hóa thành một đạo hồng quang phóng ra ngoài. Tầng kia tầng bàn đá mảy may ngăn không được nó tốc độ, trong nháy mắt đi qua. Đêm khuya sơn lâm, dị thường tĩnh mịch, bọn sơn tặc nằm trong phòng, khởi yên ổn làm lấy mộng đẹp. Đột nhiên, một đạo ánh đỏ lướt qua, trong nháy mắt chui vào thân thể bọn họ, lại chui ra đi. Cái kia còn mang theo mỉm cười, không biết làm cái gì ngọt mộng đầu, liền đột nhiên hướng bên cạnh nghiêng một cái, đã là không có khí tức. Huyết anh tốc độ cực kỳ khủng bố, chính là một hít một thở ở giữa, liền lướt qua toàn bộ phòng hơn 20 người. Đợi nó bay ra ngoài về sau, toàn bộ phòng đã lại không có một chút sinh sống. Như thế như vậy, huyết anh bay khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn, lặng yên không một tiếng động mang đi mọi người sinh mệnh, cuối cùng đi đến sơn chủ chỗ trong phòng. Nơi này, có hai tên sơn tặc chính tại tận trung cương vị công tác trông coi. Hưu, một đạo ánh đỏ trực tiếp tiến vào một cái thủ vệ thể nội, khác một cái thủ vệ nhìn thấy, không khống chế được kinh hãi, có đồ vật gì, chui vào trong thân thể ngươi đi. Tên kia thủ vệ sững sờ, còn không biết xảy ra chuyện gì, Trác Phàm thanh âm lại là đột nhiên theo trong cơ thể hắn phát ra, nhanh mở cơ quan, đem chúng ta thả ra. Hai tên thủ vệ sững sờ, liếc nhìn nhau, cảm thấy kinh hãi. Tại sao bị giam tại trong cơ quan người thanh âm, hội theo trong cơ thể hắn phát ra tới? Nhưng là, còn không chờ bọn hắn lên tiếng hỏi rõ tình huống. Phạch một cái, tên kia bị huyết anh nhập thể thủ vệ, liền đã mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô quắt đi xuống, sau cùng bị gió thổi qua, hóa thành một đống cho tàn. Ngay sau đó, cái kia đạo hồng quang theo cho tàn bên trong thoát ra, lại tiến vào một tên thủ vệ khác thể nội. Sợ hãi cả kinh, tên kia thủ vệ đã là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Đúng lúc này, Trác Phàm thanh âm lần nữa theo trong thân thể vang lên, mở cơ quan, thả chúng ta đi ra. Thanh âm bên trong mang theo tuyệt đối không cho cự tuyệt tàn khốc, khiến cho tên kia thủ vệ chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, dưới đáy đã là cứt đái cùng lưu. Đại gia, ngài đừng nóng vội, ta lập tức đi ngay mở. Thủ vệ kia mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tận mắt thấy chính mình đồng bạn trong nháy mắt hóa thành cho bụi, mặc cho ai đều sẽ dọa đến tim mật đều nát. Tên kia thủ vệ càng là nước mắt chảy ngang bò hướng cơ quan trước, nhấn cơ quan. Ầm ầm, trên đầu bàn đá chậm rãi rời, ấm cùng ánh sáng vẩy hướng động huyệt. Lôi Vũ Đình bị quang mang kia đâm vào tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt ra, nhưng gặp đỉnh đầu bàn đá đã mở. Mà lại nhìn về phía bên cạnh, Trác Phàm hai tay vây quanh mà nhìn xem nàng, âm u nói, nếu như còn không muốn chết lời nói, thì theo ta lên tới đi. Lấy, vừa tung người nhảy ra ngoài. Lôi Vũ Đình vốn đang kinh ngạc, cái này Trác Phàm là như thế nào làm đến, nhưng là vừa nghe đến hắn lời nói, trong lòng thì chưa phát giác tức giận,
Mân mê miệng lên, hừ, nghĩ như vậy ta chết sao? Ta không muốn chết. Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng là vừa tung người, nhảy ra ngoài. Hai người đều bình an về đến sơn chủ trong phòng, thủ vệ kia nhìn thấy hai người vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vị đại gia này, tiểu thư, cầu các ngươi thả ta đi. Ta cũng là bị thiếu trại. À không, bị Dương Minh cái kia hỗn đản bức. Lôi Vũ Đình còn không có biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì, Trác Phàm đã là phất phất tay, lạnh lùng nói, lùi đến một bên. Người kia nghe xong, đuổi vội vàng gật đầu, co rúm lại lấy đứng ở một bên. Sau đó, Trác Phàm đi vào lão đầu kia trước giường. Nhìn lấy lão đầu kia một mặt hy vọng ánh mắt, Trác Phàm nhạt cười một tiếng, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi, nhưng về sau ngươi phải nghe ta. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình không khống chế được giật mình, một mặt kích động nhìn về phía Trác Phàm, ngươi thật có thể trị hết nghĩa phụ ta. Không có đi để ý tới nàng, Trác Phàm chính là chăm chú nhìn lão giả kia con mắt. Lão nhân hai mắt do dự bất định, tựa hồ tại do dự. Trác Phàm biết hắn đang lo lắng cái gì, sau đó cười cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm ra thương tổn người trong nhà sự tình. Ta gọi Trác Phàm, Lạc gia quản gia. Hiện tại chúng ta có địch nhân chung, ta chỗ này thiếu một cái đoán cốt cảnh cao thủ, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nghe xong hắn là người Lạc gia, vẫn là quản gia, lão nhân kia trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo kích động ánh sáng, hai con mắt hung hăng chớp chớp. Trác Phàm nhếch miệng lên, biết hắn đáp ứng, sau đó ngón tay cong, huyết anh liền từ cái kia sơn tặc thủ vệ thể nội bay ra, đi vào trước mặt hắn. Mà vừa nhìn thấy đạo tia sáng này, thủ vệ kia liền lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Dù sao đạo tia sáng này, nhưng là trong nháy mắt đem một người sống sờ sờ hóa thành cho tàn đồ, vật. Lôi Vũ Đình gặp, cũng là cả kinh, bởi vì nàng cũng ăn rồi đạo văn này quang thua thiệt, sau đó đuổi vội vàng kêu lên, Trác Phàm, ngươi muốn làm gì? Cho hắn liệu thương, Trác Phàm liếc hắn một mắt, thản nhiên nói. Nhưng là, thứ này có thể liệu thương sao? Lôi Vũ Đình khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Dù sao hắn gặp Trác Phàm sử dụng lúc, là dùng để công kích nàng, càng làm cho nàng về sau bị thay nhau nhục nhã lại không cách nào phản kháng. Cho nên nàng không xác định, huyết anh đến cùng là chiến đấu dùng, vẫn là liệu thương dùng, nếu không lời nói, đem nghĩa phụ trị hư làm sao bây giờ. Trác Phàm mỉm cười cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, Lôi tiểu thư, nghĩa phụ của ngươi đã cái này đức hạnh, ta thương tổn hắn còn cần đến phiền toái như vậy sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, cái đồ chơi này đến cùng là cái gì? Lôi Vũ Đình lo âu nhìn lão giả kia liếc một chút, kiên trì nói. Ma vật. Sắc mặt chưa phát giác nghiêm một chút, Trác Phàm lạnh lùng nói, chúng ta ma đạo tu giả bình thường đều hội tế luyện ma vật, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, ma vật đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Ngươi biết lúc trước, vì cái gì ta nói lão nhân này có dị vật nhập thể, cái kia Dương Minh thì ra tay với chúng ta sao? Lôi Vũ Đình lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi không phải nói, vậy cũng là đoán mò a. Phốc, Trác Phàm kém chút không có một miệng lão huyết phun ra ngoài, hiện tại ta biết ngươi tại sao lại bị hắn lừa, thật là khờ có thể. Lúc đó ta là lừa gạt hắn, ngươi cũng tin, nếu không, hắn làm sao lại yên tâm như thế rời đi. Lôi Vũ Đình gương mặt một đỏ, xấu hổ cúi đầu. Nghĩa phụ từ nhỏ đã nói nàng tư chất không tệ. Luyện võ kỳ tài, ngày hôm nay còn là lần đầu tiên có người nói đầu nàng đần. Hắn sở dĩ ra tay với chúng ta, là bởi vì ta nói chúng hắn chỗ đau. Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp, lão nhân này sở dĩ bất động không nói, cũng là bởi vì ma vật nhập thể. Cho nên ta mới chịu dùng ta ma vật, đi vào đem hắn ma vật thanh trừ hết. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình như là lý giải, nhưng là nàng vẫn còn có chút lo lắng, thấp thỏm nói, người ma vật. Có thể chỉ đến hắn ma vật sao? Ha ha ha. Đột nhiên, Trác Phàm cất tiếng cười to, dường như nghe đến một cái khắp thiên hạ buồn cười nhất cười chê. Đi qua hắn lúc trước trần bệnh, cái kia Dương Minh ma vật chỉ là tiện tay luyện chế cổ trùng loại hình, tại ma đạo là tầng dưới cùng đồ, vật. Mà hắn ma vật nhưng là bản mệnh huyết anh, ngay cả thượng cổ 10 đế đô kiêng kỵ chí tôn ma vật, cả hai tại sao có thể đánh đồng? Ai, không học thức thật đáng sợ. Trác Phàm không hề đi cùng Lôi Vũ Đình giải thích, ngón tay cong liền để huyết anh chui vào lão giả thể nội. Chỉ một thoáng, hồng quang chớp động,
lão giả toàn thân cao thấp đột nhiên bắt đầu nhuyễn động, giống như ngàn vạn đầu côn trùng tại thể nội bò sát. Nhưng là rất nhanh, một đạo ánh đỏ liền cấp tốc lướt qua. Mà phàm là hồng quang những nơi đi qua, nơi này côn trùng thì không còn nhúc nhích dấu vết. Đại khái mười mấy cái hô hấp công phu, huyết anh lần nữa bay ra, về đến Trác Phàm thể nội. Mà lão nhân kia, động động đầu ngón tay, miệng có chút mở to, phát ra mập mờ tiếng nói, Đình. Đình Nhi, nghĩa phụ, ngài có thể nói chuyện. Lôi Vũ Đình gặp, vội vàng chạy tới, chăm chú bắt lấy lão nhân tay, nước mắt rơi như mưa, kích động không thôi. Mà Trác Phàm lại là cau mày một cái, lẩm bẩm nói, đáng chết, lão nhân này thời kỳ dài không thể động, huyết mạch đều sơ cứng. Muốn khôi phục cũng phải một năm nửa năm, thời gian ngắn kỳ giúp không được gì. Trắng cứu. Trác Phàm thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lôi Vũ Đình một từ không bỏ sót nghe vào trong tai. Tức giận quay đầu, Lôi Vũ Đình hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, người yên tâm, nghĩa phụ ta thiếu ngươi tình, ta Lôi Vũ Đình xông pha khói lửa cũng sẽ trả hết, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, nếu là hắn đoán cốt cảnh cao thủ, mà không phải một cái tại đoán cốt cảnh cánh cửa bồi hồi, liền hắn đều đánh không lại người. Nhưng, đúng lúc này, vừa vận chuyển lão giả lại là đột nhiên toàn thân co quắp. Ngay sau đó, từ trong miệng hắn chậm rãi bỏ ra ngoài một đầu toàn thân trắng như tuyết côn trùng, đại khái dài 3 cm ngắn, dọc theo khóe miệng của hắn từng bước một nhúc nhích đi ra. A! À, Lôi Vũ Đình giật mình, không khống chế được giật mình, đợi thấy rõ cái kia côn trùng bộ dáng về sau, trong lòng đột nhiên dấy lên một cơn lửa giận. Nguyên lai cũng là ngươi hại nghĩa phụ thành lần này bộ dáng. Hung hăng khẽ cắn môi, Lôi Vũ Đình toàn thân khí thế đại thịnh, hai ngón tay lôi quang thoáng động, hướng cái kia côn trùng hung hăng đâm tới. Dừng tay. Đột nhiên, Trác Phàm hét lớn một tiếng, tóm chặt lấy cánh tay nàng. Lôi Vũ Đình khẽ giật mình, không hiểu hướng hắn nhìn lại, lại chỉ thấy trong mắt của hắn chớp động lên mạc danh tinh quang. Ngươi làm gì, loại này hại người đồ, vật, làm gì không cho ta giết? Ngươi biết cái gì? Trác Phàm không chút lưu tình chửi một câu, tiếp lấy tìm một cái hộp nhỏ, đem cái kia côn trùng cẩn thận từng ly từng tí đựng ở bên trong. Đồng thời, bước ra bản thân mấy cái tinh huyết, hướng bên trong đi vào, mới đắp lên nắp hộp, hài lòng ôm vào trong lòng. Hắn vạn lần không ngờ, lần này Hắc Phong Sơn hành trình sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Này trùng chính là Hàn Đàm Tuyết Tàm, sinh tại cực kỳ lạnh lùng trong đầm nước, cực kỳ hy hữu. Mà lại nó lấy ký sinh mà sống, ấu trùng xuất sinh về sau, trong vòng một canh giờ không có tìm được ký chủ, liền sẽ suy kiệt mà chết. Nhưng là trong Hàn Đàm lại từ đâu tới nhiều như vậy động vật, có thể cho nó ký sinh. Cho nên đại bộ phận tuyết tằm, đều là xuất sinh sau đó không lâu thì chết, chỉ có số ít còn sống sót, trằn trọc tại khác biệt ký chủ ở giữa. Mà ma đạo người, đưa chúng nó dưỡng vì cổ tằm, làm hạ đẳng ma vật sử dụng. Bởi vì rất nhiều độc trùng, đều có thể tự dưỡng thành cổ trùng. Cho nên tại đại đa số ma đạo cao thủ trong mắt, Hàn Đàm Tuyết Tàm cùng bình thường cổ trùng một dạng, chính là tương đối ít thấy mà thôi. Bất quá, cho dù tại thánh vực cũng có rất ít người biết, Hàn Đàm Tuyết Tàm có cái chí mạng tính thiên phú, đó chính là một khi bị nó ký sinh, trừ phi ký chủ sắp bỏ mình, nó muốn đi tìm tiếp tục ký chủ. Nếu không, vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể đưa nó khu ra. Vừa mới huyết anh dùng thiên ma đại hóa quyết đưa nó ấu trùng từng cái tan đi, để nó nghĩ lầm ký chủ sinh mệnh lực tại cấp tốc biến mất, nó mới không thể không chui ra. Không phải vậy lời nói, trừ phi đem lão nhân này cùng một chỗ tan đi, nếu không cho dù là huyết anh cũng vĩnh viễn đừng nghĩ đem tuyết này tầm tiêu diệt. Mà vừa mới huyết anh sở dĩ có thể đem nó ấu trùng tiêu diệt, cũng chỉ là tự dưỡng người không đúng phương pháp, làm tuyết này tầm sinh hạ ấu trùng, mất đi tuyết tầm phải có đặc tính. Trở thành cùng bình thường cổ trùng không hai đồ, vật. Nhưng là, đã bảo bối này đến hắn Trác Phàm trong tay, hắn liền sẽ đưa nó luyện chế thành thế giới này lớn nhất khủng bố ma vật. Nghĩ tới đây, Trác Phàm khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu, tâm tình đại sướng. Ba người còn lại thấy lại là cảm thấy cùng nhau run lên, cảm thấy cái này Trác Phàm thế mà so cái kia Dương Minh càng thêm tà ác khủng bố. Cõng lên lão đầu kia, chúng ta về Phong Lâm Thành. Trác Phàm nhìn Lôi Vũ Đình liếc một chút, chuyển mà đi tới tên kia sơn tặc trước mặt thủ vệ, lộ ra chân thành nụ cười, đa tạ ngươi thay chúng ta mở cơ quan.
khẩn trương lắc đầu, tên kia thủ vệ trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Nhưng, không đợi hắn nói chuyện, bá một tiếng, Trác Phàm kìm sát bàn tay đã là hung hăng nắm được hắn cổ, đem hắn giơ lên, có điều, người đã vô dụng. Không muốn. Lôi Vũ Đình vừa muốn ngăn cản, nhưng là đã muộn. Khí lưu màu đen từ Trác Phàm trên tay đột nhiên thoát ra, đem người kia hoàn toàn bao khỏa, sau một khắc nhưng gặp Trác Phàm tay dùng lực. Người kia liền oanh một tiếng hóa thành bụi mảnh, rơi lả tả trên đất. Lần thứ nhất gặp Trác Phàm giết người, Lôi Vũ Đình triệt để chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, Trác Phàm xuất thủ vậy mà như thế khủng bố, để người chết chết không toàn thây. Nghĩ tới đây mấy ngày nàng một mực cùng một cái đáng sợ như vậy người ở chung một chỗ, Lôi Vũ Đình trong lòng liền đột nhiên sinh ra thật sâu hoảng sợ. Lão giả kia nhìn lấy đây hết thảy, trong mắt cũng là nhìn không được co rụt lại. Lấy hắn hành tẩu giang hồ mấy chục năm kinh nghiệm, tại Trác Phàm trước mặt lại cũng có gan tim mật đều kinh hãi cảm giác. Lôi Vũ Đình nhìn nghĩa phụ liếc một chút, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, nàng hiện tại không biết theo Trác Phàm liên thủ đến cùng là đúng hay sai. Nhưng là, có một việc là khẳng định, đối địch với hắn, sẽ chết cực kỳ thảm. Bất đắc dĩ thở dài, Lôi Vũ Đình lưng cõng nghĩa phụ đi ra ngoài. Trên đường đi, nhìn lấy trong sơn trại khắp nơi nằm đầy thi thể. Mỗi người đều là 10 phần an tường chết đi, không có thống khổ biểu lộ, nhưng chính là như vậy an tường, để trong lòng hai người càng thêm sợ hãi. Trong sơn trại tối thiểu còn có lưu 300 người, nhưng là cứ như vậy không có không một tiếng động mất đi sinh mệnh, bên trong có lẽ còn có không có đầu nhập vào Dương Minh người vô tội tồn tại. Nương theo lấy tĩnh mịch đen nhánh cảnh ban đêm, lão nhân nhớ tới trước kia các huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ tràng cảnh, hai mắt rủ xuống lão lệ. Nhưng là hắn cũng không hận Trác Phàm, thậm chí có chút cảm kích. Hắn là Hắc Phong Sơn trại chủ, tự nhiên minh bạch chuyện này đến giải quyết dứt khoát. Nếu là bọn họ được cứu đi sự tình tiết lộ phong thanh, như vậy không chỉ là các huynh đệ nguy hiểm, liền xem như phái đi Phong Lâm Thành các huynh đệ cũng sẽ bị toàn bộ diệt khẩu. Cho nên, coi như Trác Phàm không làm như vậy, hắn cũng sẽ mời hắn đi làm. Hiện tại, hắn không cần tự mình mở miệng. Mệnh lệnh đối các huynh đệ đổ sát lệnh, đã để lòng hắn lưu giữ cảm kích. Cao, quản gia, tạ, lão nhân cố hết sức đạo, Lôi Vũ Đình không khống chế được sững sờ, Trác Phàm lại là minh bạch hắn chỗ nói, nhưng vẫn bất động thanh sắc, không hề bận tâm. Nhìn lấy phía trước cái kia trầm ổn bóng lưng, lão trong mắt người đã kiêng kỵ, lại tán thưởng. Ngươi, là làm đại sự, ngươi. Đại quản gia là Ma Hoàng, Trác Nhất Phàm. Hết tập 2.